Đô thị mạnh nhất Hoàn Khố, Diệp Thần Phong. Chương 441 tiền, mẹ kiếp chính là giấy bản. Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình đột phá tầng quan hệ cuối cùng sau, tình cảm của hai người cấp tốc ấm lên, ngăn ngắn 3 ngày thời gian, nguyên bản kinh thành trong quân nữ thần Ninh Vũ Đình, trên người có thêm một tầng thiếu phụ mị lực, giơ tay nâng đủ gian càng thêm thành công thục nữ người mùi vị. Ở 3 ngày nay bên trong, Hiệp Đông Kiện nhiều lần đến nhìn thấy Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình thân thiết tình cảnh, trong lòng thực sự là ngứa lạ khó nhịn, mỗi lần hắn hướng về Ninh Mẫn Yến đưa ra làm một ít bạn bè trai gái chuyện nên làm thì, đều bị Ninh Mẫn Yến cho một cái từ chối rơi mất, bảo là muốn đợi được kết hôn cùng ngày mới có thể để Hiệp Đông Kiện chạm thân thể nàng. Từ khi Thắng Thiên Hội chiếm đoạt Long Tứ Hội sau, kinh thành mặt khác hai đại bang hội từ đầu đến cuối không có lấy hành động. Không biết là bọn họ sợ sẽ Thắng Thiên Hội thực lực hôm nay đây, hay là bọn hắn có mưu đồ khác. Bây giờ Thắng Thiên Hội cần vững chắc thực lực, từ từ từng bước phát triển lên, Diệp Thần Phong đem Thắng Thiên Hội những chuyện này, toàn bộ ném cho Hổ Ca, Hàn Vĩ đám người đi xử lý. Từ khi mấy ngày trước đem Lạnh Hải các Đinh Hải Tinh đám người giết sau đó, Diệp Thần Phong liền bắt đầu cân nhắc muốn huấn luyện ra một nhóm siêu cấp chiến sĩ đến. Tương lai có thể cùng hắn đồng thời tiến vào cổ vũ giới, xem cái nào cổ vũ giới môn phái không vừa mắt, liền có thể lập tức diệt môn phái nào, như vậy nhiều như bê. Có bao nhiêu khí thế a? Tối ngày hôm qua Diệp Thần Phong nhận được hầu tử gọi điện thoại tới, hầu tử ở trong điện thoại bảo hôm nay muốn cùng tên béo họ Lý đồng thời đến kinh thành làm việc, hai người bọn họ định đem sản nghiệp mở rộng đến kinh thành đến rồi. Lúc trước Diệp Thần Phong rời đi Thiên Hải thời điểm, giao cho hầu tử rất nhiều liên quan với mạng lưới phần mềm chờ khai phá tiên tiến tư liệu, đồng thời để hầu tử sáng tạo một nhà đổi mới khoa học kỹ thuật mạng lưới công ty. Bởi Diệp Thần Phong giao cho hầu tử tư liệu là bây giờ phía trên thế giới này tiên tiến nhất, vì lẽ đó đổi mới khoa học kỹ thuật mạng lưới công ty dường như lúc trước Đằng Thiên xưởng chế thuốc, cấp tốc ở nước Hoa cảnh nội quật khởi, thậm chí sức ảnh hưởng ở từng bước hướng về các nơi trên thế giới lan tràn, dù sao bây giờ là máy tính thời đại. Trong thành thị hầu như là từng nhà đều có máy vi tính, đổi mới khoa học kỹ thuật đẩy ra phần mềm chờ một loạt sản phẩm, chịu đến quảng đại người tiêu thụ vây đỡ. Ở tình huống như vậy, đổi mới khoa học kỹ thuật muốn không thành danh cũng khó khăn. Tên béo họ Lý quản lý Đằng Thiên xưởng chế thuốc, không có chút nào so với đổi mới khoa học kỹ thuật mạng lưới công ty kém, mỗi tháng lợi nhuận dòng đều là một cái phi thường đáng sợ con số. Bây giờ Đằng Thiên xưởng chế thuốc ở nước Hoa nghiễm nhiên đã trở thành một cái phi thường có danh tiếng hàng hiệu. Hào Vị Cư ở kinh thành thuộc về một nhà trung đẳng đẳng cấp quán cơm, bây giờ thuộc về Thắng Thiên nổi danh dưới sản nghiệp, Hào Vị Cư số 8 bên trong bao xương, hầu tử cùng tên béo họ Lý vừa nhìn thấy Diệp Thần Phong liền kể ra, hai người bọn họ mấy ngày nay đối với Diệp Thần Phong vị lão đại này tưởng niệm tình, nghe Diệp Thần Phong khắp toàn thân từ trên xuống dưới nổi lên một thân nổi da gà. Số 8 trong phòng khách ngoại trừ hầu tử cùng tên béo họ Lý ở ngoài, Hổ Ca cùng Thiết Ngưu cũng ở đây. Dù sao lúc trước bọn họ ở Thiên Hải đã lẫn nhau phi thường hiểu biết, đương nhiên phải đến vì là hầu tử cùng tên béo họ Lý tiếp đón gió. Lão đại, chúng ta ở qua báo chí nhìn thấy ngươi, không nghĩ tới lão đại y thuật của ngươi cũng tốt như vậy, Thiên Hải mấy vị chị dâu là mỗi ngày ghi nhớ lão đại ngươi. Lâu như vậy không cùng Diệp Thần Phong gặp mặt, hầu tử tâm tình vô cùng tăng vọt. Hầu tử, này còn dùng đến ngươi nói sao? Lão đại của chúng ta là ai? Có thể không để chị dâu môn ghi nhớ sao? Bất quá, lão đại ngươi liền yên tâm được rồi, Thiên Hải thế lực dưới đất Thắng Thiên Hội một nhà độc đại, Phương Ca phái người trong bóng tối bảo vệ mấy vị chị dâu đây. Tên béo họ Lý cười nói. Hầu tử, tên béo họ Lý, lần này hai người các ngươi đến kinh thành dự định dừng lại thời gian bao lâu? Hai người các ngươi thật sự chuẩn bị đem Đằng Thiên xưởng chế thuốc cùng đổi mới khoa học kỹ thuật mạng lưới công ty mở rộng đến kinh thành đến. Mấy ngày nay hai người các ngươi từng người phát triển thế nào rồi? Diệp Thần Phong mở miệng nghi vấn nói. Nghe vậy, hầu tử lập tức lời thề son sắt nói rằng, lão đại, đổi mới khoa học kỹ thuật mạng lưới công ty phát triển, thật không thể cho dù tốt, người giao cho ta những tư liệu kia quả thực là ấn sao kỳ. Bây giờ mỗi ngày chảy vào công ty tiền mặt là lượng lớn lượng lớn. Lão đại, Đằng Thiên xưởng chế thuốc phát triển muốn so với đổi mới khoa học kỹ thuật mạng lưới công ty mạnh mẽ điểm, ở ta quản lý dưới. Đằng Thiên xưởng chế thuốc thu vào đều ở gấp mấy lần lật lên trên,
e sợ không tốn thời gian dài Đằng Thiên Xưởng chế thuốc sẽ triệt để chiếm lĩnh nước Hoa chế dược nghiệp. Tên béo họ Lý không chút nào yếu thế nói rằng, lão đại, ta cùng tên béo họ Lý mỗi tháng đều sẽ đúng hạn hướng về ngươi thẻ ngân hàng bên trong đánh tới một phần tiền, vì lẽ đó lão đại ngươi hiện tại có thể thỏa thích tiêu xài. Căn bản không cần cân nhắc vấn đề tiền. Hầu tử uống một hớp rượu, thấm giọng một cái nói rằng. Diệp Thần Phong mấy ngày nay cũng thật sự không có chú ý thẻ ngân hàng bên trong động thái, hỏi, hầu tử, các ngươi hướng về thẻ ngân hàng của ta bên trong đánh bao nhiêu tiền? Hầu tử cùng tên béo họ Lý hai người quên đi năm, sáu phút sau, hầu tử mới nói, lão đại, cứ ta cùng tên béo họ Lý tính toán, ngươi hiện tại thẻ ngân hàng bên trong tối thiểu có mười mấy cái trăm triệu, tương lai chỉ có thể càng ngày càng nhiều, nhiều đến lão đại ngươi cả đời đều dùng không xong. Ta hầu tử có thể nói một câu khẳng định tiền, đối với lão đại ngươi tới nói, mẹ kiếp chính là giấy bản, coi như dùng để chùi đít cũng cả đời sát không xong. Hầu tử trong miệng nói chính là nước miếng văng tung tóe. Diệp Thần Phong không có quá nhiều kinh ngạc, Đằng Thiên Xưởng chế thuốc cùng đổi mới khoa học kỹ thuật mạng lưới công ty, sự phát triển của tương lai tiền cảnh vô cùng to lớn, tương lai cho Diệp Thần Phong mang đến lợi ích 100% biết, dường như quả cầu tuyết giống như vậy, càng lăn càng lớn, vì lẽ đó hầu tử nói một điểm đều không sai, ở tương lai tiền đối với Diệp Thần Phong tới nói, hay là chỉ là một con số mà thôi. Được rồi. Hầu tử, tên béo họ Lý, chúng ta ăn cơm trước đi, chờ cơm nước xong lại tán gẫu. Diệp Thần Phong thuận miệng nói rằng. Lão đại, lần này ta cùng tên béo họ Lý đến Kinh Thành, gần đây bên trong không dự định hồi Thiên Hải, chuẩn bị trước đem Kinh Thành khối này thị trường ăn đến. Dù sao Kinh Thành là nước Hoa thủ đô vị trí, vì lẽ đó chiếm lĩnh Kinh Thành thị trường, đối với chúng ta mà nói ý nghĩa trọng đại. Hầu tử vừa ăn món ăn, vừa nói. Lão đại. Hầu tử nói không sai, mọi người đều biết Kinh Thành thủy phi thường thâm, chúng ta cũng biết lão đại ngươi ở Kinh Thành khẳng định có giao thiệp quan hệ, cố gắng ở lão đại sự giúp đỡ của ngươi dưới, Đằng Thiên Xưởng chế thuốc cùng đổi mới khoa học kỹ thuật mạng lưới công ty sẽ nhanh chóng quật khởi. Diệp gia ở Kinh Thành thuộc về gia tộc cao cấp, vì lẽ đó tên béo họ Lý mới sẽ nói ra lời nói này đến. Hầu tử, tên béo họ Lý, ta là hy vọng hai người các ngươi có thể dựa vào chính mình thực lực. Để Đằng Thiên Xưởng chế thuốc cùng đổi mới khoa học kỹ thuật mạng lưới công ty ở Kinh Thành đứng vững gót chân, cái này cũng là rèn luyện hai người các ngươi năng lực cơ hội tốt, bất quá, như có thật sự có các ngươi chuyện không giải quyết được, ta nhất định sẽ ra tay. Diệp Thần Phong nói rằng, tương lai hầu tử cùng tên béo họ Lý là hướng về thương mại bá chủ phương diện phát triển muốn đứng ở giới kinh doanh đỉnh cao nhất, nhất định phải có phán đoán của chính mình năng lực, giao tiếp có thể quản lý cùng xử lý nguy cơ năng lực. Bằng không tương lai rất có thể một trượt chân liền từ thiên đường ngã vào địa ngục bên trong. Hầu tử cùng tên béo họ Lý đối với Diệp Thần Phong nói là rất tán thành. Hầu tử nói rằng, lão đại, ngươi đều cung cấp cho chúng ta nhiều như vậy trợ giúp, lần này đến Kinh Thành chúng ta hội dựa vào chính mình liều mạng. Lão đại, ta thu hồi mới vừa nói qua, như có lão đại giúp chúng ta nhất định có thể tốc độ cực nhanh chiếm lĩnh Kinh Thành thị trường. Thế nhưng như vậy đối với chúng ta mà nói sẽ không có ý nghĩa, cũng không có thành công cảm giác vui sướng, lần này ta cùng hầu tử không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không lại để lão đại ngươi ra tay rồi. Tên béo họ Lý cũng nghĩ thông suốt đạo lý trong đó. Hầu tử, tên béo họ Lý, các ngươi không nên cùng lão đại đều là nói chút có không, ta mời các ngươi hai cái một chén rượu. Hổ ca từ chỗ ngồi đứng lên, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Hổ tử, người vẫn là sảng khoái như vậy, được, ta hầu tử cũng không phải rông rải người, chúng ta làm. Hầu tử cũng bưng chén rượu lên một cái làm. Hổ tử, người ở Kinh Thành thắng thiên hội lăn lộn không sai chứ. Sau đó huynh đệ ở Kinh Thành bị bắt nạt, người có thể nên vì ta ra mặt. Tên béo họ Lý cũng cười uống xong trong ly rượu đỏ. Tên béo họ Lý, người cùng ta đùa gì thế? Người cũng không nhìn một chút chúng ta lão đại là ai? Ở Kinh Thành mảnh đất nhỏ trên, có cái nào mắt không mở ngớ ngẩn sẽ đến bắt nạt ngươi. Hổ ca rót cho mình một chén rượu, sau đó hướng về Diệp Thần Phong nâng chén, nói rằng, lão đại, một chén rượu này ta mời ngươi, nếu như không có ngươi, ta tiểu hổ vẫn là biên cảnh thị trường giao dịch bên trong một cái lưu manh đầu mục, là ngươi để ta có ngày hôm nay thỏa mãn cùng thành tựu. Lão đại, ta cũng mời ngươi. Lão đại, còn có ta. Hầu tử.
Tên béo họ Lý cùng không quen ngôn từ Thiết Ngưu dồn dập giơ chén rượu lên, ở tại bọn hắn mấy cái trong lòng Diệp Thần Phong vị lão đại này có tuyệt đối địa vị. Chương 442, người quen cũ. Giữa lúc Diệp Thần Phong bọn họ ở hào vị cư số 8 trong phòng khách lúc ăn cơm, sát vách số 7 trong phòng khách có một vị Diệp Thần Phong người quen cũ. Lúc trước Diệp Thần Phong ở đi hướng về biên cảnh thời điểm, gặp phải người đàn ông trung niên Mao Khang Bình, đồng thời giúp Mao Khang Bình không ít một tay, mới làm cho hắn ở biên cảnh thị trường giao dịch đứng vững bước chân. Lần này Mao Khang Bình đột nhiên đi tới kinh thành là vì con trai của hắn sự tình, con trai của hắn tên là Mao Á Kiệt, năm nay 22 tuổi, là kinh thành đại học nào đó sinh viên đại học. Mao Á Kiệt ở trước đó vài ngày thích một tên trong trường học nữ sinh, không phân 37-21 liền triển khai mãnh liệt theo đuổi thế tiến công, ai biết tên kia nữ sinh là kinh thành địa phương một cái tiểu bang hội thái tử gia vừa ý, này Mao Á Kiệt không phải đang tự tìm đường chết sao. Tên kia tiểu bang hội thái tử gia ở biết rồi Mao Á Kiệt cử động sau, lập tức triệu tập một nhóm người đem Mao Á Kiệt cho đánh một trận, thế nhưng như vậy trong lòng của hắn vẫn cứ chưa hết giận, ở nhiều mặt hiểu rõ bên dưới, hắn biết rồi Mao Á Kiệt phụ thân ở biên cảnh thị trường giao dịch làm ăn, có vẻ như trong tay có một ít tiền, hắn lập tức động nổi lên dọa dẫm suy nghĩ, liên lạc với Mao Khang Bình, để Mao Khang để ngang mã đến một chuyến kinh thành, bằng không có thể vì là Mao Á Kiệt nhặt xác. Ở nhận được điện thoại sau Mao Khang Bình, trước tiên bên trong đi máy bay tới rồi kinh thành, hắn cũng không thể đủ nhìn mình nhi tử thấy chết mà không cứu sao. Ở mới vừa tới đến kinh thành sau, Mao Khang Bình dò nghe đối phương lai lịch, đối phương là kinh thành xà sát hội thái tử gia Tôn Chí An, xà sát sẽ ở kinh thành miễn cưỡng thuộc về Tam Lưu Bang Hội, nói đến này Tôn Chí An cùng con trai của hắn Mao Á Kiệt vẫn là đồng nhất trường đại học bên trong bạn học. Mao Khang Bình biết lần này muốn đổi lấy nhi tử bình an, khẳng định là muốn tiêu tài miễn tai. Dù sao hắn ở kinh thành nhân sinh không quen căn bản không có thực lực và xà sát hội tranh đấu, chỉ có thể ngoan ngoãn hướng về đối phương cúi đầu. Số 7 trong phòng khách, Mao Khang Bình không nói một lời đứng thẳng, ở trước mặt hắn bày ra một cái bàn tròn ngay chính giữa ngồi một tên chừng 20 tuổi thanh niên trên đùi ngồi một tên trang phục thời thượng nữ nhân. Nữ nhân ăn mặc một cái hồng nhạt quần cực ngắn, thanh niên bàn tay phải dò vào nữ nhân váy bên trong, dùng ngón tay không ngừng mà kích thích. Trên mặt nữ nhân ửng hồng, trong lỗ mũi khí tức có chút hỗn loạn, nàng bên trong quần cực ngắn là chân không, vì lẽ đó tay của thanh niên chỉ trực tiếp. Tên này thanh niên dù là xà sát hội thái tử gia Tôn Chí An, ngồi ở Tôn Chí An trên đùi nữ nhân tên là Hoa Xảo Lệ, đồng thời cũng là trước đó Mao Á Kiệt điên cuồng theo đuổi đối tượng. Ở Tôn Chí An phía sau đứng 7 tên thân thể thạc tráng nam nhân, trong đó mặt trái trên có một đạo dữ tợn vết đao nam nhân, biệt hiệu gọi là bọ ngựa, là xà sát hội bên trong một cái tiểu đầu mục. Làm người lòng dạ độc ác, muốn dựa vào cơ hội lần này cùng xà sát hội thái tử ra nhiều biện pháp gần như. Sau đó cố gắng có thể đang bang hội bên trong nâng cao một bước. Tôn Chí An tay phải từ Hoa Xảo Lệ váy dưới đáy đưa ra ngoài, ngón tay đặt ở mũi trước ngửi một cái. Miệng trắng trợn không kiêng dè hôn môi Hoa Xảo Lệ cái cổ, cười nói, không nên gấp, chờ ta xử lý xong chuyện nơi đây, ta lại cẩn thận để ngươi hưởng thụ một chút. Đang khi nói chuyện, Tôn Chí An hai con mắt nhìn về phía bên trái góc, một tên tóc rối tung, quần áo vỡ tan. Trên mặt có ứ thương, hai mắt dại ra thanh niên chính co quắp ngồi ở trong góc, tên này thanh niên dù là Mao Khang Bình nhi tử Mao Á Kiệt. Xảo Lệ, ngươi xem một chút Mao Á Kiệt kẻ bất lực này. May là ngươi lựa chọn chính là ta, bằng không ngươi theo người như thế, coi như có người mạnh mẽ đem ngươi cho lên. Hắn cũng không dám nhiều thả một cái thí, Tôn Chí An một mặt kiêu ngạo. Ngồi ở Tôn Chí An trên đùi Hoa Xảo Lệ, trước ngực cao vót đè ép Tôn Chí An cánh tay, âm thanh ngọt ngào chán nói rằng, Chí An, ta mới không sẽ chọn Mao Á Kiệt nam nhân như vậy đây. Trước lúc này ta liền tên của hắn cũng không biết, để loại nam nhân này thích. Quả thực là đối với ta sỉ nhục. Co quắp ngồi ở trong góc Mao Á Kiệt nghe Tôn Chí An cùng Hoa Xảo Lệ trong lúc đó đối thoại, trong lòng của hắn liền sản sinh một luồng không cách nào tiêu diệt lửa giận. Hắn bây giờ mới biết lúc trước chính mình là mù mắt, làm sao sẽ thích Hoa Xảo Lệ loại này buồn nôn nữ nhân. Cuối cùng còn đem hắn phụ thân liên lụy vào. Đại gia cũng không muốn lãng phí thời gian, nói đi. Ngươi đến cùng có yêu cầu gì? Mao Khang Bình mở miệng nói chuyện. Hắn không muốn ở đây hao tổn nữa.
Tôn Chí An bàn tay ở hoa xảo lệ trên ngực sờ soạng một cái, nói rằng, xem ở ngươi khá là ra đi phần trên, ngươi cho ta lấy ra 3 triệu đến, con trai của ngươi sự tình ta liền không truy cứu. 3 triệu. Mao Khang Bình một cái hờn dỗi nhất thời dâng lên trong lòng, hắn tuy rằng ở biên cảnh thị trường giao dịch kiếm được một ít tiền, thế nhưng 3 triệu đối với hắn mà nói cũng không phải một số lượng nhỏ, nhưng mà, tiền cùng nhi tử trong lúc đó, hắn nhất định sẽ lựa chọn người sau, vừa định muốn mở miệng đáp ứng thời điểm, co quắp ngồi ở trong góc Mao Á Kiệt, dường như một con phát điên châu đực, từ trên mặt đất đột nhiên đứng lên, hướng về Tôn Chí An, quát lên, Tôn Chí An, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Đứng ở Tôn Chí An sau lưng bọ ngựa, đang nhìn đến nóng lòng muốn thử Mao Á Kiệt sau, trước tiên vào tới Mao Á Kiệt trước mặt, một quyền đánh vào Mao Á Kiệt trên bụng, ở Mao Á Kiệt thống lúc khom lưng, bọ ngựa lại dùng cùi chỏ trực tiếp công kích ở Mao Á Kiệt mặt trên, trong lỗ mũi máu tươi nhất thời dâng trào lên. Mao Khang Bình nhìn thấy con trai của hắn bị đánh, vội vàng nói, được, 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 ta cho các ngươi 3 triệu, các ngươi lập tức ngừng tay. 5 triệu. Tôn Chí An trong cổ họng lạnh nhạt nói, hai con mắt nhìn Mao Khang Bình, chờ đợi đối phương trả lời. Mao Khang Bình biết Tôn Chí An đây là muốn cố định giá khởi điểm, nói rằng, không phải mới vừa nói thật 3 triệu sao? Làm sao lập tức liền bỏ thêm 2 triệu? Vừa nãy là vừa nãy giá cả, hiện tại là hiện tại giá cả, muốn trách cũng chỉ có thể trách ngươi nhi tử quá không hiểu chuyện, hắn coi chính mình là cái thứ gì. Ngày hôm nay ngươi nếu như không bỏ ra nổi 5 triệu đến, ngươi cùng con trai của ngươi đừng hòng muốn sống sót rời đi kinh thành. Tôn Chí An là ăn chắc Mao Khang Bình cái này người ngoại. Mao Khang Bình thân thể cứng đờ, một luồng màu máu từ cổ của hắn nơi nhằm phía khuôn mặt, này Tôn Chí An hoàn toàn là dở công phu sư tử ngoạm, trong đầu không khỏi tránh qua Diệp Thần Phong bóng người. Lúc trước ở biên cảnh Tây Viên Trấn thì, hắn tận mắt chứng kiến quá Diệp Thần Phong thủ đoạn, nhưng mà hắn cũng không biết Diệp Thần Phong thân phận thực sự. Chỉ biết Diệp Thần Phong đến từ Thiên Hải, không biết chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí ngay khi hắn sát phách trong phòng khách. Mao Khang Bình trong cổ họng hơi thở dài một hơi, cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp, được, ta có thể cho ngươi 5 triệu, bất quá ta sổ tiết kiệm bên trong chỉ có 450 vạn, tiền thừa ta hội tận lực tập hợp đưa cho ngươi, bây giờ có thể không thể để cho ta cùng con trai của ta rời khỏi nơi này trước. Lẽ nào ngươi là người điếc sao? Không nhớ rõ ta mới vừa nói qua. Trước tiên đem hơn 400 vạn lập tức chuyển tới thẻ ngân hàng của ta bên trong, sau đó ngươi lại gọi điện thoại nghĩ biện pháp hỏi ngươi thân thích vay điểm, ta nghĩ đây không làm khó được ngươi chứ. Tôn Chí An cười nói. Đang đối mặt Tôn Chí An từng bước ép sát thì, Mao Khang Bình không có lựa chọn nào khác lấy ra điện thoại di động, nhìn thông tin lục bên trong số điện thoại di động, hắn phi thường rõ ràng hắn những kia thân thích sắc mặt, ai sẽ một lần cho mượn hắn 50 vạn đây. Cuối cùng thông tin lục đình chỉ ở Diệp Thần Phong dãy số trên, mặc kệ Diệp Thần Phong có thể hay không cho mượn hắn tiền. Đây là hắn hy vọng duy nhất, suy tư một lát sau, vẫn là ấn xuống bấm kiện. Sát phách số 8 phòng khách Diệp Thần Phong vừa vặn cơm nước xong, chuẩn bị cùng hầu tử bọn họ cùng rời đi thì, điện thoại di động trong túi tiếng chuông reo lên, trực tiếp ấn xuống chuyển được kiện, đầu bên kia điện thoại liền truyền ra đến rồi Mao Khang Bình âm thanh, xin hỏi là Diệp tiên sinh sao? Ta là Mao Khang Bình, lúc trước ở biên cảnh thị trường giao dịch cái kia Mao Khang Bình. Trải qua thanh âm trong điện thoại nhắc nhở sau, Diệp Thần Phong mới chậm rãi nhớ tới Mao Khang Bình người này, hỏi, làm sao đột nhiên gọi điện thoại cho ta? Có phải là gặp phải chuyện gì? Diệp tiên sinh, nguyên bản ta thật sự không muốn hướng về ngươi mở miệng, ngươi có thể hay không cho ta mượn 50 vạn. Ta hiện nay ở Kinh Thành, cần gấp một khoản tiền. Mao Khang Bình giải thích. Ngươi ở Kinh Thành nơi nào? Diệp Thần Phong nghi vấn nói. Diệp tiên sinh, ta ở Kinh Thành một nhà tên là Hào Vị Cư quán cơm. Mao Khang Bình cũng không biết Diệp Thần Phong muốn làm gì. Chỉ là rõ ràng mười mươi trả lời. Hào Vị Cư, trên thế giới này còn có như thế xảo sự tình, có thể hay không lại cho ta trùng hợp một ít. Đừng tìm ta nói ngươi ở Hào Vị Cư số 7 hoặc là số 9 trong phòng khách. Diệp Thần Phong hỏi dò. Diệp tiên sinh, ngươi làm sao đoán được ta ở số 7 trong phòng khách? Mao Khang Bình là càng ngày càng bị hồ đồ rồi. Chương 443, hắn là ngươi không trêu chọc nổi người. Diệp Thần Phong không hề trả lời Mao Khang Bình nghi vấn, trực tiếp cúp điện thoại, nếu Mao Khang Bình thì ở cách vách trong phòng khách,
như vậy Diệp Thần Phong không ngại qua xem một chút, Mao Khang Bình đến cùng gặp phải phiền toái gì. Như thế nào đi nữa nói Diệp Thần Phong cũng nhận thức Mao Khang Bình, đồng thời Mao Khang Bình không có để hắn có phản cảm tâm tình, có thể tiện tay giúp đỡ một cái, Diệp Thần Phong đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan, thuận miệng đối với hầu tử đám người nói, các ngươi ở trong phòng khách chờ ta một hồi, ta lập tức sẽ trở lại. Hào vị cư số 7 trong phòng khách, Mao Khang Bình nghe được trong điện thoại truyền đến đô 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 khó khăn âm, trên mặt là một trận cay đắng. Hắn không nghĩ tới Diệp Thần Phong nói rồi một đống không hiểu ra sao sau, lại sẽ trực tiếp cúp điện thoại. Giữa lúc hắn do dự có phải là muốn một lần nữa bấm Diệp Thần Phong số điện thoại di động thì, Tôn Chí An lạnh giọng nói rằng, làm sao? Nhìn dáng dấp là không ai đồng ý vay tiền cho ngươi. Như vậy xem ra ngươi cùng con trai của ngươi mệnh liền muốn ở lại kinh thành. Khom người, trong lỗ mũi chảy máu tươi Mao Á Kiệt, xoa xoa đau đớn cái bụng. Sau đó dùng mu bàn tay chà sát một thoáng mũi khẩu máu tươi, chậm rãi đứng thẳng, nhìn chằm chằm Tôn Chí An nói rằng, lẽ nào bây giờ xã hội này không vương pháp sao? Lẽ nào ngươi muốn giết người liền có thể giết người sao? Kinh thành là ngươi một tay che trời địa phương sao? Theo ta được biết xà sát sẽ ở kinh thành chỉ có điều miễn cưỡng được cho là tam lưu bang hội, mà thôi, ngươi Tôn Chí An có cái này năng lực sao? Mao Á Kiệt đang đứng ở trẻ tuổi nóng tính. Đầy ngập nhiệt huyết tuổi, nói chuyện làm việc rất nhiều lúc đều sẽ không bận tâm hậu quả, tuy rằng hắn nói một điểm đều không có sai, thế nhưng xà sát biết cái này cái không đủ tư cách bang hội, ở tại bọn hắn phụ tử hai mặt trước nghiễm nhiên là quái vật khổng lồ. Mao Á Kiệt, ngươi có còn hay không một điểm tự mình biết mình, chỉ có thể động nói chuyện ra rác rưởi, Chí An muốn bóp chết phụ tử các ngươi hai, so với bóp chết hai con kiến còn muốn dễ dàng. Ngươi lại còn dám đem suy nghĩ động đến trên đầu ta đến, coi như ta mù hai mắt, cũng sẽ không coi trọng ngươi cái này oát con vô dụng. Hoa xảo lệ từ Tôn Chí An trên đùi đứng lên, trong cổ họng xem thường cười lạnh nói. Tôn Chí An cũng từ trên ghế đứng lên, vặn vẹo hai lần vai, nói rằng, Mao Á Kiệt, chúng ta xả sát hội chính như lời ngươi nói. Ở kinh thành chỉ có điều miễn cưỡng có thể xâm nhập tam lưu bang hội trong hàng ngũ. Thế nhưng ngươi có tư cách nói với ta những câu nói này sao? Lẽ nào ngươi cho rằng chính ngươi là Thắng Thiên Hội hội trưởng? Thắng Thiên Hội bây giờ là kinh thành đệ nhất đại bang hội, nhà này quán cơm chính là Thắng Thiên nổi danh dưới sản nghiệp. Ngươi có bản lĩnh để Thắng Thiên Hội người giúp ngươi ra mặt a? Ngươi có bản lãnh này sao? Ngày hôm nay phụ tử các ngươi hai nếu như không bỏ ra nổi 5 triệu đến, hai người các ngươi mỗi người lưu lại một cái tay. Các ngươi hẳn là muốn cảm tạ ta khoan hồng độ lượng, nguyên bản ta là chuẩn bị để cho các ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Đối với Hoa Xảo Lệ cùng Tôn Chí An luân phiên trào phúng, Mao Á Kiệt trong lòng uất ức càng ngày càng dày đặc. Thậm chí cả người thân thể cũng bắt đầu run rẩy, ở toàn bộ xà sát gặp mặt trước, hắn xác thực cảm giác được rất vô lực. Thế nào, có muốn hay không lại đánh hai cái điện thoại thử một chút xem? Ta ngược lại thật ra còn có thể chờ các ngươi một hai lúc nhỏ, đừng nói ta Tôn Chí An. Tôn Chí An trêu tức nhìn Mao Khang Bình. U tương đương, nơi này thật náo nhiệt mà. Tôn Chí An vẫn không nói gì, liền bị một đạo bất cần đời âm thanh cắt đứt. Trong phòng khách người nghe được âm thanh sau, toàn bộ ánh mắt tập trung đến cửa, chỉ thấy một cái hơn 20 tuổi thanh niên. Đẩy cửa ra đi vào trong phòng khách, Tôn Chí An ngữ khí không quen hỏi, ngươi là ai? Cái túi sách của ta xương là ngươi tùy tùy tiện tiện có thể vào sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khi làm Mao Khang Bình nhìn thấy cửa người thanh niên bóng người thì hắn nhất thời kích động sắc mặt đỏ lên, hắn không nghĩ tới vừa cúp điện thoại Diệp Thần Phong, lại đột nhiên đi vào số 7 trong phòng khách, chỉ cần có Diệp Thần Phong xuất hiện, Mao Khang Bình tin tưởng ngày hôm nay, hắn cùng con trai của hắn tuyệt đối sẽ không có chuyện. Lấy Diệp Thần Phong thần kỳ thủ đoạn, tuyệt đối có thể bảo vệ bọn họ. Diệp tiên sinh, ngươi làm sao sẽ ở kinh thành? Chẳng trách ngươi vừa nãy hỏi ta ở đâu. Mao Khang Bình cung cung kính kính quay về Diệp Thần Phong nói rằng, hắn ở trong lòng Diệp Thần Phong đã sớm vượt qua nhân loại bình thường phạm trù. Ở Diệp Thần Phong đối mặt hắn hội không tự chủ duy trì loại này thái độ khiêm nhường, cũng coi như là đối với Diệp Thần Phong một loại tôn trọng đi. Hóa ra là người quen biết a. Lần này đúng là dễ làm hơn nhiều, ngươi là đến giúp bọn họ trả tiền lại. Tôn Chí An cảm giác Mao Khang Bình một cái người đàn ông trung niên lại xưng hô một cái hơn 20 thanh niên làm đầu sinh,
trong lòng đặc biệt khó chịu cùng kỳ quái. Diệp Thần Phong không chút nào để ý tới Tôn Chí An ý tứ, từ Mao Khang Bình trong miệng biết được cả chuyện ngọn nguồn sau, hai con mắt nhìn về phía Tôn Chí An, nói rằng, cho ngươi 2 phút thời gian quỳ xuống xin lỗi, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ha ha ha, Tôn Chí An đầu óc dừng lại một lát sau, trong cổ họng cất tiếng cười to lên, nói rằng, ta nên không phải nghe lầm chứ. Ngươi muốn ta quỳ xuống xin lỗi, ngươi có biết hay không ta là ai? Cha ta là xà sát hội hội trưởng, ngươi lại là từ nơi nào nhô ra đồ vật? Mao Khang Bình cũng không biết Diệp Thần Phong thân phận, cho dù Diệp Thần Phong nắm giữ thần kỳ thủ đoạn, trên mặt hắn vẫn là khó tránh khỏi lộ ra lo lắng chi sắc, nơi này dù sao cũng là nước Hoa thủ đô, không giống ở biên cảnh thời điểm có thể tùy ý giết người, quả đấm của người nào ngạnh, ai chính là lão đại, ở kinh thành tòa này đại đô thị bên trong chủ yếu dựa vào vẫn là quan hệ. Ta vẫn là câu nói kia, lấy ra 5 triệu đến các ngươi có thể an toàn rời đi nơi này, ta kiên trì là phi thường có hạn. Tôn Chí An sắc mặt từ từ âm chìm xuống. Diệp Thần Phong đem Tôn Chí An uy hiếp trực tiếp cho rằng là thối lắm, nói rằng, ta kiên trì so với ngươi càng thêm vào hơn hạn, thừa dịp còn chưa tới 2 phút thời điểm, mau mau cho ta làm ra chính xác nhất lựa chọn đi. Thực sự là khẩu khí thật là lớn, xem ra hôm nay cần phải cho ngươi lỏng xương một chút. Tôn Chí An khó chịu hướng về một bên bọ ngựa ra lệnh, bọ ngựa, khỏe mạnh cho ta chăm sóc một chút hắn, cho hắn biết cái gì gọi là thống không ngọc sinh tư vị. Bọ ngựa vặn vẹo cái cổ, khóe miệng mang theo xem thường cười gằn, dưới cái nhìn của hắn trước mặt Diệp Thần Phong đối với hắn một điểm đều không có uy hiếp, hắn tin tưởng có thể ở trong vòng 3 chiêu để Diệp Thần Phong ngã trên mặt đất bò không đứng lên. Tiểu tử, thả lỏng một điểm được rồi. Như vậy hay là ngươi vẫn có thể thiếu được một ít thống khổ. Bọ ngựa hướng về Diệp Thần Phong đi tới. Diệp Thần Phong bóng người cũng chuyển động, tốc độ cực kỳ nhanh, hiện tại linh hồn của hắn lực tăng lên tới cấp 9, tốc độ tự nhiên là lật lên trên lần. Ở bọ ngựa vừa bước ra 2 bước thời điểm, Diệp Thần Phong bóng người liền xuất hiện ở trước mặt hắn, bàn tay phải đã kẹp lại cổ của hắn, chỉ cần Diệp Thần Phong bàn tay hơi dùng sức, bọ ngựa tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Bọ ngựa vặn vẹo cánh tay trong nháy mắt ngừng lại, trên trán bốc lên lít nha lít nhít mồ hôi lạnh, trên mặt vẻ mặt cứng ngắc ở, miệng hơi mở ra, trái tim nhảy lên tần suất không ngừng tăng nhanh, đây là tình huống thế nào? Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Nguyên bản chờ xem kịch vui Tôn Chí An, ngơ ngác nhìn trước mặt tình cảnh này, trong lòng khiếp sợ không lấy ngôn ngữ. Mao Á Kiệt trừng lớn mắt, hắn không biết Diệp Thần Phong cùng cha của hắn là quan hệ gì. Thế nhưng không nghĩ tới là Diệp Thần Phong lại có bực này cao siêu thực lực. Trong phòng khách bình tĩnh nhất muốn chúc Mao Khang Bình, hắn có biết Diệp Thần Phong là cái liền viên đạn cũng không sợ chủ, coi như trong phòng khách tất cả mọi người đều cùng tiến lên, cũng chắc chắn sẽ không là Diệp Thần Phong đối thủ. Ngươi rốt cuộc là ai? Lẽ nào ngươi thật sự muốn cùng xà sát hội đối nghịch sao? Phục hồi tinh thần lại Tôn Chí An vội vàng hỏi. Hắn là ngươi không trêu chọc nổi người. Số 7 cửa bao xương lần thứ 2 bị đẩy ra, Hổ Ca đi ở phía trước nhất, bọn họ ở số 8 trong phòng khách chậm chạp đều không có đợi được Diệp Thần Phong trở về, liền cùng đi ra tới xem một chút, lão đại của bọn họ đến cùng ở xử lý chuyện gì. Những người khác đang nhìn đến Hổ Ca đám người sau, trên mặt thần sắc không có biến hóa quá lớn, thế nhưng bị Diệp Thần Phong kẹp lại yết hầu bọ ngựa, sắc mặt càng thêm trắng bệch, 2 ngày trước hắn may mắn rất xa từng thấy Hổ Ca một chút. Hắn biết Hổ Ca là Thắng Thiên Hội bên trong cao tầng, bây giờ Hổ Ca thật giống là đến vì là Diệp Thần Phong ra mặt. Điều này làm cho trong lòng của hắn có loại phi thường dự cảm không tốt. Lão đại, có phải là những này lông tạp chọc tới ngươi? Hổ Ca đi tới Diệp Thần Phong bên cạnh một mực cung kính hỏi. Lúc này bọ ngựa là triệt để ở lại, sững sờ, còn kém điểm bị dọa nhiều, có thể làm cho Thắng Thiên Hội Hổ Ca gọi là lão đại ngươi. Hẳn là chỉ có Thắng Thiên Hội hội trưởng chứ. Có người nói Thắng Thiên Hội hội trưởng là một người trẻ tuổi, các loại chứng cứ cho thấy, kẹp lại hắn yết hầu người trẻ tuổi, 10 có 3 diêu là Thắng Thiên Hội hội trưởng. Chương 444, xà sát hội diệt chi. Bọ ngựa gian nan yết ngụm nước, sớm biết sẽ là trận này cục diện, coi như là đánh chết hắn, hắn cũng chắc chắn sẽ không lẫn vào, bây giờ Thắng Thiên sẽ ở kinh thành thế chính vượng. Nếu như Thắng Thiên sẽ phải giải quyết xà sát biết, chỉ có điều là động thủ ngón tay sự tình mà thôi, chớ nói chi là hắn bọ ngựa chỉ là xà sát hội một cái tiểu đầu mục.
Tôn Chí An có thể không nhận ra Hổ Ca đám người, trong lòng hỏa khí đã xảy ra là không thể ngăn cản xông ra, quát lên, được, rất tốt, các ngươi cho rằng ta Tôn Chí An chỉ có thể nói chuyện ra sao. Ta có thể lập tức khiến người ta đem các ngươi ném vào trong sông đi nuôi cá. Bị Diệp Thần Phong bàn tay phải kẹp lại yết hầu bọ ngựa, hận không thể xông lên tát Tôn Chí An mấy cái bạt tai mạnh chim, cũng không nhìn một chút trước mặt là người nào. Là bọn họ một cái nho nhỏ xà sát hội có thể đắc tội lên sao? Bọ ngựa nhìn Hổ Ca, cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, xin hỏi, ngài là Thắng Thiên Hội Hổ Ca, Hổ Lão Đại sao? Hả, ngươi biết ta? Hổ Ca liếc mắt nhìn bọ ngựa, chân mày hơi nhíu lại. Ở xác nhận trước mặt Hổ Ca chính là Thắng Thiên Hội Hổ Ca sau, bọ ngựa hướng về Diệp Thần Phong lộ ra quyến rũ nụ cười, nói rằng ta nghĩ ngài nhất định là Thắng Thiên Hội hội trưởng chứ. Ngày hôm nay chuyện này là ta bọ ngựa có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, kính xin ngài khi ta là một cái thí, đem ta cho thả đi. Ta lập tức lui ra xà sát biết, từ nay về sau cùng xà sát hội lại không có nửa điểm quan hệ. Thắng Thiên Hội Hổ Ca, Thắng Thiên gặp gỡ trường. Từ bọ ngựa trong miệng, những người khác đại khái hiểu rõ đến một chút sự tình, Tôn Chí An người này cũng không ngu xuẩn, hắn rất nhanh đoán được Diệp Thần Phong đám người thân phận thực sự, trên người vinh vang đắc y khí thế trong nháy mắt biến mất rồi. Nếu như trước mặt Diệp Thần Phong đúng là Thắng Thiên Hội hội trưởng, như vậy đối với bọn hắn xà sát sẽ đến nói tuyệt đối là một hồi ngập đầu tai ương. Diệp Thần Phong buông ra bọ ngựa cái cổ, nói rằng, nhớ tới vừa nãy ngươi phải cho ta lỏng xương một chút chứ. Con người của ta là hiểu rõ nhất trả lễ lại. Nói, Diệp Thần Phong liền hướng về bọ ngựa ngực phung ra hai quyền, ầm ầm, răng rắc, bọ ngựa ngực xương trong nháy mắt gãy vỡ thật nhiều rễ cái. Sau khi, Diệp Thần Phong lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Tôn Chí An, nói rằng, hiện tại ngươi nên biết ta là ai chứ? Một cái nho nhỏ tam lưu bang hội liền dám như thế cản rỡ. Ta đồng ý quỳ xuống xin lỗi, ta đồng ý quỳ xuống xin lỗi. Tôn Chí An biết có chút thời gian là nhất định phải cúi đầu. Chỉ là sợ cúi đầu cũng không ai đồng ý tha thứ hắn. Diệp Thần Phong lạnh giọng nói rằng, ta nhớ tới vừa nãy đã cho ngươi cơ hội, nhưng là ngươi không có quý trọng, hiện tại vô dụng, các ngươi xả sát sẽ là chính mình giải tán đây. Hay là muốn để chúng ta Thắng Thiên sẽ giúp các ngươi một cái. Tôn Chí An sắc mặt càng ngày càng trắng xám, hắn đây là chiêu ai nhà ai. Cả chuyện nguyên nhân chỉ là vì hoa xảo lệ cái này kỹ nữ mà thôi, hiện tại biến thành cục diện này đúng là Tôn Chí An tự làm tự chịu. Hiện tại lập tức gọi điện thoại cho phụ thân ngươi, để hắn lập tức giải tán xà sát biết, bằng không đừng trách chúng ta Thắng Thiên Hội đuổi tận giết tuyệt, nhớ kỹ. Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Diệp Thần Phong đối với Tôn Chí An loại cặn bã này, hoàn toàn không hề có một chút hảo cảm. Tôn Chí An sửng sốt có 10 giây đồng hồ khoảng chừng trái phải. Sau đó hai tay run rẩy từ trong túi quần móc ra điện thoại di động, bấm phụ thân hắn Tôn Hạ Chính điện thoại, hắn biết đây là hắn duy nhất sống sót cơ hội. Xà sát hội hội sở, hội trưởng Tôn Hạ Chính bên trong phòng làm việc, Tôn Hạ Chính đem một tên nữ nhân thân thể đặt ở trên bàn làm việc, hắn nhưng là ở nữ nhân trên thân thể tân cần làm lục. Bên cạnh bàn chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, làm cho Tôn Hạ Chính không khỏi nhíu nhíu mày, nhìn thấy là con trai của hắn gọi điện thoại tới sau. Mới hứng hờ chuyển được, trực tiếp nói, ngươi có phải là lại đang bên ngoài cho ta gây phiền toái? Lần này lại muốn cho ta cho làm sao chùi đít? Tôn Hạ Chính vẫn là hiểu rõ vô cùng chính hắn một nhi tử, mỗi lần gọi điện thoại tìm đến hắn, khẳng định là ở bên ngoài gây phiền toái. Ba, ta đắc tội rồi Thắng Thiên Hội hội trưởng, Thắng Thiên sẽ làm ngươi lập tức giải tán xà sát biết, bằng không Thắng Thiên Hội liền muốn đối với chúng ta ra tay rồi. Trong ống nghe truyền đến Tôn Chí An thanh âm hoảng sợ. Lúc này Tôn Hạ Chính sửng sốt, hắn vạn lần không ngờ con trai của chính mình lại chọc tới Thắng Thiên biết, nửa người dưới đồ chơi kia lập tức sụi lơ đi, quát lên, ngươi tên xúc sinh này. Ngươi không có ở cùng ta nói đùa sao? Ba, ta như là ở nói đùa với ngươi sao? Tôn Chí An cái này đường đường đại nam nhân vào giờ phút này thật sự sắp khóc lên. Tên tiểu xúc sinh nhà ngươi, ngươi có phải là cần phải muốn tức chết ta mới an tâm? Ngươi cút cho ta. Một tiếng, Tôn Hạ Chính trực tiếp đưa điện thoại di động té xuống đất, xà sát sẽ là hắn bỏ ra chừng 10 năm, mới chậm rãi xây dựng lên đến bây giờ lại muốn hủy ở con trai của hắn trong tay.
Đối mặt Thắng Thiên biết, hắn căn bản lên không được lòng phản kháng. Xa sát hội tuyệt đối không thể như thế uất ức lui ra kinh thành, ta phải nghĩ một chút biện pháp. Tôn Hạ Chính không cam lòng âm thầm nói lầm bầm. Hào vị cư số 7 bên trong bao xương, Tôn Chí An nghe được chính mình lão già tức giận suốt nát điện thoại, cay đắng nuốt một ngụm nước bọt, nói rằng, cha ta nhất định sẽ ở trong 2 ngày này giải tán xà sát hội. Được, ta liền cho các ngươi 2 ngày thời gian, các ngươi hiện tại có thể cút đi, nếu như 2 ngày sau xà sát hội vẫn không có từ kinh thành biến mất, ta nghĩ ngươi sẽ biết hậu quả. Diệp Thần Phong lạnh nhạt nói. Tôn Chí An đám người khi nghe đến Diệp Thần Phong sau, như được đại xá, từng cái lảo đảo đi ra số 7 phòng khách, chỉ có Hoa Xảo Lệ nữ nhân này nhưng vẫn là sững sờ đứng tại chỗ, nàng không nghĩ tới mới vừa rồi còn vinh vang đắc ý Tôn Chí An, mới một hồi công phu liền đã biến thành một cái chó mất chủ. Hoa Xảo Lệ liếc mắt nhìn Diệp Thần Phong, vừa liếc nhìn Mao Á Kiệt, trong đầu rất nhanh sẽ có một cái ý nghĩ, một đôi mắt trong nháy mắt trở nên đỏ phừng phừng. Hướng về Mao Á Kiệt nói rằng, Á Kiệt, là Tôn Chí An buộc ta làm người đàn bà của hắn, kỳ thực cho tới nay người ta yêu là ngươi, ta là vì không cho Tôn Chí An thương tổn ngươi, mới cố ý đối với người dáng dấp này, ngươi có thể tha thứ ta sao? Mao Á Kiệt nếu như lại tin tưởng Hoa Xảo Lệ lời nói này, như vậy chỉ có thể nói rõ đầu của hắn có vấn đề, Hoa Xảo Lệ, ngươi cho lão tử ta cút đi, từ trước là ta mù mắt mới sẽ thích ngươi loại này buồn nôn nữ nhân, nhìn thấy ngươi khuôn mặt này. Ta liền muốn quất ngươi. Hoa Xảo Lệ nhìn thấy Mao Á Kiệt thờ ơ không động lòng, thậm chí là ác ngôn đối mặt, nàng biết bác đồng tình khẳng định là vô dụng, cúi đầu, vội vội vàng vàng chạy ra bên trong bao xương. Ở Hoa Xảo Lệ đi rồi, Hổ Ca tiến lên vỗ vỗ Mao Khang Bình vai, nói rằng, lão Mao, chúng ta có thể có thật dài một quãng thời gian không có gặp mặt, đêm nay có thể nhất định phải khỏe mạnh tự ôn chuyện. Mao Khang Bình vẫn không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, hắn không có biện pháp đến kinh thành Thắng Thiên hội hội trưởng là Diệp Thần Phong, 2 ngày trước hắn mới vừa tới đến kinh thành thời điểm, tìm hiểu xà sát hội tình huống thì, cũng đại khái hiểu rõ đến kinh thành thế lực dưới đất phân bố, Thắng Thiên hội bây giờ là xứng danh kinh thành đệ nhất đại bang hội, nhìn thấy Diệp Thần Phong đơn giản mấy câu nói, liền có thể diệt xà sát biết, cùng với hiện tại Hổ Ca hùng dũng ngoài vệ khí phách hiên ngang dáng dấp. Hắn biết mình bỏ qua một cơ hội. Nếu như lúc trước hắn cũng quyết định theo Diệp Thần Phong cùng rời đi biên cảnh thị trường giao dịch, bây giờ khẳng định cũng sẽ có một phen làm chứ. Dù sao lúc trước hắn cùng Diệp Thần Phong quan hệ, muốn so với Hổ Ca cùng Diệp Thần Phong quan hệ đến gần, đáng tiếc hắn không nắm chắc được, cái này có thể thay đổi cuộc đời hắn cơ hội. Diệp tiên sinh, chuyện ngày hôm nay cảm tạ ngươi. Nếu như không có người đúng lúc xuất hiện, e sợ ngày hôm nay ta cùng con trai của ta muốn. Mao Khang Bình thở dài một hơi, tiếp tục nói, Á Kiệt, mau tới cố gắng cảm tạ Diệp tiên sinh. Mao Á Kiệt đi tới Diệp Thần Phong trước mặt, cẩn thận quan sát một phen đối phương, mới nói, người đúng là Thắng Thiên hội hội trưởng sao? Ta có thể gia nhập Thắng Thiên hội sao? Mời ngài để ta gia nhập Thắng Thiên biết. Á Kiệt, người đang nói cái gì phí lời đây? Thắng Thiên sẽ là người như ngươi gia nhập sao? Ngươi ở kinh thành cho ta an tâm đọc xong đại học. Mao Khang Bình nghiêm khắc quát lên. Ba, đọc không đọc xong đại học cũng không đáng kể, xã hội bây giờ cũng không phải xem bằng cấp cao thấp, coi như không học đại học, chỉ cần ta có thực lực, ai lại dám xem thường ta. Mao Á Kiệt quật cường nói rằng, trải qua chuyện lần này, làm cho hắn nguyên bản giá trị quan phát sinh rất lớn thay đổi, hắn cũng không tiếp tục muốn làm một cái văn nhược thư sinh. Chương 445, Liên minh. Mao Khang Bình nhìn thấy con trai của hắn Mao Á Kiệt như thế kiên trì, cổ họng của hắn bên trong bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn phi thường rõ ràng con trai của chính mình tính cách, chỉ cần là nhận định sự tình, coi như là 10 con ngưu cũng kéo không trở lại. Trầm tư một lát sau, nói rằng, Diệp tiên sinh, ta nghĩ sau đó ở lại kinh thành, ngài có thể hay không thu nhận giúp đỡ ta, thuận tiện để con trai của ta cũng gia nhập Thắng Thiên hội. Lần này ở kinh thành gặp phải Diệp Thần Phong, đối với Mao Khang Bình tới nói, hay là một lần cuối cùng có thể nắm chắc cơ hội, lần trước hắn ở biên cảnh thời điểm đã bỏ mất một cơ hội, coi như là vì con trai của hắn, hắn cũng muốn ở lại kinh thành phát triển. Diệp Thần Phong không chút do dự nào đáp lại Mao Khang Bình, dù sao bây giờ Thắng Thiên sẽ ở kinh thành sản nghiệp càng ngày càng nhiều, tóm lại là muốn tìm người quản lý, Diệp Thần Phong đối với Mao Khang Bình ấn tượng không sai.
Cho tới Mao Á Kiệt muốn gia nhập Thắng Thiên Hội sự tình, hắn đồng dạng không có gì hay phản đối. Nếu ngươi muốn ở lại kinh thành, như vậy ta hội giúp ngươi sắp xếp một ít chuyện, ta đồng dạng sẽ an bài con trai của ngươi cùng ngươi đồng thời làm việc. Diệp Thần Phong biết Mao Khang Bình lựa chọn ở lại kinh thành phần lớn nguyên nhân là vì con trai của hắn Mao Á Kiệt. Cảm tạ Diệp Tiên Sinh, cảm tạ Diệp Tiên Sinh, sau đó ta hội tận tâm tận lực giúp Diệp Tiên Sinh ngài làm việc. Mao Khang Bình không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ như vậy sảng khoái đồng ý, đồng thời còn đem con trai của hắn cùng hắn sắp xếp cùng nhau. Nói thật, con trai của hắn Mao Á Kiệt gia nhập Thắng Thiên biết, hắn cái này làm cha vẫn là rất lo lắng, dù sao Thắng Thiên sẽ là thế lực dưới đất, nếu như hắn có thể mỗi ngày đều theo dõi hắn lời của con, như vậy hắn liền yên tâm hơn nhiều. Lão Mao, lâu như vậy không thấy, ngươi vẫn là như thế dài dòng văn tự. Từ khi chúng ta rời đi biên cảnh sau, ngươi ở biên cảnh thị trường giao dịch tháng ngày thế nào? Hổ ca nhìn thấy đã từng người quen cũ, tâm tình cũng vui vẻ không ít. Từ khi Diệp Tiên Sinh ở biên cảnh thị trường giao dịch giúp ta sau đó. Ta ở biên cảnh thị trường giao dịch chuyện làm ăn là càng ngày càng tốt, tất cả những thứ này đều là Diệp Tiên Sinh mang cho ta, nếu như không có Diệp Tiên Sinh xuất hiện ở tính mạng của ta bên trong, chỉ sợ ta Mao Khang Bình đời này đã sớm phá hủy. Mao Khang Bình trong giọng nói tràn ngập chân thành cảm kích. Tôn Chí An mới vừa trở lại xà sát hội hội sở thì, cha của hắn xà sát hội hội trưởng Tôn Hạ Chính đã ở trong phòng làm việc chờ hắn. Ở Tôn Chí An mới vừa bước vào cửa phòng làm việc thời điểm, Tôn Hạ Chính một cái bước xa xông lên. Một cước đá vào Tôn Chí An trên bụng, quát lên, tên tiểu súc sinh nhà ngươi, ngươi còn có mặt mũi tới gặp ta. Ngươi ai không dễ chọc, làm sao một mực chọc Thắng Thiên Hội. Tôn Chí An biết lần này bởi vì chính hắn, mà làm cho toàn bộ xà sát hội đều muốn giải tán, yên lặng chịu đựng Tôn Hạ Chính một cước, hai chân quỳ trên mặt đất, nói rằng, ba, ta biết sai rồi, ta thật sự biết sai rồi, chúng ta lúc nào đem xà sát hội cho giải tán. Bằng không Thắng Thiên Hội chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Tôn Hạ Chính nhìn quỳ trên mặt đất thê thê ai ai Tôn Chí An, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Tôn Chí An dù sao cũng là hắn con trai ruột, lạnh giọng nói rằng, được rồi, ngươi cho ta đứng lên đến đây đi. Xà sát sẽ là ta bỏ ra nhiều năm tâm huyết sáng tạo, ta làm sao có thể tự tay đem xà sát hội cho giải tán. Tôn Chí An ôm bụng, chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên. Kinh ngạc nói, ba, lẽ nào ngươi không chuẩn bị giải tán xà sát hội sao? Chúng ta căn bản không chống đỡ được Thắng Thiên Hội công kích. Nếu như chúng ta cùng Thắng Thiên Hội đối nghịch, cuối cùng chỉ có một con đường chết. Nhìn ngươi này uất ức dáng dấp, ngươi vẫn là ta Tôn Hạ Chính nhi tử sao? Phàm là đều muốn nhiều động động não. Tôn Hạ Chính chỉ tiếc mài sắt không nên kim nhìn Tôn Chí An, sau đó lại nói, Thắng Thiên sẽ ở chiếm đoạt Long Tứ Hội sau, xác thực trở thành kinh thành đệ nhất đại bang biết, thế nhưng kinh thành còn lại mặt khác hai đại bang hội có thể cam tâm sao? Vừa nãy ta đã liên hệ máu nhuộm sẽ cùng Vạn Trường Hội hội trưởng, đồng thời hướng về bọn họ đưa ra một cái không sai ý kiến chính là chúng ta kinh thành hết thảy thế lực dưới đất kết thành một cái liên minh, đến thời điểm Thắng Thiên Hội có thể bắt chúng ta làm sao bây giờ. Thắng Thiên Hội trong thời gian ngắn thống nhất thiên hải là mọi người đều biết, ta nghĩ có máu nhuộm sẽ cùng Vạn Người Hội đi đầu, khẳng định có rất nhiều kinh thành thế lực dưới đất đồng ý gia nhập vào cái này liên minh bên trong đến. Tôn Hạ Chính trên mặt mang theo ý cười nhàn nhạt. Đang nghĩ đến hiểu rõ quyết sự tình biện pháp sau, cả người của hắn liền ung dung không ít. Nguyên bản mặt mày ủ rũ Tôn Chí còn đâu nghe được Tôn Hạ Chính cái biện pháp này sau, lập tức đến rồi tinh thần, nói rằng, ba, vậy nói như thế chúng ta xả sát hội không cần giải tán. Chúng ta cũng không cần sợ Thắng Thiên Hội. Ân, Tôn Hạ đúng giờ gật đầu, nói rằng, lát nữa ngươi cùng ta cùng đi tham gia liên minh đại hội, chỉ cần chúng ta cái này liên minh thật sự thành lập. Đến thời điểm Thắng Thiên Hội căn bản là không dám đụng đến bọn ta. Quả nhiên có máu nhuộm sẽ cùng Vạn Trường Hội đi đầu, kinh thành phần lớn thế lực dưới đất đều tới tham gia lần này liên minh đại hội. Trong phòng họp, máu nhuộm hội hội trưởng Hắc Mậu Ngạn cùng Vạn Trường Hội hội trưởng Ân Phi Long, hai người này ngồi ở bàn hội nghị vị trí đầu não trên, Hắc Mậu Ngạn trước tiên mở miệng, rất cảm tạ đại gia có thể tới tham gia ngày hôm nay liên minh đại hội. Đại gia hẳn là đều biết Thắng Thiên Hội sự tình chứ. Ngày hôm nay xà sát gặp gỡ trường nhi tử chỉ là không cẩn thận đắc tội rồi Thắng Thiên Hội hội trưởng, Thắng Thiên Hội liền muốn để xà sát sẽ ở trong vòng 2 ngày giải tán,
nếu như lại chiếu như vậy tiếp tục phát triển, ở kinh thành còn có chúng ta đặt chân địa phương sao? Không muốn đã quên, Thiên Hải chính là chúng ta một cái ví dụ rất tốt, Thắng Thiên sẽ ở kinh thành phát triển tuyệt đối không thể liền như vậy dừng lại. Hắc hội trưởng nói không sai, mọi người khỏe thật suy nghĩ một chút, nếu như chúng ta kết thành một cái liên minh, đối với đại gia đều có lợi ích cực kỳ lớn, như vậy liền có thể hạn chế Thắng Thiên hội đối với các ngươi động thủ, đại gia có đề nghị gì có thể cứ việc nói đi ra. Ân Phi Long cũng lập tức đứng lên để lên tiếng. Tôn Hạ khi thấy xì xào bàn tán đông đảo bang hội hội trưởng, hắn khí phách hăng hái đứng lên, nói rằng, đại gia xin nghe ta nói một câu, Thắng Thiên hội thực sự là quá cản rỡ, hôm nay bọn họ có thể đối phó chúng ta xà sát biết, ngày mai sẽ đối phó ngươi, hoặc là ngươi, hay hoặc là ngươi. Tôn Hạ chính vừa nói, ngón tay một bên chỉ vào các đại bang hội hội trưởng, ngày hôm nay cái này liên minh đối với bọn hắn xà sát hội mà nói, nhất định phải kết thành, bằng không xà sát hội nhất định phải ở kinh thành xóa tên. Đại gia không muốn đã quên, Long Tứ hội chính là chúng ta dẫm vào vết xe đổ, Thắng Thiên hội có thể ở một đêm gian chiếm đoạt Long Tứ biết, chúng ta những này tiểu giúp thời gian ngắn ở Thắng Thiên hội trong mắt bằng là con kiến, vì lẽ đó chúng ta chỉ có thể một lòng đoàn kết ôm Long thành đoàn, như vậy mới có thể ở Thắng Thiên gặp mặt trước có năng lực tự vệ. Ở Tôn Hạ chính một phen khá cụ sức thuyết phục ngôn từ qua đi, ở đây phần lớn người đều tràn đầy đồng cảm, cho rằng Tôn Hạ chính nói một điểm đều không có sai. Rất nhiều người đều mở miệng đáp ứng rồi gia nhập cái này liên minh bên trong, đến cuối cùng đến đây tham gia ngày hôm nay trận này hội nghị bang hội, đều không ngoại lệ toàn bộ gia nhập liên minh bên trong. Đứng ở Tôn Hạ chính bản thân cái khác Tôn Chí An nhìn thấy sự tình phi thường thuận lợi, kích động sắc mặt đều hơi có chút đỏ lên, bàn tay chăm chú nắm thành nắm đấm, trong lòng thầm nghĩ, Thắng Thiên hội. Lần này ta xem các ngươi còn làm sao đụng đến bọn ta xà sát hội. Ta Tôn Chí An được quá khí, sớm muộn cũng có một ngày hội đòi lại. Thời khắc này Tôn Chí An là lòng tự tin hết sức bành trướng, hoàn toàn chưa hề đem Thắng Thiên sẽ thả ở trong mắt, dưới cái nhìn của hắn bây giờ cái này liên minh kết thành, Thắng Thiên hội liền không đủ sợ hãi. Rất tốt, nếu đại gia đều đồng ý gia nhập cái này liên minh, như vậy sau đó đại gia đều là người một nhà, cái nào bang hội gặp nạn, chúng ta những này minh hữu tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Máu nhuộm hội hội trưởng Hắc Mậu Ngạn nghĩa chính ngôn từ nói rằng. Vạn trưởng hội hội trưởng Ân Phi Long, hắng giọng một cái cũng lần lượt nói rằng, lần này Thắng Thiên sẽ phải để xà sát hội trong vòng 2 ngày giải tán, chúng ta nhìn Thắng Thiên sẽ tới để có bản lãnh này hay không. Thắng Thiên sẽ ở chúng ta cái này khổng lồ liên minh trước mặt đã không có một chút nào uy hiếp lực. Đúng, Thắng Thiên hội là cái thá gì? Chỉ cần chúng ta một lòng đoàn kết, Thắng Thiên hội không đáng kể chút nào. Tôn hội trưởng, các ngươi xà sát hội liền yên tâm được rồi, nếu như Thắng Thiên hội thật sự dám đối với các ngươi động thủ, chúng ta nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Tôn hội trưởng, ngươi ngày hôm nay liền an tâm về nhà ngủ ngon được rồi, ta nghĩ Thắng Thiên sẽ biết chúng ta cái này liên minh sau, chắc chắn sẽ không lại đối với các ngươi xà sát sẽ xuất thủ, đối với các ngươi xà sát sẽ xuất thủ, không phải tương đương với là đối với chúng ta toàn bộ liên minh ra tay sao. Rất nhiều kinh thành các đại địa dưới thế lực hội trưởng, dồn dập ngươi một câu ta một câu nói, thần tình kia, dáng dấp kia, nhìn qua khỏi nói có bao nhiêu giảng nghĩa khí. Chương 446, bị vứt bỏ xà sát hội. Ngày kế, kinh thành phần lớn thế lực dưới đất liên minh tin tức, rất nhanh truyền tới Thắng Thiên hội trong tai, đặc biệt là lần này liên minh bên trong còn có xà sát biết cái này cái bang hội tồn tại. Diệp Thần Phong từ trước đến giờ là một cái nói được là làm được người, nếu xà sát sẽ như vậy không biết cân nhắc, như vậy hắn cần gì phải lại muốn hạ thủ lưu tình đây? Coi như bây giờ kinh thành phần lớn thế lực dưới đất kết thành liên minh thì đã có sao? Diệp Thần Phong biết các đại bang hội đều là lấy lợi ích của chính mình làm chủ, vì lẽ đó cái này liên minh ở bề ngoài, hay là nhìn qua rất nghiêu bê hò hét, kỳ thực chỉ là một con cọp giấy, mà thôi. Bề ngoài như thế nào đi nữa hung mãnh cũng ăn không được người. Lần này do máu nhuộm sẽ cùng vạn trưởng hội đi đầu sáng tạo cái này liên minh, căn cứ Diệp Thần Phong suy đoán này hai đại bang hội khẳng định là muốn để kinh thành cái khác bang hội trước tiên đánh trận đầu, đợi được Thắng Thiên hội thực lực bị tiêu hao gần đủ rồi sau khi, hai người bọn họ đại bang hội lại ra tay đối phó Thắng Thiên biết, đến thời điểm hai người bọn họ đại bang hội tổn thất đều sẽ giảm đến thấp nhất. Sự thực cũng đúng như Diệp Thần Phong sở liệu như thế,
máu nhuộm hội trưởng cùng vạn trưởng hội trưởng xác thực tồn tại cái ý niệm này. Diệp Thần Phong để thắng thiên hội thành viên bí ẩn đem hắn cái này suy đoán phân tán đi ra ngoài, một truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh tin tức này ở kinh thành thế lực dưới đất bên trong lưu truyền sôi sùng sục. Chính là lời đồn đáng sợ, hay là người thứ nhất nói chuyện này, vẫn chưa có người nào tin tưởng, đến người thứ hai nói chuyện này, nhưng vẫn là không ai tin tưởng, thế nhưng đến người thứ ba, thứ tư, thậm chí là người thứ năm nói chuyện này, e sợ rất nhiều người đều sẽ chậm rãi lựa chọn tin tưởng đây là thật sự. Ở cái này lời đồn phân tán đến tối hừng hực đồng thời, thắng thiên hội đối ngoại buông lời. Đêm nay phải đem xà sát hội giết cái không còn manh giáp. Đồng thời nói rõ đây là thắng thiên sẽ cùng xà sát hội trong lúc đó ân oán cá nhân, nếu như có cái nào bang hội muốn nhúng tay, như vậy chính là cùng thắng thiên sẽ vì địch, thắng thiên hội tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Gia nhập liên minh thế lực dưới đất, vào lúc này toàn bộ nhất trí lựa chọn ở một bên quan sát, bọn họ toàn bộ bị lời đồn cho dao động tâm, bọn họ lại không muốn đi làm máu nhuộm sẽ cùng vạn trưởng hội súng trong tay cột, kết quả là vừa thành lập không bao lâu mạnh mẽ liên minh. Trong nháy mắt bị Diệp Thần Phong một cái tiểu kế sách cho tan rã rồi. Máu nhuộm hội trưởng Hắc Mậu Ngạn cùng vạn trưởng hội trưởng Ân Phi Long. Biết rồi thắng thiên sẽ phải đối với xà sát sẽ động thủ, đồng thời liên minh bên trong cái khác bang hội toàn bộ thờ ơ không động lòng thời điểm, hai người bọn họ đại bang hội cũng không muốn vào lúc này cùng thắng thiên hội cứng đối cứng. Nếu như làm như vậy, hai người bọn họ đại bang hội tổn thất đều sẽ phi thường nặng nề, không phải vạn bất đắc dĩ. Bọn họ không muốn bước ra bước đi này. Xà sát hội trưởng bên trong phòng làm việc, Tôn Hạ đang cùng con trai của hắn Tôn Chí An mặt đối mặt ngồi ở trên ghế salon, hai cha con họ giờ khắc này sắc mặt phi thường không dễ nhìn. Khi làm Tôn Hạ chính nghe được thắng thiên hội bí mật truyền ra lời đồn sau, hắn liền cảm giác chuyện này khả năng muốn phát sinh biến cố. Mãi đến tận thắng thiên sẽ rõ mục trương đảm nói muốn đem xà sát hội giết cái không còn manh giáp. Tôn Hạ đang bối rối. Tôn Hạ chính đang trước tiên bên trong bấm kinh thành rất nhiều bang hội trưởng số điện thoại di động, có thể kết quả đối phương hoặc là không tiếp, hoặc là chỉ là lạnh lùng đáp lại vài câu, cũng không có dự định trợ giúp xà sát hội ý tứ. Ở hoàn toàn bất đắc dĩ dưới, Tôn Hạ chính hướng về máu nhuộm sẽ cùng vạn trưởng hội cầu cứu rồi, đáng tiếc kết quả là như thế, bây giờ xà sát sẽ là triệt để bị vứt bỏ. Cái gì liên minh chó má, ngẫm lại đều phi thường buồn cười. Từng cái điện thoại bị cự tuyệt, nhớ tới những kia bang hội trưởng lúc trước giả mù sa mưa tư thái, để Tôn Hạ chính rõ ràng cái gì mới gọi nhân tính. Phía trên thế giới này phần lớn người đều là đem mình lợi ích đặt ở phía trước nhất, rất nhiều chuyện vào đúng lúc này đều rộng rãi sáng sủa, Tôn Hạ đang từ vừa bắt đầu liền sai rồi, hơn nữa sai phi thường thái quá. 3. Hiện tại đến cùng hẳn là phải làm sao? Ta còn không muốn chết, ta thật sự còn không muốn chết. Tôn Chí An mang theo tiếng khóc nức nở nói rằng, nguyên bản hắn cho rằng liên minh kết thành sau, hắn liền không cần sợ thắng thiên hội, ai biết cái này cái gọi là liên minh máu lạnh như vậy. Ở vào thời điểm này không có bất luận cái nào bang hội nguyện ý hướng tới xà sát hội duỗi ra viện trợ tay. Tôn Hạ chính lông mày chăm chú chiếu thành một cái xuyên tự. Sắc mặt trắng bệch một mảnh, hắn cũng sợ chết, hắn cũng không muốn chết, nhưng là bây giờ hẳn là phải làm sao đây? Lấy bọn họ xà sát hội thực lực và thắng thiên hội cứng đối cứng thuần túy chỉ có muốn chết phần. Tôn Hạ chính cắn răng, trầm tư một lát sau, rốt cục hạ quyết tâm, nói rằng, Chí An, đi, chúng ta cùng đi thắng thiên hội tổng hội, hiện tại chúng ta duy nhất có thể làm chính là quỳ gối thắng thiên hội cửa, cầu được thắng thiên hội tha thứ, thậm chí để chúng ta xà sát sẽ trở thành thắng thiên hội phụ thuộc bang hội, đây là hiện tại chúng ta duy nhất có thể sống mệnh biện pháp. Rất sợ chết Tôn Chí An dĩ nhiên đối với cái biện pháp này không có ý kiến gì, kết quả là hai người bọn họ phụ tử đồng thời đi tới thắng thiên hội tổng hội cửa, ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người bên dưới quỳ xuống, đầu một lần khái hướng về phía mặt đất. Không ai từng nghĩ tới Tôn Hạ đang cùng Tôn Chí An hai cha con họ, dĩ nhiên hội quỳ gối thắng thiên hội tổng hội cửa dập đầu. Trong lúc nhất thời rất nhiều thế lực dưới đất người đều vì là Tôn Hạ đang cùng con trai của hắn Tôn Chí An làm như vậy cảm thấy trơ trẽn. Thế nhưng nếu như thay cái góc độ đến nghĩ, ngày hôm nay là bọn họ gặp phải chuyện như vậy, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ lựa chọn Tôn Hạ chính làm như vậy chứ. Chỉ là bọn hắn trong lòng không muốn thừa nhận mà thôi. Trời nắng chang chang,
Tôn Hạ đang cùng Tôn Chí còn đâu thắng thiên hội cửa, đầy đủ dập đầu hơn một giờ đầu, trên trán da rẻ toàn bộ bị mẻ phá, máu tươi không ngừng từ trong da tràn ra tới. Nhưng là hai cha con họ không chút nào đình chỉ ý tứ, hai người bọn họ biết đây là duy nhất sống sót biện pháp, vì lẽ đó bọn họ tuyệt đối không thể đình, không thể đình. Khi, làm, Diệp Thần Phong từ thắng thiên hội tổng hội bên trong đi ra thời điểm, Tôn Hạ đang cùng Tôn Chí An hai người quỳ trên mặt đất thân thể đã là lảo đà lảo đảo, hai cha con họ trong ánh mắt không có oán hận, bọn họ càng thêm thấy rõ nhân tính, nói đến hận, so với Diệp Thần Phong đến, bọn họ càng thêm hận những kia ra vẻ đạo mạo ra hỏa. Rõ ràng ở kết thành liên minh thời điểm, bọn họ bảo đảm nếu như thắng thiên hội đối với xà sát sẽ xuất thủ, bọn họ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn, mà kết quả đây. Xà sát sẽ bị vô tình vứt bỏ, Tôn Hạ chính biết muốn sống sót, từ đây nhất định phải muốn thả xuống những cái được gọi là tôn nghiêm. Tôn Hạ đang xem đến Diệp Thần Phong đi ra hội sở sau, lập tức nói rằng, hiệp hội trưởng, cầu ngài thả chúng ta xà sát hội một con ngựa đi. Chúng ta xà sát hội đồng ý trở thành thắng thiên hội phụ thuộc bang hội, sau đó chúng ta nguyện ý nghe ngài tất cả dặn dò, tuyệt không nhị tâm. Diệp Thần Phong từ Tôn Hạ chính trong ánh mắt có thể nhìn ra, đối phương là thật sự thần phục, nói thật, hắn không nghĩ tới Tôn Hạ đang cùng Tôn Chí An sẽ đến quỳ gối thắng thiên hội cửa, nếu để cho xà sát sẽ trở thành thắng thiên hội một cái phụ thuộc bang hội, ngược lại cũng đúng là kiện chuyện không tồi. Dù sao bây giờ thắng thiên hội vẫn không có thống nhất kinh thành thế lực dưới đất, tương lai khẳng định là cần dùng đến người. Diệp Thần Phong nhìn Tôn Hạ chính, hỏi, bị vứt bỏ tư vị thế nào? Có hay không cái gì lĩnh hội? Tôn Hạ chính trên trán máu tươi không ngừng theo gò má lướt xuống, trước diện cảm giác hôn vù vù một bên Tôn Chí còn đâu khái xong cuối cùng một cái dập đầu sau, lại không hề có điểm báo trước ngất đi, Tôn Hạ chính nuốt một cái khô khốc hít hầu. Nói rằng, hiệp hội trưởng, cầu ngài để xà sát sẽ trở thành thắng thiên hội phụ thuộc bang hội. Ta rất yêu thích người nét mặt bây giờ, người hiện tại khẳng định rất hận những kia đem xà sát hội vứt bỏ bang hội chứ. Được, ta đáp ứng để cho các ngươi xà sát sẽ trở thành thắng thiên hội phụ thuộc bang hội, bất quá, các ngươi xà sát sẽ ở trong mắt ta chính là một con chó, sau đó ta để cho các ngươi cắn ai. Các ngươi nhất định phải cho ta đi cắn ai. Chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn làm tốt thắng thiên hội một con chó, chúng ta thắng thiên hội mãi mãi cũng sẽ không vứt bỏ các ngươi, sau đó hay là các ngươi hội bởi vì là thắng thiên hội một con chó mà cảm thấy tự hào, thắng thiên hội cậu không phải là ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện làm. Thế nào, các ngươi xà sát hội nguyện ý làm thắng thiên hội cậu sao? Diệp Thần Phong hai con mắt chăm chú nhìn chằm chằm quỳ trên mặt đất Tôn Hạ chính, chờ đợi đối phương đưa ra một cái đáp án rõ ràng. Tôn Hạ chính liền do dự đều không do dự liền mở miệng đáp ứng rồi, chúng ta xà sát hội nguyện ý làm thắng thiên hội một con chó, nguyện ý làm hiệp hội trưởng ngài một con chó. Diệp Thần Phong thỏa mãn gật đầu cười, nói rằng, đánh chó còn phải xem chủ nhân đây. Ngày hôm nay các ngươi xà sát hội được cơn giận này, ta rất nhanh sẽ giúp các ngươi đòi lại. Chương 447, làm cẩu vinh quang. Xà sát hội phi thường không cốt khí hướng về thắng thiên hội đầu hàng sự tình, trước tiên ở kinh thành các thế lực lớn bên trong truyền ra, tất cả mọi người mặc kệ ngoài miệng, vẫn là trong lòng đều phi thường khinh bỉ xà sát hội loại hành vi này, dưới cái nhìn của bọn họ tình nguyện tử, cũng không phải đem tôn nghiêm bỏ lại. Nhưng mà, những kia bang hội các đại lão căn bản không có lĩnh hội quá, lúc trước xà sát sẽ bị vứt bỏ, chỉ có thể trơ mắt đối mặt tử vong cảm giác tuyệt vọng. Rất nhiều người ở cái cảm giác này trước mặt hội tan vỡ, mà Tôn Hạ đang cùng Tôn Chí An sẽ chọn nương nhờ vào thắng thiên biết, kỳ thực là một cái không gì đáng trách sự tình. Phía trên thế giới này kẻ không sợ chết là có, chỉ có điều là thật rất ít một phần, hiển nhiên Tôn Hạ đang cùng Tôn Chí An hai cha con họ không phải, những kia miệng đầy nói mát người e sợ cũng không phải. Đón gió trà lâu, một gian phi thường nhã trí trong phòng khách. Bình thường này gian bao xương là kinh thành mấy cái tam lưu, nhị lưu bang hội các hội trưởng khoác lác đánh thí phi hồ gặp gỡ trường, lưu phong gặp gỡ trường, thiên lang gặp gỡ trường cùng với hắc sát gặp gỡ trường đều tại đây. Này bốn cái bang hội trước đó đồng dạng gia nhập quá liên minh bên trong, hơn nữa bốn người bọn họ bang hội quan hệ cùng xà sát hội quan hệ tương đương không sai. Các ngươi nói này Tôn Hạ chính là không phải quá không có cốt khí. Muốn hắn cũng là đường đường một cái bang hội hội trưởng. Cuối cùng lại mang theo con trai của hắn đi thắng thiên hội cửa dập đầu.
Ta nghe nói ngày đó con trai của hắn Tôn Chí An nhưng là dập đầu khái ngất đi, ta xem Tôn Hạ Chính căn bản không xứng làm một người đàn ông. Phi Hồ hội hội trưởng khinh thường nói. Ta xem chúng ta vẫn là thiếu đàm luận chuyện này tuyệt vời, bây giờ Xà Sát sẽ trở thành Thắng Thiên hội phụ thuộc bang hội, Thắng Thiên hội lại là kinh thành đệ nhất đại bang biết. Liền ngay cả ngày xưa bên trong ngông cuồng tự đại máu nhuộm sẽ cùng vạn trường hội cũng không phải Thắng Thiên hội đối thủ, họa là từ miệng mà ra đạo lý này, ta nghĩ đại gia đều hiểu đến đi. Lưu Phong hội hội trưởng cẩn thận nói rằng, Thiên Lang hội hội trưởng bưng lên trước mặt chén trà hơi nhấp một miếng. Nói rằng, ta chính là không ưa Tôn Hạ Chính cái kia phó uất hức dạng, uổng chúng ta đã từng vẫn cùng hắn xưng huynh gọi đệ, nguyên lai hắn chính là cái người như vậy. Coi như hắn lập tức xuất hiện ở trước mặt ta, ta cũng sẽ không cho hắn một điểm mặt mũi, hắn Tôn Hạ Chính chính là một cái rác rưởi, một cái phế vật vô dụng, một cái cam tâm tình nguyện làm cầu người. Xưng huynh gọi đệ, Thiên Lang hội hội trưởng vẫn đúng là dám nói. Lúc trước Tôn Hạ Chính gọi điện thoại hướng về bọn họ cầu viện thời điểm, bọn họ mỗi một người đều là làm thế nào? Nói hiểu rõ một chút, là bọn họ để Tôn Hạ Chính từ bỏ tôn nghiêm. Là bọn họ buộc Tôn Hạ Chính tâm cam tình nguyện làm Thắng Thiên hội một con chó. Quên đi, chúng ta không muốn nhắc lên cái này mất hứng người, theo ta thấy kinh thành tương lai thế cuộc khó lường, lần này do máu nhuộm sẽ cùng vạn trượng hội đi đầu tạo thành liên minh. Này hai đại bang hội chỉ là muốn lợi dụng sức mạnh của chúng ta đến tiêu hao Thắng Thiên hội sức mạnh mà thôi. May là chúng ta có thể đúng lúc nhận được tin tức, bằng không còn không là rẻ máu nhuộm sẽ cùng vạn trượng hội sao. Hắc sát hội hội trưởng nói rằng, Phi Hồ hội hội trưởng gật gật đầu, nói rằng, nói đúng vô cùng, Thắng Thiên biết, máu nhuộm sẽ cùng vạn trượng hội trong lúc đó sự tình, căn bản không phải chúng ta những này bang hội có thể nhúng tay, liền để bọn họ đi đấu cái một mất một còn được rồi, đến cuối cùng còn không là chúng ta thu hoạch sao. Đúng, đúng, đúng. Chúng ta chỉ cần ở một bên kiên trì chờ đợi xem cuộc vui được rồi. Máu nhuộm sẽ cùng vạn trượng hội nhẫn không được nhiều thời gian dài liền muốn hướng về Thắng Thiên hội khai chiến. Lưu Phong hội hội trưởng cười nói. Huynh đệ mấy cái uống trà tại sao không gọi trên ta Tôn Hạ Chính? Lẽ nào các vị là xem thường ta sao? Cửa bao xương bị đẩy ra, Tôn Hạ Chính đi vào trong phòng khách. Con trai của hắn Tôn Chí An đi theo phía sau. Hai cha con họ trên trán tuy rằng cột băng gạc, thế nhưng trên mặt nhưng là thần thái sáng láng từ khi Thắng Thiên hội đáp ứng để Xà Sát sẽ biến thành Thắng Thiên hội phụ thuộc bang hội sau, hai cha con họ trong lòng áp lực đột nhiên biến mất rồi, đồng thời bọn họ rất nhanh nhận được Diệp Thần Phong nhiệm vụ, muốn cho kinh thành các thế lực lớn biết, chỉ cần gia nhập Thắng Thiên biết, chính là Thắng Thiên hội người, Thắng Thiên hội tuyệt đối sẽ không bạc đãi người mình, vì lẽ đó Diệp Thần Phong để Tôn Hạ đang cùng Tôn Chí An dựa vào Thắng Thiên hội thế lực. Khỏe mạnh đem trước đó được cơn giận này xuất một chút đến. Trong phòng khách bốn cái bang hội hội trưởng đang nhìn đến Tôn Hạ Chính sau, rõ ràng trên mặt vẻ mặt hơi đổi, thế nhưng không người nào dám đứng ra nói hơn một câu, vừa nãy nói ẩu nói Tả Thiên Lang gặp gỡ trường, đã nói coi như Tôn Hạ Chính lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không cho một điểm mặt mũi, lời đã nói ra, dường như nước đã đổ ra, trong lòng cuối cùng một điểm tôn nghiêm tác quái. Làm cho Thiên Lang gặp gỡ trường từ trên ghế đột nhiên đứng lên, quát lên, Tôn Hạ Chính, lấy thân phận của ngươi bây giờ có tư cách cùng chúng ta ngồi cùng một chỗ uống trà. Sao, ngươi bất quá chỉ là Thắng Thiên hội một con chó, mà thôi, ngươi tốt nhất lập tức từ trong phòng khách biến mất. Tôn Hạ Chính nụ cười trên mặt chậm rãi động lại, thay vào đó chính là âm trầm, hai con mắt nhìn chằm chằm Thiên Lang hội hội trưởng, nói rằng, nói được lắm, nói thực sự là quá tốt rồi. Ta Tôn Hạ Chính xác thực là Thắng Thiên hội một con chó, bất quá chính là ta con chó này cũng có thể để cho các ngươi toàn bộ chết không có chỗ chôn. Đừng quên đánh chó còn phải xem chủ nhân câu nói này. Hiện tại chúng ta Xà Sát hội sau lưng là Thắng Thiên biết, Thắng Thiên sẽ phải bóp chết các ngươi, quả thực so với bóp chết con kiến còn muốn đơn giản. Ngược lại, Tôn Hạ Chính trên mặt lại lộ ra cực kỳ nụ cười sán lạn, nhìn Thiên Lang gặp gỡ trường. Nói rằng, ta nhớ tới lúc trước ta đều có gọi điện thoại cho bốn vị cầu viện chứ. Các ngươi bốn vị bên trong chỉ có Thiên Lang hội không có tiếp điện thoại của ta, thậm chí ngay cả qua loa một thoáng ta cũng không có làm, đúng là để ta cái này làm huynh đệ đau lòng a. Tôn Hạ Chính vừa nói, một bên hướng về Thiên Lang hội hội trưởng đi tới, Thiên Lang hội hội trưởng đang nói ra vừa nãy cái kia lời nói sau, mới cảm giác mình quá kích động, trước mắt nhìn Tôn Hạ Chính hướng về hắn đi tới.
vội vội vàng vàng hỏi Tôn Hạ Chính, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm gì? Làm gì sốt sắng như vậy? Ngươi yên tâm được rồi, ta ngày hôm nay sẽ không giết ngươi, vừa nãy dũng khí đi nơi nào? Tôn Hạ Chính cười hỏi. Nghe được Tôn Hạ Chính ngày hôm nay sẽ không giết hắn, Thiên Lang hội hội trưởng mới hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, ở hắn vừa thả xuống cảnh giác thời điểm, Tôn Hạ Chính đột nhiên từ bên hông rút ra một cây chùy thủ, trực tiếp đâm vào Thiên Lang gặp gỡ trường trong cổ họng. Thiên Lang hội hội trưởng chỉ cảm thấy yết hầu đau xót, hai con mắt khó mà tin nổi trợn tròn lên, trong cổ họng phát sinh mơ hồ không rõ âm thanh, phốc thử. Một tiếng, Tôn Hạ Chính đem chùy thủ từ Thiên Lang gặp gỡ trường yết hầu trên rút ra, một cột máu phun ở cái miệng của hắn rác một bên, hắn lẻ lưỡi, tùy ý liếm liếm, nói rằng, lúc trước các ngươi cũng đã đáp ứng ta, nếu như xà sát sẽ phải chịu thắng thiên hội công kích, các ngươi lập tức sẽ xuất thủ giúp đỡ, nhưng là các ngươi lật lọng, vì lẽ đó vừa nãy ta cũng lật lọng, kỳ thực đây. Ta cũng không có nói láo, ta là không có giết ngươi, chỉ là đưa ngươi đi gặp Diêm Vương ra mà thôi. Nhìn chậm rãi ngã xuống đất Thiên Lang gặp gỡ trường, Tôn Hạ Chính khóe miệng nụ cười là càng ngày càng dồi dào, thưởng thức trong tay dính đầy máu tươi chủy thủ. Mặt khác ba cái bang hội hội trưởng đang nhìn đến Thiên Lang gặp gỡ trường liền như thế sau khi chết, trong lòng nhất thời bị cảm giác sợ hãi cho vây quanh, chỉ lo Tôn Hạ Chính lại đối với bọn họ động thủ. Phi Hồ hội hội trưởng vội vàng mở miệng nói, Tôn Đại ca, ngày hôm nay là chúng ta quên mời ngài tới uống trà, ngày này lang hội hội trưởng là chết chưa hết tội, hắn còn ở sau lưng nghị luận ngươi thị phi đây. Tôn Đại ca, ngài giết đến được, giết đến rượu a. Đúng, Tôn Đại ca, trước đó ta biết ta có rất nhiều mạo phạm ngài địa phương, tiểu đệ ta ở đây hướng về ngài xin lỗi, kính xin ngài tha thứ ta. Lưu Phong hội hội trưởng lập tức phụ họa nói. Tôn Đại ca, sau đó chỉ cần ngài có dặn dò gì, ta là bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng không chối từ, chỉ cần Tôn Đại ca ngài một câu nói. Hắc sát hội hội trưởng lấy lòng nói rằng. Nhìn thấy trước mặt này ba cái bang hội hội trưởng, như vậy cúi đầu khom lưng, Tôn Hạ đang cùng Tôn Chí An tâm bên trong đặc biệt sảng khoái, coi như ở từ trước, này ba cái bang hội hội trưởng cũng sẽ không đối với hắn Tôn Hạ Chính khách khí như vậy, có vẻ như làm thắng thiên hội một con chó cũng không sai. Tôn Hạ Chính rất hưởng thụ cái cảm giác này, chính như Diệp Thần Phong nói tới thắng thiên hội cậu cũng không phải ai có thể tùy tùy tiện tiện làm. Nếu đại gia đều là huynh đệ, như vậy ta đương nhiên sẽ không đối với huynh đệ động thủ, ta xem các ngươi cũng toàn bộ quy thuận thắng thiên hội đi. Như vậy chúng ta là có thể vĩnh viễn làm huynh đệ, các ngươi cho rằng thế nào? Tôn Hạ Chính cười hỏi. Mặt khác ba cái bang hội hội trưởng, bọn họ biết mình là đắc tội rồi Tôn Hạ Chính con chó này, tiếc rằng con chó này chủ nhân không phải bọn họ có thể đắc tội, kết quả là ba người bọn hắn chỉ có thể đáp ứng rồi quy thuận thắng thiên hội sự tình. Tôn Hạ đang phát hiện nguyên lai làm cậu cũng có thể như thế phong quang, hắn hiện tại trong lòng đã đang vì có thể làm thắng thiên hội cậu, mà cảm thấy vinh quang. Chương 448, dị biến Lưu Cảm. Phi Hồ biết, Lưu Phong sẽ cùng Hắc Sát hội quy thuận thắng thiên biết, mà Thiên Lang hội hội trưởng bị giết, buổi tối hôm đó Thiên Lang hội lại bị diệt hội sự tình, ngay đầu tiên truyền ra đến, bây giờ ở toàn bộ kinh thành không còn có người dám cười nhạo xà sát biết. Cười nhạo Tôn Hạ Chính lựa chọn, bởi vì Tôn Hạ Chính sau lưng có thắng thiên biết, ở toàn bộ kinh thành lại có ai có thể trêu tới hắn. Máu nhuộm sẽ cùng vạn trượng hội mắt thấy tình thế đối với bọn họ hai đại bang hội càng ngày càng bất lợi, này hai đại bang hội hội trưởng lại gom lại đồng thời, thương lượng kế sách ứng đối, bọn họ biết nếu như còn tiếp tục như vậy, bọn họ không thể nghi ngờ cũng sẽ bị thắng thiên hội cho chiếm đoạt. Ngay khi kinh thành hết thảy thế lực dưới đất gió nổi mây vần thời điểm, Diệp Thần Phong chính đang trong phòng khách an ổn ăn bữa sáng, ai biết quân khu bệnh viện viện trưởng Đoạn Nam hấp tấp chạy vào Diệp ra phòng khách, liền đại khí đều không lo nổi thở một cái, liền quay về Diệp Thần Phong nói rằng, sư phụ, lúc này ngươi nhất định phải giúp một chút ta, giúp một chút toàn bộ nước Hoa, chuyện này cần phải muốn ngươi ra tay mới có thể giải quyết. Lão Nam, ngươi đều già đầu người, tính tình làm sao vẫn như thế gấp. Ngồi xuống trước từ từ nói. Một bên Diệp lão gia tử nhìn thở hồng hộc Đoạn Nam nói rằng. Đoạn Nam nuốt một ngụm nước bọt, nói rằng, Trấn Hồng, chuyện này có thể làm lỡ không nổi, tối ngày hôm qua kinh thành trong bệnh viện bộc phát ra nhiều lên lưu cảm, loại này lưu cảm từ trước chưa bao giờ từng xuất hiện, căn cứ chúng ta suy đoán đây là một loại dị biến lưu cảm, hơn nữa thời kỳ ủ bệnh cực kỳ ngắn ngủi,
chí mạng suất hầu như là 100%, ngăn ngắn 24 giờ liền có thể làm cho người tử vong. Hiện tại kinh thành các bệnh viện lớn đối với chuyện này đều bó tay toàn tập, hơn nữa tử vong nhân số đã đạt đến 8 người. Loại này lưu cảm truyền nhiễm cũng phi thường mãnh liệt, ai biết kinh thành đã có bao nhiêu người cảm hóa. Ai biết ngoại trừ kinh thành ở ngoài, những thành thị khác bên trong có hay không loại này biến dị lưu cảm bạo phát. May là chính là chúng ta tạm thời đóng kín tin tức, nếu như chuyện này truyền đi toàn bộ kinh thành, thậm chí toàn quốc đều muốn náo loạn, trước mắt nhất định phải nghiên cứu ra loại này dị biến lưu cảm thuốc mới được. Đoạn Nam đến lại nhải nói rồi một đoạn lớn, trên mặt tràn ngập cấp thiết cùng hoảng loạn biểu hiện, đối mặt loại này dị biến lưu cảm, hắn biết toàn quốc chỉ có sư phụ của hắn Diệp Thần Phong có thể giải quyết. Lão Nam, ngươi nói cái gì, kinh thành bạo phát dị biến lưu cảm, hơn nữa kinh thành hết thảy bệnh viện đều bó tay toàn tập. Chuyện quan trọng như vậy ta làm sao không biết, Diệp lão gia tử căm giận từ trên ghế đứng lên. Đoạn Nam nói rằng, Trấn Hồng, ngươi không biết cũng không kỳ quái. Này biến dị lưu cảm tối ngày hôm qua mới bộc phát ra, tối ngày hôm qua toàn bộ kinh thành chữa bệnh hệ thống hầu như là bại liệt, hết thảy nhân viên y tế hầu như là bận tối mày tối mặt. Nghe được Đoạn Nam nói như vậy, Diệp Thần Phong thả xuống trong tay sữa bò, trầm tư một lát sau, hỏi, ngươi nói loại này biến dị lưu cảm là tối ngày hôm qua mới bạo phát. Ta luôn cảm giác trong này có kỳ lạ, có thể hay không là có người cố ý ở kinh thành phân tán loại này lưu cảm. Liền ngay cả toàn kinh thành bệnh viện đều bó tay toàn tập. Có thể nói loại này lưu cảm tương đương lợi hại, kinh thành không thể vô duyên vô cớ bạo phát loại này biến dị lưu cảm. Sư phụ, ngươi vừa nói như thế, ta ngược lại thật ra nhớ tới đến rồi, tối hôm qua mới bắt đầu đưa đến bệnh viện 8 người, chúng ta căn cứ một loạt kiểm tra, 8 người này bị mắc bệnh loại này biến dị lưu cảm thời gian hầu như là tương đồng tối hôm qua là ta bận bịu đến bị hồ đồ rồi. Phía trên thế giới này sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy chứ. Trải qua Diệp Thần Phong như thế vừa đề tỉnh, Đoạn Nam nghĩ đến trong đó điểm đáng ngờ. Thần Phong, nếu như ngươi có thể trị liệu loại này biến dị lưu cảm, coi như làm là giúp một chút nước hoa khó khăn đi. Diệp lão gia tử mở miệng nói rằng, gia gia, ngài đây là nói gì vậy? Ta cũng là người nước hoa. Nếu như ta thật sự có thể giải quyết chuyện này chắc chắn sẽ không chối từ, phải đợi ta nhìn bệnh nhân mới có thể biết, ta có thể hay không trị liệu bọn họ. Diệp Thần Phong nói rằng, sư phụ, chuyện này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau đi bệnh viện đi. Hiện tại người bệnh số lượng đang không ngừng tăng cường, cứ theo đà này, nhất định sẽ tạo thành toàn quốc khủng hoảng. Đoạn Nam lo lắng nói rằng, nếu như bởi vì biến dị lưu cảm, thật sự tạo thành toàn quốc khủng hoảng, như vậy chuyện này liền thật sự làm lớn phát ra. Đến thời điểm nước hoa mỗi cái phương diện đều sẽ chịu đến không giống trình độ ảnh hưởng. Vì lẽ đó hiện tại duy nhất cần phải làm là khống chế bệnh nhân nhân số tăng nhanh, khống chế bệnh nhân bệnh tình chuyển biến xấu. Kinh thành nơi nào đó bí ẩn lòng đất trong phòng thí nghiệm, các loại phương tiện phi thường hoàn thiện, ở cái này trong phòng thí nghiệm có chừng 20 tên trên người mặc trường bào màu trắng. Trên tay mang màu trắng cách ly găng tay, trên mặt trùm vào cách ly mặt nạ nhân viên đang bận việc. Những người này viên bên trong, có cầm ống nghiệm, ở cẩn thận từng ly từng tí một điều chỉnh thử, có lấy một ít nước thuốc sau, đặt ở kính hiển vi dưới cẩn thận quan sát, có, ngược lại chừng 20 cá nhân, mỗi người đều có không giống phân công. Một tên chính đang điều chỉnh thử ống nghiệm người, thả xuống ống nghiệm, hướng về ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến. Ở bên cạnh hắn một người cũng theo sát đi ra phòng thí nghiệm, ở cửa phòng thí nghiệm có một cái tiêu độc thanh tẩy đóng kín thức tự động thanh tẩy gian, phòng thí nghiệm nhân viên chỉ cần đi vào, ấn xuống một cái theo nữ, thanh tẩy gian bên trong sẽ tự động giúp người tiêu độc thanh tẩy. Dù sao phòng thí nghiệm này bên trong nghiên cứu chính là một loại biến dị lưu cảm, nếu như không cẩn thận, bọn họ những này nhân viên nghiên cứu cũng phi thường có thể cảm hóa, hiện nay liền ngay cả bọn họ cũng không có loại này biến dị lưu cảm thuốc giải. Hai người ở tiến vào thanh tẩy gian, tiêu độc thanh tẩy xong xuôi sau, đổi y phục của chính mình, đi ra trong phòng thí nghiệm, ở phòng thí nghiệm bên cạnh có một gian phòng nghỉ ngơi. Đi ra phòng thí nghiệm hai người này đã đem gắn vào trên đầu cách ly mặt nạ lấy xuống, nếu như Diệp Thần Phong ở đây, nhất định có thể một chút nhận ra thân phận của hai người này dù là lúc trước quốc tế y học giao lưu tái. M quốc y học giới đỉnh điểm nhân vật Z-Chess cùng đảo quốc y học giới đỉnh điểm nhân vật Thanh Mộc Quang 1. Lần trước bọn họ hoàn toàn bại bởi Diệp Thần Phong,
lẽ ra nên là không thể làm nghề y cứu người, thế nhưng M quốc cùng đảo quốc hết thảy y học quyền uy như thế nào chịu bỏ qua. Bọn họ hận nước Hoa y học giới, càng hận Diệp Thần Phong. Ngay khi trước đây không lâu một ngày buổi tối, khi làm Zest trở lại quán trọ gian phòng thì, hắn phát hiện trong phòng của hắn thêm ra một loại kiểu mới lưu cảm hàng mẫu, hơn nữa ở gửi loại này kiểu mới lưu cảm trong dương, còn để lại đến rồi một phong thư, mặt trên viết, loại này lưu cảm là tân nghiên cứu ra bán thành phẩm, lấy các ngươi năng lực mới có thể đem nó cho hoàn thiện, các ngươi không phải rất hận nước Hoa sao? Không bằng ngay khi nước Hoa chế tạo một hồi náo loạn đi. Zest khi chiếm được loại này bán thành phẩm kiểu mới lưu cảm hàng mẫu sau, lập tức tìm đến rồi đảo quốc Thanh Mộc Quang vừa thương lượng việc này, hai người đang thương lượng nửa ngày sau, quyết định muốn hướng về nước Hoa trả thù, bằng không bọn họ không nuốt trôi cơn giận này, không biết lúc trước nếu như bọn họ không hướng về nước Hoa y học giới hùng hổ dọa người, bọn họ cuối cùng hội rơi vào mức độ này sao? Liền Zest cùng Thanh Mộc Quang một tìm một cái phi thường địa phương bí ẩn, đồng thời kiến tạo ra một chỗ dưới phòng thí nghiệm, bắt đầu nghiên cứu loại này bán thành phẩm lưu cảm hàng mẫu. Ai biết chỉ là mấy ngày ngắn ngủi công phu, bọn họ phát hiện loại này lưu cảm bắt đầu chính mình biến dị. Hơn nữa lấy bọn họ kiến thức, bọn họ có thể khẳng định loại này lưu cảm là bây giờ y học giới không cách nào trị liệu. Sự phát hiện này, làm cho tất cả mọi người đều phi thường mừng rỡ, lập tức nghĩ ra một cái ở kinh thành truyền bá loại này biến dị lưu cảm biện pháp. Phòng thí nghiệm bên cạnh trong phòng nghỉ ngơi, Zest giúp Thanh Mộc Quang đổ ra một chén cà phê, sau đó hắn cũng giúp mình rót một chén, nhàn nhã uống một hớp, nói rằng, ta nghĩ hiện tại nước Hoa kinh thành khẳng định rất loạn chứ. Tiếp đó sẽ trở nên càng thêm vào hơn thú. Zest, Diệp Thần Phong không phải rất có bản lĩnh sao? Trung y giới thiên tài, ta nghĩ hắn hội có biện pháp giải quyết chuyện này, ha ha ha. Thanh Mộc Quang một làm càn bắt đầu cười lớn. Bây giờ loại này lưu cảm ngay cả chúng ta đều không khống chế được, loại này lưu cảm hàng mẫu quả thực quá thần kỳ, nếu như vẫn chiếu tình huống như thế biến dị xuống, muốn phá hủy toàn bộ nước Hoa cũng không phải một chuyện khó. Zest nhẹ nhàng lung lay chén cà phê trên tay nói rằng, muốn để chúng ta từ đây không thể lại y, ta ngược lại muốn xem nước Hoa y học giới xử lý như thế nào thật trước mắt cái này nguy cơ. Thanh Mộc Quang nói chuyện nói, thật không biết. Lúc trước là ai đem loại này lưu cảm hàng mẫu phóng tới trong phòng của ta đi? Bất quá chúng ta hẳn là muốn cảm tạ hắn. Zest mãi đến tận hiện tại cũng không biết ở sau lưng giúp bọn họ người là ai. Chương 449, tình huống phi thường gay gâu. Kinh thành đệ nhất bệnh viện nhân dân, là ngoại trừ quân khu bệnh viện bên ngoài, ở kinh thành chữa bệnh phương tiện tối đầy đủ hết, quyền uy bác sĩ nhiều nhất một nhà bệnh viện. Ở kinh thành các bệnh viện lớn viện trưởng thương lượng qua sau khi, cảm hóa trên loại này biến dị lưu cảm bệnh nhân, tạm thời toàn bộ cách ly đến đệ nhất bệnh viện nhân dân bên trong đi. Kinh thành đệ nhất bệnh viện nhân dân cửa, có võ trang đầy đủ vũ cảnh trông coi, trên đời này nào có không ra phong tường. Tuy rằng Đoạn Nam bọn họ tạm thời đem biến dị lưu cảm tin tức đè ép xuống, thế nhưng e sợ chẳng mấy chốc sẽ ở kinh thành truyền ra đến thời điểm khó tránh khỏi có bụng dạ khó lường người đến trong bệnh viện gây sự. Lại nói cả chuyện chính như Diệp Thần Phong suy đoán, rất có thể là có người ác ý ở kinh thành phân tán loại này dị biến lưu cảm, vì lẽ đó vẫn là điều đến vũ cảnh bộ đội trông coi cửa bệnh viện khá là thỏa đáng. Đoạn Nam mang theo Diệp Thần Phong thông suốt đi vào đệ nhất bệnh viện nhân dân, ở bệnh viện gia thuộc chờ đợi trong phòng. Diệp Thần Phong nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc, Ninh Vũ Đình mặc một bộ màu đen quần dài, trên mặt đầy dẫy nồng nặc lo âu và hoang mang. Diệp Thần Phong không chút do dự đi tới, ở Ninh Vũ Đình bên cạnh ngồi xuống, hỏi, Vũ Đình, ngươi làm sao ở đệ nhất bệnh viện nhân dân? Ngươi nơi nào không thoải mái sao? Ninh Vũ Đình không nghĩ tới Diệp Thần Phong sẽ xuất hiện ở đây. Nguyên bản nàng đang lo lắng có muốn hay không gọi điện thoại cho Diệp Thần Phong đây. Liền cấp thiết mở miệng nói, Thần Phong, ngày hôm qua Thiến Thiến đi tham gia trong trường học một cái nghỉ hè ban, sau khi trở về Thiến Thiến liền bị sốt, sau đó ta đưa nàng đến liền gần trong bệnh viện trị liệu, lại sau đó Thiến Thiến lại bị chuyển tới đệ nhất bệnh viện nhân dân bên trong đến rồi, ta nghe nói đây là một loại kiểu mới dị biến lưu cảm, liền trong bệnh viện đều bó tay toàn tập. Không biết Thiến Thiến sẽ có hay không có sự. Diệp Thần Phong ôn nhu đem Ninh Vũ Đình kéo vào trong lồng ngực. Ở nàng trắng noãn trên trán hôn môi một thoáng, nói rằng, Vũ Đình. Ngươi yên tâm được rồi,
chỉ cần có ta ở, Thiến Thiến liền tuyệt đối sẽ không có việc, ta nghe nói loại này lưu cảm truyền nhiễm tính cực cường. Ngươi có hay không ở trong bệnh viện kiểm tra một thoáng? Thiến Thiến còn cần ngươi chăm sóc, vì lẽ đó ngươi có thể ngàn vạn không thể bị bệnh. Ninh Vũ Đình gật gật đầu, nói rằng, ở ta đi tới đệ nhất bệnh viện nhân dân thời điểm, bệnh viện đã giúp ta từng làm kiểm tra. Khả năng là ta thể chất tốt hơn nguyên nhân, cùng Thiến Thiến tiếp xúc sau khi, cũng may mắn không có cảm hóa trên loại này dị biến lưu cảm. Một bên Đoạn Nam nhìn thấy tình trạng ý thiếp Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình. Trong lòng của hắn gấp vô cùng bách, có thể lại hiếu kỳ vô cùng, hắn biết mình sư phụ là có vị hôn thê người tương tự, hắn cũng nhận thức Ninh Vũ Đình. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra Diệp Thần Phong như thế nào cùng Ninh Vũ Đình đi tới đồng thời. Trong lòng cảm thán sư phụ sinh hoạt tác phong phi thường có vấn đề a. Sư phụ, người xem, ngài là không phải trước tiên đi xem bệnh nhân. Hiện tại thời gian đối với chúng ta tới nói là phi thường gấp gáp. Đoạn Nam cẩn thận từng ly từng tí một thấp giọng hỏi. Diệp Thần Phong cũng biết hiện tại cũng không phải là cùng Ninh Ngọc Đình ôn tồn thời điểm, mở miệng nói rằng trước tiên mang ta đi nhìn Vũ Đình con gái Thiên Thiến. Cảm hóa trên biến dị lưu cảm bệnh nhân toàn bộ bị thu xếp ở cách ly trong phòng bệnh, tiến vào cách ly trước phòng bệnh, liền nhân viên y tế đều muốn mang theo khẩu trang chờ một loạt phòng ngự biện pháp. Diệp Thần Phong cùng Ninh Vũ Đình ở mặc xong xuôi sau, ở Đoạn Nam dẫn dắt đi vào Thiến Thiến trong phòng bệnh. Trong phòng bệnh, Thiến Thiến đang nằm ở trên giường bệnh. Hai mắt chăm chú nhắm, hai cái thanh tú lông mày hơi nhíu lên. Phảng phất là ở chịu đựng rất lớn thống khổ, giống như vậy, khiến người ta nhìn vô cùng đau lòng. Đoạn Nam đứng ở Diệp Thần Phong bên người, cẩn thận vì là Diệp Thần Phong giới thiệu, hiện nay bệnh viện quản lý nắm loại này dị biến lưu cảm đặc tính, sư phụ, phổ thông lưu cảm ở 100 độ dưới nhiệt độ lập tức có thể giết chết, hoặc là ở 50 độ nhiệt độ dưới 30 phút cũng có thể giết chết, thế nhưng loại này biến dị lưu cảm phi thường lại nhiệt độ cao, trải qua chúng ta thí nghiệm cho thấy, loại này biến dị lưu cảm ở 100 độ dưới nhiệt độ, có thể kéo dài tồn tại 2 đến 3 tiếng. Hơn nữa bị mắc bệnh loại này biến dị lưu cảm bệnh nhân, thân thể nhiệt độ hội không ngừng mà kéo lên, mãi đến tận cuối cùng não bộ hệ thần kinh bị cháy hỏng, mà dẫn đến cái chết, quá trình này chỉ có ngăn ngắn 24 giờ, vì lẽ đó chúng ta căn bản không nghĩ tới có thể chữa trị xong loại này biến dị lưu cảm biện pháp. Mang khẩu trang Đoạn Nam hơi thở dài một hơi, rất rõ ràng hắn đem hết thảy hy vọng đều ký thác ở sư phụ của hắn Diệp Thần Phong trên người. Diệp Thần Phong đi tới bên cạnh giường bệnh. Đưa tay phải ra bàn tay nắm chặt rồi Thiến Thiến có chút nóng bỏng thủ đoạn, một luồng ôn hòa linh hồn lực chậm rãi ngấm vào Thiến Thiến trong thân thể. Ở linh hồn lực tiến vào Thiến Thiến trong thân thể sau, Diệp Thần Phong nỗ lực muốn dùng linh hồn lực loại bỏ Thiến Thiến trong cơ thể biến dị lưu cảm. Nhưng là Diệp Thần Phong phát hiện một cái làm hắn phi thường đau đầu sự tình, loại này biến dị lưu cảm tái sinh năng lực vô cùng mạnh mẽ, Diệp Thần Phong vừa loại bỏ một ít, lập tức lại xông tới. Ở tình huống như vậy Diệp Thần Phong chỉ có thể một lần thanh trừ Thiến Thiến trong cơ thể biến dị lưu cảm mới được. Ổn ổn tâm thần, Diệp Thần Phong thừa thế xông lên đem Thiến Thiến trong cơ thể biến dị lưu cảm toàn bộ thanh trừ. Ở phát hiện lưu cảm không lần thứ hai bỗng dưng sinh sôi sau, Diệp Thần Phong trong lòng chậm rãi thở ra một cái khí. Hắn biết muốn giải quyết triệt để thật chuyện này, nhất định phải mau chóng nghiên cứu ra trị liệu loại này biến dị lưu cảm thuốc giải. Bằng không chỉ dựa vào hắn Diệp Thần Phong một người trị liệu khẳng định là một cái không hiện thực sự tình, dù sao bị mắc bệnh loại này biến dị lưu cảm quá nhiều người. Chống chân lui đều có thể mệt chết hắn, trừ phi hắn không muốn sống. Diệp Thần Phong bắt khẩu trang, quay về Ninh Ngọc Đình khẽ mỉm cười nói, Vũ Đình, Thiến Thiến bệnh đã được rồi, người có thể an tâm. Nghe vậy, Ninh Vũ Đình vội vã đi tới giường bệnh bên, kích động đem Thiến Thiến cho kéo vào trong lồng ngực. Tuy rằng Thiến Thiến không phải nàng nữ nhi ruột thịt, thế nhưng ở trong mắt nàng Thiến Thiến và thân sinh con gái không có bất kỳ khác biệt gì. Hồng Viên mắt quay về Diệp Thần Phong nói rằng, Thần Phong, cảm tạ ngươi, thật sự cảm tạ ngươi. Diệp Thần Phong ôn nhu xoa xoa một thoáng Ninh Vũ Đình gò má, nói rằng, Vũ Đình, hai chúng ta trong lúc đó cần phải nói cảm ơn sao? Không muốn đã quên, Thiến Thiến cũng là con gái của ta, sau đó lại có thêm chuyện như vậy phát sinh. Ta hy vọng ngươi có thể trước tiên liên hệ ta, bằng không ta có thể muốn đánh cái mông ngươi. Ân, Ninh Vũ Đình gò má đỏ bừng một mảnh, trong cổ họng thấp giọng đáp, thời khắc này, nàng cảm giác mình bên người có thể có Diệp Thần Phong làm bạn thật tốt,
thật hạnh phúc. Khặc khặc, Đoạn Nam lúng túng ho khan hai tiếng, trên mặt mang theo che giấu không được kinh hỉ, hỏi, sư phụ, ngài thật sự đem tiểu cô nương này biến dị lưu cảm cho chữa trị xong. Như vậy ngươi mau mau cũng đi giúp cái khác bệnh nhân đi. Diệp Thần Phong nghe được Đoạn Nam nói thoải mái như vậy, trong lòng có loại chửi má nó kích động, không vui nói, ngươi cho rằng loại này biến dị lưu cảm là nói trị liệu liền trị liệu sao? Bằng vào ta năng lực chỉ có thể một lần trị liệu 7 đến 8 người, bằng không chính là bắt ta tính mạng của chính mình đùa giỡn. Trước mắt ổn thỏa nhất biện pháp vẫn là mau chóng nghiên cứu ra trị liệu loại này biến dị lưu cảm thuốc, muốn nghiên cứu ra loại này biến dị lưu cảm thuốc, vậy thì trước hết phải tìm được đầu nguồn vị trí, ngươi lập tức đi thông báo ban ngành liên quan điều tra việc này đi. Phải nhanh một chút đem hung thủ sau màn tìm ra. Sư phụ, ta là nhất thời nóng ruột, vậy ngài trước tiên đi trị liệu mấy cái bệnh tình khá là nghiêm trọng người đi. Ta đã đem sư phụ ngài suy đoán báo cáo cho cấp trên, e sợ cấp trên chẳng mấy chốc sẽ phái bộ ngành liên quan hạ xuống điều tra. Đoạn Nam gật đầu nói. Tiếp đó, ở Đoạn Nam an bài xuống, Diệp Thần Phong lại liên tiếp xuất thủ cứu chỉ 6 người. Đệ nhất bệnh viện nhân dân bác sĩ đang nhìn đến Diệp Thần Phong kỹ thuật như thần thủ đoạn sau, nguyên bản trên mặt tuyệt vọng lại lần thứ hai khôi phục lại hy vọng. Đối với loại này biến dị lưu cảm, bọn họ là làm sao nghiên cứu cũng nghiên cứu không ra cái nguyên cớ đến. Rất nhanh hơn đầu liền phái hạ xuống nhân viên điều tra, chuyện lần này toàn bộ giao cho binh vương tổ giải quyết, binh vương tổ đại biểu chính là nước Hoa an nguy, nếu như lần này thật là có người ác ý phân tán loại này biến dị lưu cảm, như vậy liền trực tiếp uy hiếp đến nước Hoa yên ổn, vì lẽ đó cấp trên để binh vương tổ đến chấp hành nhiệm vụ lần này cũng là không gì đáng trách. Chấp hành nhiệm vụ lần này người dẫn đầu vật là Diệp Thần Phong người quen cũ Vương Lực, hồi tưởng lúc trước ở Thiên Hải Cường binh trại huấn luyện thời điểm, Diệp Thần Phong cùng Vương Lực thực lực ở sàn sàn với nhau, mà hiện tại Diệp Thần Phong sớm đã đem Vương Lực bỏ qua rồi mấy trăm điều nhai. Diệp Thần Phong, chúng ta đã lâu không thấy. Khi làm Vương Lực ở đệ nhất bệnh viện nhân dân nhìn thấy Diệp Thần Phong thì, trên mặt hiếm thấy lộ ra một vệt nụ cười. Vương Lực phía sau năm. Sáu tên binh vương tổ thành viên cũng dồn dập nhiệt tình cùng Diệp Thần Phong chào hỏi, bọn họ toàn bộ là từng trải qua Diệp Thần Phong biến thái thực lực đối với cường giả, bọn họ luôn luôn là phi thường tôn kính. Chương 450, hung thủ sau màn nổi lên mặt nước. Lần này dị biến lưu cảm sự kiện cũng là các ngươi binh vương tổ điều tra sao? Các ngươi binh vương tổ thành viên thật là đủ luy. Diệp Thần Phong hai tay cắm ở trong túi quần, quay về Vương Lực trêu ghẹo nói. Hắn vừa mới vừa cứu trị hoàn hảo nhiều bệnh nhân, bên trong thân thể linh hồn lực tiêu hao có chút hơn nhiều, cần nghỉ ngơi một hồi mới có thể hoàn toàn khôi phục như cũ. Chúng ta binh vương tổ chức trách chính là bảo vệ người nước Hoa dân an nguy, sự kiện lần này nếu như không khống chế ở phạm vi nhỏ nhất bên trong, đối với nước Hoa tới nói đều sẽ là một hồi to lớn hạo kiếp. Vương Lực nghiêm túc nghiêm trang nói. Ngược lại, Vương Lực trên mặt vẻ mặt lại hơi hơi hoãn mấy phần, nói rằng, Diệp Thần Phong, người đối với sự kiện lần này có ý kiến gì không? Ta nghe nói là người đoán ra chuyện này khả năng là người vì là. Diệp Thần Phong lắc lắc đầu, nói rằng ta hiện tại là một đầu tự cũng không có, kinh thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nếu như thật sự muốn tìm ra hung thủ sau màn, cùng mò kim đáy biển không khác nhau gì cả, lại nói hiện tại chúng ta liền cái hoài nghi đối tượng cũng không có, căn bản không biết nên từ đâu phương diện bắt tay điều tra. Lần này các người binh vương tổ có thể có đau đầu. Diệp Thần Phong một bộ thái độ thờ ơ rơi vào Vương Lực trong mắt sau, Vương Lực lập tức nói rằng, Diệp Thần Phong, ta đã quên nói với ngươi, lần này cấp trên muốn ngươi hiệp trợ chúng ta điều tra chuyện này, hơn nữa ra ra ngươi cũng gật đầu đáp ứng rồi, ta nghĩ ngươi nên sẽ không từ chối chứ. Diệp Thần Phong trong lòng khó chịu mắng to thảo tự, thuận miệng nói rằng, Vương Lực, các người binh vương tổ có thể quá không địa đạo. Cẩn thận đem ta cho nhã mao, ta đi hủy đi các người binh vương căn cứ. Vương Lực cùng phía sau hắn vài tên binh vương tạo thành viên thay đổi sắc mặt, nếu như đổi làm là người khác nói ra câu nói này. Vương Lực bọn họ đã sớm tại chỗ đem đối phương đánh đổ trên đất, thế nhưng bọn họ biết Diệp Thần Phong thật sự có cái năng lực này, kết quả là Vương Lực chờ mấy cái binh vương tổ thành viên. Chỉ có thể sắc mặt ước đến đỏ chót, mắt to chừng mắt nhỏ. Ngươi xem các ngươi mấy cái. Làm sao liền một điểm chuyện cười cũng mở không nổi. Nếu ông nội ta đáp ứng rồi, như vậy ta cũng sẽ không phản đối, muốn tra ra chuyện này hung thủ sau màn,
nhất định phải tìm tới manh mối, hiện tại bọn chúng ta liền con ruồi không đầu, chỉ dựa vào vận may nhưng là giải quyết không được vấn đề. Diệp Thần Phong giãn ra một thoáng cánh tay, lười nhác vươn người một cái nói rằng, đối với chuyện này, chúng ta Binh Vương Tổ cũng không tra được bất kỳ manh mối, tình huống bây giờ lửa xém lông mày. Chúng ta hẳn là phải làm sao? Vương Lực lông mày chăm chú cau lên đến, rất rõ ràng trước mặt cái này khốn cục bắt hắn cho làm khó. Không tốt, không tốt, bệnh viện bên ngoài tụ tập một nhóm dân chúng, bọn họ nói bệnh viện ẩn giấu bệnh nhân bệnh tình. Đang ở bệnh viện bên ngoài gây sự, ta nghe nói không riêng là bệnh viện, kinh thành chính phủ các đại làm việc cơ cấu bên ngoài đều tụ tập dân chúng. Một tên bác sĩ vội vội vàng vàng chạy tới nói rằng. Một bên Đoạn Nam sắc mặt kịch biến, hắn biết chuyện này e sợ đã vượt qua phạm vi khống chế, còn tiếp tục như vậy rất khả năng còn có thể gây nên bạo loạn, đến thời điểm nhưng là thật sự đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vương Lực chờ vài tên Binh Vương Tổ thành viên đồng dạng là lo lắng chỉ có Diệp Thần Phong không những không có lo lắng, khóe miệng trái lại lộ ra một vệt nụ cười, vỗ vỗ Vương Lực vai. Nói rằng, đi, chúng ta ra ngoài xem. Nếu như ta không có suy đoán sai, hung thủ sau màn cho chúng ta đưa manh mối đến rồi. Vương Lực đám người là trưởng hai hòa thượng không tìm được manh mối, nhìn Diệp Thần Phong hướng về bệnh viện bên ngoài đi bóng lưng, Vương Lực vội vàng đi theo hỏi, Diệp Thần Phong, người câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Cái gì hung thủ sau màn cho chúng ta đưa manh mối đến rồi? Người đúng là nói một chút thanh chữ A. Muốn biết ta trong lời nói ý tứ? Chính mình dựa vào đầu muốn a. Ta có thể nghe nói Binh Vương Tổ thành viên nhất định phải mỗi cái phương diện đều phi thường ưu tú, lẽ nào chút vấn đề nhỏ này liền lẽ nào các ngươi? Xem ra các ngươi còn nhất định phải tăng cao tố chất mới được a. Diệp Thần Phong cười lắc lắc đầu nói rằng. Vương Lực náo loạn một cái mặt to hồng, ở tại bọn hắn đang khi nói chuyện, mọi người đã đi tới cửa bệnh viện, chỉ thấy cửa bệnh viện lấp lấy hơn trăm hào người. Trong cổ họng hô lớn không hiểu ra sao khẩu hiệu, từng cái trên mặt đều là không phẫn vẻ mặt. Vừa nãy Diệp Thần Phong sở dĩ nói là hung thủ sau màn đến đưa manh mối, là bởi vì nếu như không có hung thủ sau màn kéo, chuyện này làm sao sẽ ở kinh thành phân tán nhanh như vậy. Coi như chuyện này tung ra ngoài, kinh thành thị dân cũng sẽ không trước tiên chặn ở bệnh viện các loại quốc gia cơ cấu cửa. Nói đơn giản một ít chính là sau lưng vẫn có một đôi tay ở đổ thêm dầu vào lửa, Diệp Thần Phong dám xác định ở bang này người gây chuyện quần bên trong, khẳng định có một cái kéo bầu không khí, cổ vũ thị dân không kìm chế được nỗi nỏng người. Người này dù là hung thủ sau màn phái ra, chỉ cần có thể tìm tới người này, tất cả vấn đề liền giải quyết dễ dàng. Diệp Thần Phong đen kịt hai con mắt ở chừng trăm hào người trong cẩn thận quét một lần. Ánh mắt cuối cùng dừng lại ở một cái bề ngoài xấu xí người đàn ông trung niên trên người, mới nhìn, người trung niên này nam nhân coi như ném đến trong bể người đều không tìm ra được. Thế nhưng Diệp Thần Phong có thể nhìn ra người trung niên này nam nhân ánh mắt lấp lóe, tuy rằng hắn vẫn đang cực lực che giấu, có thể vẫn cứ trốn không thoát Diệp Thần Phong con mắt, còn có một chút là người trung niên này nam nhân hai chân hơi đung đưa, làm tốt một cái bất cứ lúc nào chạy trốn tư thế. Từ hai điểm này là có thể nhìn ra người trung niên này nam nhân trong lòng có quỷ. Bệnh viện các ngươi bên trong đến cùng ẩn giấu chuyện gì? Chúng ta nghe nói kinh thành bạo phát một loại dị biến lưu cảm. Hơn nữa trong bệnh viện đối với loại bệnh này bó tay toàn tập. Tử vong nhân số đang không ngừng tăng cường. Chúng ta là kinh thành thị dân, chúng ta có tư cách biết cả chuyện chân tướng. Đúng, chúng ta có tư cách biết chân tướng, ta phải biết chân tướng. Bằng không ngày hôm nay chúng ta liền động thủ đập phá bệnh viện. Thị dân tâm tình vô cùng táo bạo, từng cái trong miệng trắng trợn không kiêng dè rêu rao lên. Diệp Thần Phong mặt mỉm cười vượt trước một bước, nói rằng, mọi người im lặng một điểm, bệnh viện chúng ta có thể cho các ngươi một câu trả lời, ta hy vọng trong các ngươi gian có thể phái ra một tên đại biểu đến, theo chúng ta tiến vào bệnh viện trong phòng làm việc đi đàm luận chuyện này. Mọi người khỏe thanh tức giận cả chuyện không phải giải quyết sao? Nếu như các ngươi không biết tuyển ai làm đại biểu, như vậy liền do ta đến tùy tiện chỉ một người đi. Diệp Thần Phong cười, ngón tay chỉ về tên kia hắn hoài nghi người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Diệp Thần Phong ngón tay chỉ về hắn, trong lòng một trận hoang mang, bất quá lại lập tức ổn định lại, trong miệng nói năng hùng hồn nói rằng tại sao muốn đến bên trong bệnh viện đi nói. Ở đây nói chẳng lẽ không được sao?
Diệp Thần Phong như trước là mặt mỉm cười nói rằng, các vị đều là nước Hoa thị dân, trong thân thể đều chảy xuôi đồng dạng huyết dịch, lẽ nào quốc gia hội hại các ngươi sao? Hiện tại chúng ta đã là lùi về sau một bước, lẽ nào các ngươi thì sẽ không thể lùi về sau một bước sao? Phái ra một cái đại biểu đến theo chúng ta đàm, những người còn lại có thể vẫn cứ ở lại cửa bệnh viện, mãi đến tận cả chuyện cháy nhà ra mặt chuột mới thôi. Diệp Thần Phong lần giải thích này, đúng là để rất nhiều người kiên định dao động, có người mở miệng quay về tên kia người đàn ông trung niên nói rằng, ngươi liền đại biểu chúng ta tiến vào trong bệnh viện đi đàm phán đi. Chúng ta đều chờ ở bên ngoài, bọn họ không dám đem ngươi như thế nào. Đúng, đây là biết rõ chuyện này biện pháp nhanh nhất, chúng ta tuyệt đối sẽ không bỏ xuống ngươi. Chu vi thị dân quay về tên kia người đàn ông trung niên lần lượt mở miệng, người đàn ông trung niên trên mặt vẻ mặt càng ngày càng cứng ngắc. Hắn biết nếu như không tiến vào bệnh viện nhất định sẽ chọc người hoài nghi, hắn tin tưởng đối phương khẳng định là lung tung chỉ đến hắn, vì lẽ đó tiến vào một chuyến bệnh viện cũng không có gì lớn không được. Được, ta liền làm đại gia đại biểu tiến vào trong bệnh viện đi cùng bọn họ đàm phán. Người đàn ông trung niên quang minh lẫm liệt từ trong đám người đi ra. Diệp Thần Phong, ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Ngươi nói hung thủ sau màn đưa tới manh mối đây. Một bên Vương Lực thấp giọng ở Diệp Thần Phong bên cạnh hỏi. Sư phụ, lẽ nào ngài thật sự phải cho những người này nói rõ cả chuyện ngọn nguồn sao? Như vậy không phải gia tốc náo loạn sản sinh sao? Đoạn Nam có chút ít lo lắng hỏi. Các ngươi yên tâm đi, ta tự có đúng mực. Diệp Thần Phong hàm hồ từ nói rằng. Tên kia người đàn ông trung niên theo Diệp Thần Phong đám người đi vào trong bệnh viện phòng làm việc của viện trưởng. Tại trung niên nam nhân vừa bước vào cửa phòng làm việc thời điểm, Diệp Thần Phong trực tiếp đóng cửa lại, cười nói, đóng cửa thả chó, ngươi là muốn chủ động đem biết đến sự tình thuyết đi ra đây? Hay là muốn chúng ta lợi dụng thủ đoạn để ngươi mở miệng? Chương 451, hành động bắt đầu. Diệp Thần Phong, ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta cũng không thể đủ thương tổn nước Hoa thị dân. Vương Lực nhìn thấy Diệp Thần Phong ánh mắt bất thiện, vội vàng nói. Đúng vậy, sư phụ, chúng ta ngàn vạn không thể đem sự tình cho làm lớn, bằng không cuối cùng không cách nào kết cuộc chính là chúng ta. Quân khu bệnh viện viện trưởng Đoạn Nam cũng lập tức phụ họa nói. Tên kia người đàn ông trung niên khởi điểm vẫn đúng là bị Diệp Thần Phong bị dọa cho phát sợ, song khi hắn nhìn thấy Vương Lực cùng Đoạn Nam thái độ sau, lại lập tức khôi phục trấn định vẻ mặt, quát lên, đây chính là các ngươi cái gọi là đàm phán sao. Chúng ta nói cho các ngươi. Lão tử không nói chuyện, ngày hôm nay chúng ta cần phải muốn đập phá các người bệnh viện không thể. Diệp Thần Phong đối với người đàn ông trung niên kêu gào thờ ơ không động lòng, hướng về Vương Lực bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói rằng, Vương Lực, các người binh vương tạo thành viên thông minh lẽ nào liền thật sự như thế thấp sao? Vừa nãy ta không phải đã nói hung thủ sau màn là đưa manh mối tới sao? Lẽ nào ngươi cho rằng ta hội tùy tùy tiện tiện để một mình vào đây cùng chúng ta đàm phán? Ta ăn no rừng mỡ không chuyện làm a. Diệp Thần Phong ngón tay đột nhiên chỉ về tên kia người đàn ông trung niên, tiếp tục nói, người này hẳn là hung thủ sau màn phái ra nhiễu loạn kinh thành trật tự, bằng không kinh thành thị dân tâm tình làm sao hội lập tức trở nên như thế táo bạo. Các ngươi những này binh vương tổ thành viên còn hẳn là trở lại khỏe mạnh tiến tu tiến tu. Vương Lực chờ một đám binh vương tổ thành viên bị nói sắc mặt đỏ chót, tuy rằng Diệp Thần Phong thực lực vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng trong lòng bọn họ vẫn cứ không phục, ở cửa bệnh viện gây sự có chừng trăm hào người, Diệp Thần Phong dựa vào cái gì cho rằng người trung niên này nam nhân cùng dị biến lưu cảm có quan hệ. Nếu như là bằng trực giác vậy coi như quá trò đùa. Diệp Thần Phong nhìn ra Vương Lực đám người nghi hoặc, tùy ý nhún vai một cái vai, nói rằng, ngày hôm nay ta liền cho các ngươi đến học một lớp, ta nghĩ các ngươi khẳng định hoài nghi ta tại sao có thể ở chừng trăm hào người trong. Nhận định người trung niên này nam nhân là hung thủ sau màn phái ra chứ? Kỳ thực rất đơn giản, chỉ muốn các ngươi cẩn thận quan sát cũng có thể nhìn ra người trung niên này nam nhân chỗ khả nghi, vừa nãy ở bệnh viện bên ngoài ánh mắt của người đàn ông này vẫn lấp lóe, tuy rằng hắn che giấu tốt vô cùng, thế nhưng chỉ cần ngươi kiên trì quan sát liền không khó phát hiện, các ngươi xem, cho dù hiện tại ánh mắt của hắn vẫn cứ đang lóe lên. Đương nhiên đây chỉ là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là vừa nãy tên này người đàn ông trung niên ở bệnh viện bên ngoài, hai chân bất cứ lúc nào làm tốt chạy trốn tư thế, thử hỏi một cái lẽ thẳng khí hùng người.
như thế nào sẽ không thì không khắc nghĩ chạy trốn đây. Tập hợp này hai ta có thể bước đầu nhận định hắn là hung thủ sau màn phái ra người. Hiện tại ngươi còn có gì để nói? Vẫn là ngoan ngoãn đem ngươi biết đến sự tình toàn bộ bàn giao đi ra đi. Diệp Thần Phong đen kịt hai con mắt nhìn về phía tên kia người đàn ông trung niên, khóe miệng mang theo tự tin vô cùng nụ cười. Người đàn ông trung niên gian nan nuốt một thoáng ngụm nước, trong lòng của hắn rõ ràng bắt đầu hoang mang, trong miệng lại nói, ngươi đây là ngậm máu phun người. Ta hiện tại muốn rời khỏi nơi này, các ngươi không có quyền lợi ngăn ta. Muốn đi, không dễ như vậy. Diệp Thần Phong cấp tốc lấy ra bên người mang theo châm cứu bao, rút ra hai cái ngân châm, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế đâm vào người đàn ông trung niên trên thân thể. Ở hai cái ngân châm đâm vào người đàn ông trung niên trên thân thể huyệt vị sau, người đàn ông trung niên chỉ cảm thấy trong cơ thể có một luồng khô nóng ở sinh sôi, này vẫn là ở hắn có thể nhịn được trong phạm vi, bất quá, đón lấy một loại như bị thiên thiên vạn vạn con kiến gặm cắn đau đớn, bắt đầu chậm rãi hiện ra. Theo loại này đau đớn tăng lên, người đàn ông trung niên thân thể ngã trên mặt đất, không ngừng mà lăn lộn. Trong cổ họng phát sinh thống khổ âm thanh, chỉ quá khứ ngăn ngắn 3 phút thời gian, người đàn ông trung niên liền bắt đầu cầu xin tha thứ, bỏ qua cho ta đi. Cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta đem ta biết đến sự tình toàn bộ nói cho ngươi. Diệp Thần Phong nghe được người đàn ông trung niên nói như vậy, mới thỏa mãn gật gật đầu, đem hai cái ngân châm nhổ xuống. Sau đó lại dùng ngón tay tại trung niên nam nhân trên người điểm 2 lần, người đàn ông trung niên đau đớn trên thân thể cảm mới chậm rãi mất đi. Một bên Vương Lực cùng Đoạn Nam đám người là xem trợn mắt ngoác mồm, không riêng là Diệp Thần Phong cẩn thận đến không thể soi mói quan sát năng lực, có thể từ chừng trăm hào người bình thường bên trong tìm ra một cái khả nghi nhân sĩ, thực sự là một cái chuyện phi thường khó khăn tình. Lại mà Diệp Thần Phong loại này bức cung thủ đoạn cũng thực tại làm người ta kinh ngạc, chỉ cần chỉ dựa vào hai cái ngân châm liền có thể phát huy tác dụng lớn như vậy, nếu để cho Diệp Thần Phong đi phụ trách bức cung này một khối, nhất định có thể không chỗ nào bất lợi. Hiện tại Vương Lực chờ một đám minh vương tổ thành viên, vẫn đúng là chính là tâm phục khẩu phục, ở Diệp Thần Phong trước mặt, bọn họ những này tự xưng là nước hoa hàng đầu thực lực người, quả thực là dường như vườn trẻ hài đồng mà. Căn bản cùng Diệp Thần Phong không hề có một chút khả năng so sánh. Đoạn Nam cái này làm đồ đệ cũng là càng ngày càng bội phục Diệp Thần Phong người sư phụ này, hắn không nghĩ tới sư phụ của hắn không những ở y học phương diện ưu tú, ở tại hắn phương diện đồng dạng ưu tú khiến người ta không lời nói. Hiện tại cho ngươi thời gian nửa tiếng, đem ngươi bản thân biết sự tình toàn bộ đầu đuôi nói ra. Diệp Thần Phong mỉm cười nhìn về phía tên kia sợ hãi không thôi người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên cái cổ sau này hơi co lại, hắn cũng sẽ không ngây thơ cho rằng Diệp Thần Phong khóe miệng nụ cười là thân mật, vừa nãy loại kia bị thiên thiên vạn vạn con kiến gặm cắn tư vị, hắn không muốn lại thường lần thứ hai, bây giờ đối với cho hắn tới nói thân đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, còn không bằng an an ổn ổn không bị thống khổ chứ. http://ngantiuyen.com/. Ở châm trước 2,3 phút sau, người đàn ông trung niên mới chậm rãi mở miệng, kỳ thực ta cũng không phải sự kiện lần này chủ yếu nhân viên, chỉ là bọn hắn cho ta 1 triệu, để ta ở kinh thành cổ vũ lên thị dân tâm tình, để thị dân đến bệnh viện gây sự. Nguyên bản ta là không biết bọn họ vị trí, bất quá, có một lần bị ta trong lúc vô tình nghe được, bọn họ vị trí thật giống là ở một chỗ khu biệt thự, tên là Xuân Về Hoa Nở, bọn họ hẳn là ở Xuân Về Hoa Nở khu biệt thự thứ 17 hào biệt thự trong. Ta chỉ biết những chuyện này, cái khác coi như các người đánh chết ta, cũng từ trong miệng hiểu rõ không đến nhận chức hà một chữ. Người đàn ông trung niên đang nói xong hết thảy thoại sau, trong cổ họng mới hơi thở ra một cái khí, phảng phất là giải thoát rồi. Nguyên bản Diệp Thần Phong không nghĩ từ người đàn ông trung niên trong miệng hiểu rõ đã có dùng đồ vật, dù sao hắn biết người đàn ông trung niên chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Căn bản không thể biết quá nhiều cơ mật, hắn cũng chỉ là muốn tìm hiểu một chút hung thủ sau màn đại thể tình huống. Ai biết tên này người đàn ông trung niên nhưng cho hắn một cái cực kỳ to lớn kinh hỉ, trước mắt biết rồi chỗ ở của đối phương, muốn giải quyết chuyện này liền đơn giản hơn nhiều. Vương Lực, các người binh vương tổ người cho ta lập tức chuẩn bị hành động, dị biến lưu cảm sự kiện nhất định phải tốc chiến tốc thắng, không thể để chuyện này lại khuếch đại. Diệp Thần Phong dặn dò Vương Lực. Vương Lực sảng khoái đồng ý, đối với Diệp Thần Phong hầu như thể mệnh lệnh dặn dò,
trong lòng của hắn không có một tia bất mãn, dưới cái nhìn của hắn Diệp Thần Phong mặc kệ thực lực, năng lực phán đoán, vẫn là năng lực lãnh đạo, đều đầy đủ chỉ huy bọn họ hoàn thành nhiệm vụ lần này. Xuân về hoa nở, ở kinh thành thuộc về một chỗ xa hoa khu biệt thự, có thể ở ấm hoa nở mua được biệt thự người, tài sản tối thiểu phải có mấy chục ức. Xuân về hoa nở khu biệt thự ở vào kinh thành vùng ngoại ô, không khí bốn phía cùng hoàn cảnh đều tương đối tốt, là một cái nhàn nhã thả lỏng địa phương tốt, vì lẽ đó bình thường mua lại ấm hoa nở biệt thự ông chủ, chỉ có ở kỳ nghỉ thời điểm mới sẽ đến nơi này trụ trên một quãng thời gian, buông lỏng một chút cả người. Ở xuân về hoa nở khu biệt thự bên trong tất cả giải trí phương tiện không thiếu gì cả, có thể nói xuân về hoa nở khu biệt thự là một mảnh tiểu thiên địa, một cái tiểu thế giới. Đồng dạng xuân về hoa nở bảo an hệ thống cũng là tương đương hoàn thiện. Diệp Thần Phong cùng Vương Lực đám người không muốn đánh thảo kinh xà, vì lẽ đó chỉ có thể lựa chọn lén lút lẻn vào khu biệt thự. Đây đối với binh vương tổ thành viên tới nói cũng không tính việc khó gì, mà đối với chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí tới nói càng thêm là việc nhỏ như con thỏ sự tình. Một đám binh vương tổ thành viên ở Diệp Thần Phong dẫn dắt đi, rất nhanh lẻn vào khu biệt thự, ở lẻn vào khu biệt thự sau trước tiên, tìm tới thứ 17 hào biệt thự. Bởi xuân về hoa nở khu biệt thự theo đuổi chính là tự nhiên hóa, vì lẽ đó biệt thự chu vi đều trồng có thực vật xanh, bởi vậy cũng thuận tiện Diệp Thần Phong đám người ẩn giấu, cả đám toàn bộ nằm nhoài trong bụi cỏ. Thứ 17 hào biệt thự cửa lớn đóng thật chặt, Diệp Thần Phong qua loa vừa nhìn ngay khi cửa nhìn thấy hai cái máy theo dõi, xem ra đối phương cảnh giác tính rất cao. Như loại này có thể nghiên cứu ra dị biến lưu cảm khoa học quái nhân, ai biết có thể hay không ở biệt thự trong lắp đặt bom. Vì lẽ đó liền ngay cả Diệp Thần Phong cũng không dám manh động. Chương 452, Đồng Quy Vu Tận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nằm nhoài trong bụi cỏ Diệp Thần Phong đám người, tâm tình bắt đầu lo lắng lên, Vương Lực không nhịn được mở miệng hỏi, Diệp Thần Phong, đón lấy chúng ta hẳn là phải làm sao? Đều là như thế chờ đợi cũng không phải biện pháp. Diệp Thần Phong hướng về Vương Lực trợn tròn mắt, nói rằng, đến cùng là các ngươi binh vương tổ chấp hành nhiệm vụ. Vẫn là ta Diệp Thần Phong chấp hành nhiệm vụ, làm sao vấn đề gì đều muốn tới hỏi ta, thật không biết các ngươi binh vương tổ là làm sao hỗn tới hôm nay. Hỏi vấn đề trước đó động trước động não, quan sát chu vi bố cục tình huống, tổng hội nghĩ ra biện pháp tương ứng đến. Vương Lực chờ một đám binh vương tổ thành viên trong lòng kìm nén một hơi, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì phản bác. Bọn họ cảm giác mình ở Diệp Thần Phong trước mặt, thông minh làm sao chẳng khác nào là nhược trí cơ chứ. Trong lòng là một trận lúng túng cùng xấu hổ. Trước mắt chúng ta chỉ có thể từ cửa chính bên trong xông vào, bất quá. Nguy hiểm hệ số sẽ cực kỳ tăng lên, chúng ta nhất định phải làm được tốc chiến tốc thắng, tranh thủ làm được không người viên thương vong, các ngươi cho rằng thế nào? Diệp Thần Phong nghi vấn nói. Vương Lực gật đầu nói, lần hành động này chúng ta tạm thời toàn bộ nghe lời ngươi chỉ huy, ngươi nói nên như thế nào hành động, chúng ta được cái đó hành động. Được, đã như vậy sau đó đại gia nghe rõ ta khẩu lệnh, ta đếm tới ba, mọi người cùng nhau lao ra. Diệp Thần Phong từ trên mặt đất nhặt lên hai viên hòn đá nhỏ, trong miệng đếm tới, 1, 2, 3. Ở ba tự nói ra khỏi miệng trước mắt, Diệp Thần Phong trong tay hai viên hòn đá nhỏ, hướng về thứ 17 hào cửa biệt thự máy theo dõi bay đi, hai cái máy theo dõi không nghi ngờ chút nào bị Diệp Thần Phong cho đánh hỏng rồi. Một đám minh vương tổ thành viên theo Diệp Thần Phong cấp tốc di động đến biệt thự cửa, biệt thự môn là lắp đặt có điện tử trang bị. Cho nên muốn mở ra cánh cửa này, đầu tiên nhất định phải phá hỏng hệ thống điện tử. Diệp Thần Phong nhìn bên cạnh một đám minh vương tạo thành viên, nói rằng, người nói các ngươi tới nơi này có ích lợi gì. Liền cánh cửa đều không bắt được, còn không bằng ta một người hành động đây. Nói, Diệp Thần Phong đem tay phải đặt tại cửa lớn điện tử trang bị trên, một luồng linh hồn lực từ trong bàn tay xuyên thấu mà ra, ngăn ngắn mười mấy giây cửa lớn điện tử trang bị liền bị phá hỏng rơi mất. Răng rắc một tiếng, cửa lớn chậm rãi tự động mở ra. Giữa lúc một đám minh vương tổ thành viên muốn xông vào đi thời điểm, Diệp Thần Phong thấp giọng nói rằng, chậm đã. Hắn ở ngoài cửa lớn thông qua một cái góc chết, nhìn thấy bên trong biệt thự bộ cũng lắp đặt không ít máy theo dõi, muốn càng thêm ổn thỏa bắt đối phương, thì sẽ không thể đem ta phương nhân số bại lộ ở đối phương trong tầm mắt. Liền Diệp Thần Phong lại đang biệt thự chu vi nhặt lên mười mấy viên hòn đá nhỏ. Thứ 17 hào biệt thự một gian lòng đất trong phòng thí nghiệm,
Lúc trước Zest Chess cùng Thanh Mộc Quang một sở dĩ sẽ chọn nơi này, người nước Hoa không phải có cú ngạn ngữ là nói như vậy mà. Càng nguy hiểm địa phương càng an toàn, Zest Chess cùng Thanh Mộc Quang nhất đẳng người mua biệt thự này sau. Lập tức ở biệt thự trong đào ra một chỗ dưới phòng thí nghiệm đến. Chuyên của tôi. A.net trong phòng thí nghiệm quản chế trên màn ảnh. Bên ngoài biệt thự quản chế hình ảnh ở một phút trước đã biến thành một mảnh hoa tuyết, tiếp theo biệt thự trong quản chế hình ảnh cũng một cái tiếp theo một cái đã biến thành hoa tuyết dáng dấp, để trong phòng thí nghiệm mọi người bắt đầu bất an lên, quản chế thiết bị bị phá hỏng nguyên nhân, khẳng định là có người xông vào biệt thự trong, tại sao có người sẽ không duyên vô cớ xông vào biệt thự đây? Khẳng định là tung tích của bọn họ bị phát hiện, bọn họ loại này ở nước Hoa truyền bá dị biến lưu cảm hành vi, có thể coi là khủng bố hành động. Vì lẽ đó một khi bọn họ bị nước Hoa cảnh sát nắm lấy, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Trong phòng thí nghiệm trên người mọi người đều ăn mặc trường bào màu trắng. Trên mặt đều mang cách ly mặt nạ, đứng ở quản chế màn hình phía trước nhất hai người, chính là Zest Chess cùng Thanh Mộc Quang một. Zest Chess cách ly dưới mặt nạ hai cái lông mày hơi cau lên đến, nói rằng, mọi người cùng nhau rời đi phòng thí nghiệm. Phòng thí nghiệm bên cạnh trong phòng nghỉ ngơi bày đặt hỏa lực vũ khí. Chúng ta ở lại đây sớm muộn cũng sẽ bị xông tới người tìm tới, đến thời điểm chúng ta liền không thể lui được nữa, còn không bằng lao ra cùng đối phương tranh tài một phen, cố gắng vẫn có thể có một tia sinh khả năng. Trong phòng thí nghiệm những người khác đều tán thành Zest Chess đề nghị, dồn dập hướng về ở ngoài phòng thí nghiệm đi đến, mà Zest Chess rời đi phòng thí nghiệm thời điểm, cầm lấy một cái gửi áp xúc khí thể bình, bình bên trong chứa chính là dị biến lưu cảm vi khuẩn bản thể. Chỉ cần thân thể hút vào một cái loại khí thể này, 100% hội cảm hóa trên loại này biến dị lưu cảm, hơn nữa bình bên trong khí thể uy lực càng thêm lớn, ở Zest Chess xem ra, hút vào loại khí thể này, người, 100% chỉ có thể đi gặp Diêm Vương gia. Xuân về hoa nở khu biệt thự, thứ 17 hào biệt thự trong, Diệp Thần Phong cùng một đám binh vương tổ thành viên, một bên cẩn thận tìm tòi, một bên đem biệt thự trong quản chế thiết bị toàn bộ làm hỏng rơi mất. Đem toàn bộ biệt thự đều lật tung rồi, cũng không có tìm được một cái người sống. Diệp Thần Phong nói rằng, Vương Lực, biệt thự này bên trong khẳng định có bí mật phòng dưới đất, chúng ta lại cẩn thận tìm một chút, không muốn buông tha bất kỳ một chỗ manh mối. Ở Diệp Thần Phong vừa truyền đạt xong mệnh lệnh, bên trong biệt thự trong một gian phòng, truyền tới một trận âm thanh, binh vương tạo thành viên cảnh giác tính vẫn là phi thường cao, bọn họ khi nghe đến âm thanh sau. Trước tiên cầm trong tay hỏa lực vũ khí nòng súng nhắm ngay thanh nguyên địa phương, từng cái hai con mắt nghiêm nghị lên, không dám có một tia một hào thả lỏng. Zest Chess cùng Thanh Mộc Quang nhất đẳng người xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt bọn họ, Zest Chess bọn họ đồng dạng dùng nòng súng nhắm ngay Diệp Thần Phong cả đám, hơn nữa Zest Chess nhân số của bọn họ muốn so với Diệp Thần Phong bọn họ nhiều, hỏa lực vũ khí tự nhiên cũng là hơn nhiều. Từ ở bề ngoài xem, nếu như song phương đồng thời nổ súng Diệp Thần Phong bên này hoàn toàn ở thế yếu trạng thái. Zest Chess cùng Thanh Mộc Quang nhất đẳng người đang nhìn đến Diệp Thần Phong thời điểm, rõ ràng hơi sững sờ một chút, tiếp theo Zest Chess khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười, nói rằng, thân ái Diệp tiên sinh, thật cao hứng chúng ta lại gặp mặt, lần này chúng ta gặp mặt có hay không cho ngươi một niềm vui bất ngờ. Diệp Thần Phong cũng thật là không nghĩ tới dị biến lưu cảm hung thủ sau màn. Lại sẽ là Zest Chess cùng Thanh Mộc Quang một bọn họ. Theo lý tới nói lấy Zest Chess bọn họ trình độ căn bản nghiên cứu chế tạo không ra loại này dị biến lưu cảm đến, Diệp Thần Phong không chút biến sắc hỏi, loại này dị biến lưu cảm ứng nên không phải các ngươi nghiên cứu chế tạo ra chứ? Thức thời lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, không nên ép ta động thủ. Diệp tiên sinh, ngươi tự mình cảm giác cũng quá tốt rồi chứ? Ta thừa nhận y thuật của ngươi là không sai. Lẽ nào ngươi vẫn là siêu nhân không? Tình huống bây giờ rõ ràng là có lợi cho chúng ta, ngươi để chúng ta đầu hàng. Ngươi này hoàn toàn là ở nói chuyện viển vông, là nước Hoa y học giới, là ngươi buộc chúng ta đi đến hiện tại bước đi này, vì lẽ đó hết thảy đều là các ngươi gieo gió gặt bão. Zest Chess cười lạnh nói. Thực sự là buồn cười, lúc trước nếu không phải là các ngươi hùng hổ dọa người, hội rơi vào hiện tại kết cục sao? Nói đến gieo gió gặt bão. Ta nghĩ hẳn là các ngươi mới đúng. Diệp Thần Phong không ý kỵ tí nào từng cái họng súng đen ngòm, từng bước hướng về Zest Chess bọn họ đi tới. Ngươi dừng lại cho ta, ngươi dừng lại cho ta, bằng không chúng ta nhưng là thật sự nổ súng. Zest Chess phẫn nộ quát.
Diệp Thần Phong, ngươi không nên vọng động. Vương Lực cũng mở miệng, tuy rằng lúc trước ở Quá Bình Sơn Mạch, Diệp Thần Phong đã từng tay không tiếp nhận một viên đạn, đây là binh vương tổ người đều biết đến sự tình, thế nhưng trước mắt đối mặt chính là vô số viên đạn, Diệp Thần Phong có thể ngăn cản được sao? Diệp Thần Phong cũng không để ý tới Zest Chess cùng Vương Lực, nhưng vẫn là sân vắng bước chậm đi về phía trước, trong miệng nói rằng, nghĩ thông thương liền nổ súng A. Dài dòng văn tự phí nói cái gì? Được, đại gia cho ta đồng thời đem hắn xạ thành tổ ong vỏ vẽ. Zest Chess tiếng nói vừa ra, biệt thự trong liền vang lên cộc 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 súng máy bắn phá thanh, từng cái ngọn lửa phun về phía Diệp Thần Phong thân thể. Zest Chess cùng Thanh Mộc Quang nhất đẳng mặt người trên mang theo dữ tợn nụ cười, trong cổ họng quát lên, Diệp Thần Phong, ngươi cho chúng ta đi chết, ngươi cho chúng ta đi chết. Mắt thấy chừng 20 điều ngọn lửa phun về phía Diệp Thần Phong, Vương Lực đám người tim đập phảng phất đều muốn đình chỉ, thời khắc này, bọn họ hô hấp trở nên cực kỳ chậm chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần Phong nuốt chừng ở trong ánh lửa, súng máy bắn phá mang đến khói trắng. Khiến người ta nhìn không rõ Diệp Thần Phong đến cùng có phải là bị xạ thành tổ ong vỏ vẽ. Đợi đến khói trắng từ từ tản đi, Zest Chess cùng Thanh Mộc Quang nhất đẳng người, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng ngắc, khiếp sợ không gì sánh nổi biểu hiện chậm rãi bò lên trên khuôn mặt của bọn họ. Trừ bọn họ ra ở ngoài, Vương Lực chờ một đám binh vương tổ thành viên cũng há to miệng, trước mặt cảnh tượng này đến cùng là tình huống thế nào. Chỉ thấy vô số viên đạn trôi nổi ở Diệp Thần Phong chu vi. Diệp Thần Phong trên mặt vẻ mặt không hề biến hóa, trên người không có chịu đến bất kỳ thương, thậm chí ngay cả quần áo đều không có bị sát phá, ánh mắt lãnh đạm nhìn Zest Chess đám người, nói rằng, thế nào? Vừa nãy có hay không đã nghiền, có muốn hay không lại xạ kích một hồi, để cho các ngươi đầy đủ quá đủ ẩn, ta động thủ nữa. Hiệp, Diệp Thần Phong, ngươi không nên ép chúng ta cùng các ngươi đồng quy vu tận, ta khuyên ngươi vẫn để cho chúng ta rời đi. Chúng ta có thể bảo đảm không ở nước hoa làm náo loạn. Zest Chess thật sự bị kinh sợ đến, thật sự đối với Diệp Thần Phong sản sinh sợ hãi. Chương 453, kiếm một món hời. Cái gì mới gọi thô bạo? Cái gì mới gọi nghiêu bê? Diệp Thần Phong đem nghiêu bê hai chữ này giải thích vô cùng nhuần nhuyễn, thử nghĩ một thoáng vô số viên cấp tốc hướng về ngươi phóng tới viên đạn, đột nhiên đình chỉ, bỗng dưng trôi nổi ở thân thể của ngươi chu vi. Đây là một loại cỡ nào chấn động người cảm quan hình ảnh. E sợ chỉ có trong phim ảnh mới phải xuất hiện loại này khó mà tin nổi cảnh tượng. Diệp Thần Phong tùy ý nhún nhún vai, đen kịt hai con mắt nhìn về phía sợ hãi Zest Chess, nói rằng, đồng quy vu tận. Các ngươi có bản lãnh này sao? Lại điếc không sợ súng ở nước hoa làm náo loạn, ta xem các ngươi đầu là bị lừa đá chứ. Zest Chess liều mạng nuốt một ngụm nước bọt, giảm bớt trong lòng lo lắng cùng căng thẳng. Đem trong lồng ngực ôm áp xúc khí thể bình, hướng về Diệp Thần Phong dơ dơ lên, nói rằng, Diệp Thần Phong, người biết cái này bình bên trong chính là cái gì không? Trong này trang chính là dị biến lưu cảm vi khuẩn bản thể, nếu như ta đem cái này bình bên trong khí thể thả ra, tuyệt đối có thể tràn ngập toàn bộ biệt thự phòng khách, chỉ cần hút một ngụm loại khí thể này, tuyệt đối không có sống sót khả năng, liền ngay cả chúng ta cũng không có giải dược, người lẽ nào thật sự muốn cá chết lưới rách sao? Zest Chess hai tay chăm chú ôm áp xúc khí thể bình, bất cứ lúc nào chuẩn bị tới một người đồng quy vu tận, trong cổ họng hơi thở ra một cái khí, tiếp tục nói các ngươi người nước hoa có câu nói không phải như vậy nói mà. Lùi một bước trời cao biển rộng, ngày hôm nay chúng ta song phương không bằng từng người lùi một bước, cần gì phải làm cho lưỡng bại câu thương đây. Đứng ở Diệp Thần Phong phía sau Vương Lực đảng binh vương tạo thành viên. Khi nghe đến Zest Chess trong lòng áp xúc bình là dị biến lưu cảm vi khuẩn bản thể sau, đều không ngoại lệ từng cái sắc mặt kịch biến, còn tiếp tục như vậy e sợ song phương thật sự muốn đồng quy vu tận không thể. Vương Lực mấy người cũng biết hiện tại trong bệnh viện căn bản đối với loại này dị biến lưu cảm bó tay toàn tập. Đúng là Diệp Thần Phong cũng không lo lắng Zest Chess đem áp xúc bình bên trong khí thể thả ra, lần này ở kinh thành cảm hóa loại này dị biến lưu cảm người nhiều vô cùng. Muốn cứu những người này tính mạng, Diệp Thần Phong nhất định phải nghiên cứu ra thuốc giải đến, hơn nữa hắn chắc chắn có thể chống lại trụ dị biến lưu cảm bản thể vi khuẩn, cho tới phía sau một đám binh vương tạo thành viên, để bọn họ trước tiên cảm hóa trên dị biến lưu cảm cũng không có gì lớn không được bởi vì Diệp Thần Phong tin tưởng chính mình rất nhanh hội nghiên cứu chế tạo ra thuốc giải đến. Đây chính là ngươi cùng ta đàm phán thẻ đánh bạc sao? Hay là người khác hội đáp ứng ngươi?
bất quá, ta Diệp Thần Phong chỉ có thể đưa ngươi đi gặp Diêm Vương gia. Vừa dứt lời, trôi nổi ở Diệp Thần Phong chu vi viên đạn đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về Zest cùng Thanh Mộc Quang nhất đẳng người bay đi. Zest thấy thế thay đổi sắc mặt, đem trong ngực áp xúc bình không chút do dự đập về phía mặt đất. Ầm, một tiếng, áp xúc khí thể bình trong nháy mắt nứt ra rồi một cái đường vân nhỏ, sau đó thử bay hơi thanh, vang vọng ở biệt thự trong đại sảnh. Trong không khí rất nhanh thêm ra một loại nhàn nhạt, thật giống mốc meo mùi vị. Một đám minh vương tổ người vừa định muốn lui ra biệt thự, đáng tiếc đã là chậm một bước, trong lỗ mũi không nhìn được hút vào một cái loại khí thể này, sau đó bên trong thân thể lập tức có phản ứng, một loại cảm giác ấm áp chậm rãi ở trong người sinh sôi, sau đó loại này ấm áp từ từ kéo lên, đến cuối cùng đã biến thành khiến người ta không cách nào nhịn được nóng rực, tứ chi trở nên mềm nhũn không có sức mạnh. Trong cổ họng khô khốc khó nhịn, phảng phất có hai, ba thiên không có uống nước. Zest cùng Thanh Mộc Quang nhất đẳng người, trên thân thể đều trúng rồi viên đạn, thế nhưng trong cổ họng còn bảo lưu một hơi, Zest nhìn thấy một cái tiếp theo một cái ngã xuống đất binh vương tạo thành viên, trên mặt lộ ra cực kỳ nụ cười sán lạn, hắn biết mình ngày hôm nay là chắc chắn phải chết, sắp chết vòng bước ngoặt, trong lòng hắn đối với Diệp Thần Phong sợ hãi biến mất không còn một mống, dùng hết trong thân thể tất cả sức mạnh, nói rằng, Diệp Thần Phong, đây chính là kết quả mà ngươi muốn sao? Quay đầu lại ngươi còn không là muốn bồi tiếp chúng ta cùng chết. Đáng giá, có thể kéo ngươi nhân tài như vậy làm chịu tội thay, đúng là quá đáng giá, ha ha ha. Diệp Thần Phong đang hút vào dị biến lưu cảm khí thể sau, bên trong thân thể phản ứng cùng binh vương tạo thành viên đại khái giống nhau, bất quá, hắn lập tức vận chuyển nổi lên cấp 9 linh hồn lực. Ở cấp 9 linh hồn lực vận chuyển sau khi đứng lên, bên trong thân thể của hắn dị biến lưu cảm vi khuẩn ở cấp tốc biến mất. Nhưng mà này một cách làm đối với Diệp Thần Phong linh hồn lực tiêu hao cũng là phi thường to lớn. 5 phút đồng hồ qua đi, Diệp Thần Phong đem trong cơ thể dị biến lưu cảm vi khuẩn tiêu trừ xong xuôi, lợi dụng linh hồn lực chống lại vi khuẩn lần thứ 2 xâm nhập trong cơ thể, trên trán không tự chủ bốc lên mồ hôi lấm tấm, trong cổ họng hơi thở ra một cái khí, ung dung tự tại uốn éo cái cổ cùng vai, hai con mắt lần thứ 2 nhìn về phía thoi thóp Zest. Nói rằng, ngươi cho rằng ta hội bồi tiếp các ngươi cùng chết sao? Ngươi cũng quả thực quá ngây thơ. Zest chết trên người chúng rồi viên đạn, lại cảm hóa lên dị biến lưu cảm, trong cổ họng chỉ tồn một hơi, hắn muốn tận mắt đến Diệp Thần Phong dáng dấp chật vật, ai biết cuối cùng Diệp Thần Phong lại không sao rồi. Sao có thể có chuyện đó? Sao có thể có chuyện đó? Hắn tuyệt đối không chịu nhận sự thực này. Hiệp, lời còn chưa nói hết. Zest liền hai con mắt trợn tròn lên, đi lòng đất thấy Diêm Vương gia, đến chết thời khắc này, trên mặt của hắn nhưng vẫn là mang theo không cam lòng vẻ mặt, đầu đuôi một bộ chết không nhắm mắt dáng dấp. Còn lại Thanh Mộc Quang nhất đẳng người, ở Zest ra đi sau, cũng từng cái ra đi, Diệp Thần Phong nhìn một chút vương lực đám người tình trạng cơ thể, hiện nay tới nói còn cũng không có nguy hiểm tính mạng, Diệp Thần Phong gọi một cú điện thoại cho Đoạn Nam, đem nơi này đại thể tình huống nói cho Đoạn Nam. Để Đoạn Nam lập tức lại đây xử lý. Mà Diệp Thần Phong nhưng là tìm tới lòng đất phòng thí nghiệm lối vào, hướng về lòng đất trong phòng thí nghiệm đi đến, muốn nghiên cứu ra dị biến lưu cảm thuốc giải, nhất định phải muốn đi tìm hiểu loại này dị biến lưu cảm. Hắn tin tưởng Zest bọn họ mấy ngày nay đối với loại này dị biến lưu cảm, khẳng định có tỉ mỉ ghi chép, chỉ cần có phần này ghi chép, lại dựa vào Diệp Thần Phong chính mình cân nhắc, muốn nghiên cứu ra thuốc giải đến. Hẳn là không phải một cái khó khăn dường nào sự tình. Quả nhiên chính như Diệp Thần Phong sở liệu, hắn dưới đất trong phòng thí nghiệm tìm tới tỉ mỉ ghi chép, lòng đất trong phòng thí nghiệm còn gửi một chút trạng thái lỏng hóa dị biến lưu cảm vi khuẩn. Diệp Thần Phong lợi dụng dụng cụ của phòng thí nghiệm làm một loạt cẩn thận quan sát, một canh giờ, hai giờ, ba tiếng quá khứ. Đoạn Nam chờ tới rồi trợ giúp người, đã sớm xuất hiện ở lòng đất trong phòng thí nghiệm. Mỗi người bọn họ trên đầu đều mang cách ly mặt nạ, biệt thự trong dị biến lưu cảm khí thể cũng bị bọn họ ngay đầu tiên xử lý xong, trước mắt bọn họ nhìn thấy Diệp Thần Phong thật lòng dáng dấp, không có một người đi tới quấy rối. Diệp Thần Phong cẩn thận từng ly từng tí một dùng ống nghiệm điều chỉnh thử chất lỏng, mãi đến tận chất lỏng bên trong bốc lên một luồng nhỏ bé khói trắng, Diệp Thần Phong lại lấy một ít chất lỏng đặt ở kính hiển vi dưới quan sát, một lát sau. Trên mặt cuối cùng cũng coi như là lộ ra một vệt nụ cười, liếc mắt nhìn Đoạn Nam đám người nói ta nghiên cứu ra trị liệu dị biến lưu cảm thuốc giải.
Từ lúc Đoạn Nam đám người đi vào lòng đất phòng thí nghiệm thời điểm, Diệp Thần Phong liền phát hiện bọn họ. Đoạn Nam đám người nghe được Diệp Thần Phong sau, trên mặt mỗi người đều tràn trề vui sướng cùng chấn động, kinh thành trong bệnh viện tập hợp nhiều chuyên gia như vậy không có nghiên cứu ra cái nguyên cớ đến, Diệp Thần Phong lại ở ngăn ngắn mấy tiếng liền nghiên cứu chế tạo ra dị biến lưu cảm thuốc giải, này đã không thể dùng kỳ tích để hình dung, Đoạn Nam biết đây là Diệp Thần Phong bản lãnh thật sự. Cả đám rời đi xuân về hoa nở khu biệt thự, thứ 17 hào biệt thự sau, liền chuẩn bị trở về kinh thành đệ nhất bệnh viện nhân dân. Ở trên đường trở về, Đoạn Nam phi thường không phẫn, không nghĩ tới là M quốc cùng đảo quốc những này khốn kiếp làm ra đến sự tình, không nghĩ tới bọn họ có thể nghiên cứu chế tạo ra dị biến lưu cảm. Lần này cần không phải có sư phụ ngài ở, e sợ đối với chúng ta nước Hoa tới nói đúng là một hồi tai nạn a. Diệp Thần Phong lông mày hơi nhíu khẩn, trực giác của hắn nói cho người hắn, chuyện này không có ở bề ngoài xem đơn giản như vậy, bất quá, có một việc, hắn có thể khẳng định, vậy thì là lấy Z-Chess năng lực của bọn họ, tuyệt đối nghiên cứu không ra loại này dị biến lưu cảm. Lần này kinh thành cảm hóa loại này dị biến lưu cảm nhân số, có chừng bao nhiêu người thống kê đi ra sao? Diệp Thần Phong nghi vấn nói, sư phụ, ta đã đem ngài nghiên cứu ra thuốc giải sự tình báo cáo cho cấp trên chuẩn bị quy mô lớn sinh sản loại này thuốc, bảo vệ không cho phép loại này dị biến lưu cảm hội bộc phát ra. Nếu như sư phụ ngài nghiên cứu chế tạo đi ra loại này thuốc ở toàn quốc các nơi tiệm thuốc đều có thể mua được, như vậy loại này dị biến lưu cảm cũng không có gì đáng sợ, đến thời điểm cũng là bằng là phổ thông cảm mạo. Đoạn Nam cười hồi đáp, phải đem loại này thuốc quy mô lớn sinh sản. Diệp Thần Phong trước tiên nghĩ đến chính là Đằng Thiên xưởng chế thuốc, nếu như loại này thuốc ở Đằng Thiên xưởng chế thuốc sinh sản, khẳng định là có thể rất lớn kiếm lời một bút. Diệp Thần Phong đối với việc này bên trong cũng bỏ khá nhiều công sức, là thời điểm vơ vét một ít báo lại. Chương 454, nuốt chửng đế quốc. Diệp Thần Phong đem ý nghĩ của hắn nói cho Đoạn Nam, Đoạn Nam là một cái đồng ý, dù sao dị biến lưu cảm thuốc là Diệp Thần Phong nghiên cứu chế tạo đi ra. Diệp Thần Phong để Đằng Thiên xưởng chế thuốc kiếp sau sản loại này thuốc, cũng là một cái không gì đáng trách sự tình. Ở Đoạn Nam vỗ bộ ngực đồng ý sau khi, Diệp Thần Phong lập tức gọi điện thoại cho, ở kinh thành hầu tử cùng tên béo họ Lý, để hai người bọn họ đến một chuyến kinh thành đệ nhất bệnh viện nhân dân. Tên béo họ Lý là phụ trách Đằng Thiên xưởng chế thuốc phát triển, hầu tử là phụ trách đổi mới khoa học kỹ thuật mạng lưới công ty phát triển. Thế nhưng, lần này nhất định phải mau chóng cản chế ra một nhóm trị liệu dị biến lưu cảm thuốc đến, Diệp Thần Phong là chỉ lo tên béo họ Lý một người không giúp được, vì lẽ đó đem hầu tử đồng thời kêu lại đây, chuẩn bị để hầu tử giúp đỡ tên béo họ Lý một ít tháng ngày. Ở tên béo họ Lý cùng hầu tử chạy tới kinh thành đệ nhất bệnh viện nhân dân phòng họp sau, Diệp Thần Phong ngay mặt đem đại thể sự tình quay về hai người nói rồi, một bên, tên béo họ Lý vừa hưng phấn, lại có chút có ưu sầu nói rằng, lão đại, lúc trước ta cùng hầu tử chuẩn bị phát triển đến kinh thành đến thời điểm, ngươi nhưng là đệ tử chúng ta nghĩ biện pháp phát triển, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không ra tay giúp đỡ, nếu như Đằng Thiên xưởng chế thuốc đỡ lấy này một bút tờ khai, e sợ không riêng ở kinh thành đứng vững bước chân. Thậm chí ở toàn bộ nước Hoa đều đứng vững bước chân. Nhìn thấy tên béo họ Lý một bộ được tiện nghi còn ra vẻ dáng dấp, Diệp Thần Phong sát có việc gật gật đầu. Nói rằng, ta còn thực sự suýt chút nữa đem mình đã nói quên đi mất, tên béo họ Lý, hầu tử, vậy các ngươi hai cái trở về đi thôi. Này bút tờ khai để nước Hoa cái khác xưởng chế thuốc đón lấy đi. Diệp Thần Phong vừa nói như thế, tên béo họ Lý nhưng là cuống lên. Trước mắt đối với Đằng Thiên xưởng chế thuốc tới nói, có thể nói là một cái cơ hội ngàn năm một thuở, vội vàng nói, lão đại, ngươi có thể ngàn vạn không thể như thế đối với ta. Lại nói Đằng Thiên xưởng chế thuốc là tài sản sự nghiệp của ngươi, ta tên béo họ Lý tối đa là giúp ngươi làm công, mà thôi, lão đại ngươi không muốn đưa cái này cơ hội tốt chắp tay dâng cho người a. Tên béo họ Lý, nhìn ngươi sốt ruột dáng dấp, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua cho cơ hội này sao? Sau đó Đằng Thiên xưởng chế thuốc quy mô chỉ có thể càng ngày càng lớn, người làm đại sự đầu tiên muốn giữ được bình tĩnh, nguyên bản ta là dự định để cho các ngươi chính mình ở kinh thành phát triển. Nhưng là người định không bằng trời định, trên trời rơi mất một khối đĩa bánh hạ xuống, chúng ta chẳng lẽ không đi ăn nó sao? Các ngươi nhất định phải ở trong vòng một ngày cản chế ra nhóm đầu tiên thuốc đến, lần này trước hết để cho hầu tử giúp một chút ngươi, nắm lấy tốc độ đồng thời, nhất định phải nắm lấy chất lượng,
Đằng Thiên xưởng chế thuốc sản sinh chính là thuốc, nếu như sinh sản ra không hợp cách dược phẩm đến, lúc nào cũng có thể sẽ phải người mua mệnh. Đây là sinh sản dược phẩm dược liệu cần thiết danh sách, hai người các ngươi mau mau hành động đứng lên đi. Diệp Thần Phong quay về hầu tử cùng tên béo họ Lý căn dặn xong một ít nhất định phải chú ý sự tình sau. Liền để hai người rời đi kinh thành đệ nhất bệnh viện nhân dân. Bận bịu cả ngày, Diệp Thần Phong đột nhiên nhớ tới Thiến Thiến hẳn là còn ở bệnh viện trong phòng bệnh, liền liền hướng về Thiến Thiến phòng bệnh đi đến, quả nhiên, trong phòng bệnh Ninh Vũ Đình chính bồi tiếp Thiến Thiến đây. Ở Diệp Thần Phong trị liệu dưới, Thiến Thiến khôi phục rất nhanh, nguyên bản nằm ở trên giường bệnh xem tivi Thiến Thiến, đang nhìn đến Diệp Thần Phong đi vào phòng bệnh sau, một đôi mắt to chớp chớp. Hướng về Diệp Thần Phong thân thiết hô, ba ba, người đến xem Thiến Thiến a. Thiến Thiến nghe mụ mụ nói là ba ba người chữa khỏi Thiến Thiến bệnh. Ta liền biết Thần Phong ba ba là phía trên thế giới này tối ghê gớm ba ba. Diệp Thần Phong đi tới giường bệnh bên, đưa tay ra sờ sờ Thiến Thiến đầu, Thiến Thiến tiểu nha đầu này dáng dấp khả ái, xác thực làm người thương yêu yêu, Thiến Thiến, hiện tại thân thể có còn hay không cảm giác không thoải mái địa phương. Thiến Thiến đầu lắc như trống bỏi, nói rằng, ba ba. Thiến Thiến hiện tại cảm giác thân thể rất thoải mái a. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất viện, ngày hôm nay ba ba cùng chúng ta đồng thời trở lại trụ có được hay không? Thiến Thiến muốn nghe ba ba ngươi cho ta giảng ngủ trước cố sự. Diệp Thần Phong nhìn Thiến Thiến thiên chân vô tà dáng vẻ, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không tiện cự tuyệt tiểu nha đầu này, liền chỉ có thể đáp ứng nói tốt. Ngày hôm nay ba ba cùng ngươi đồng thời trở lại, kể cho ngươi ngủ trước cố sự. Ba ba thật tốt. Ba ba cho ta nói ngủ trước cố sự sau, nhất định phải cùng mụ mụ ngủ chung, ba ba cùng mụ mụ nguyên bản liền hẳn là ngủ ở trên một cái giường. Thiến Thiến đồng ngôn vô kỵ nói rằng, một bên Ninh Vũ Đình gò má đỏ phừng phừng, hàm răng hơi cắn môi, nói rằng, Thiến Thiến, ngươi còn chưa thể xuất viện, ngày hôm nay ngươi liền cho ta ở tại trong bệnh viện. Kinh thành một chỗ xa hoa biệt thự trong thư phòng, màu lam nhạt rèm cửa sổ bị lôi lên. Trong thư phòng tia sáng có vẻ phi thường tối tăm, ở trong thư phòng có hai người, một người ngồi ở một miếng da trên ghế, trên mặt mang một cái mặt nạ màu xám, đem hắn cả khuôn mặt toàn bộ che đậy lên, tên này không nhìn ra bao nhiêu tuổi nam nhân, trên người trang phục cũng là hiện màu xám điều. Ở cái này mang mặt nạ màu xám nam nhân bên cạnh, đứng ở một tên thân thể thạc tráng dường như một con gấu đen hơn 30 tuổi nam nhân, trên cánh tay bắp thịt cao cao nhô lên. Nhìn qua như từng khối cứng rắn bàn thạch. Ở hai người này nam nhân ngay phía trước bày ra một đài LCD TV, TV trên màn ảnh truyền phát tin hình ảnh, rõ ràng là xuân về hoa nở khu biệt thự, thứ 17 hào biệt thự trong hình ảnh, trên màn ảnh chính truyền phát tin Diệp Thần Phong để viên đạn đình chỉ cảnh tượng. Hai người này nam nhân đến từ quốc tế trên một tổ chức, cái tổ chức này tên là Nuốt Chửng Đế Quốc. Nuốt Chửng Đế Quốc ở trên thế giới đều thuộc về một cái tổ chức vô cùng bí ẩn, có người nói cái tổ chức này thế lực vô cùng lớn, coi như là thực lực không sai quốc gia, bị thôn phệ đế quốc cái tổ chức này nhìn chằm chằm, e sợ cuối cùng cũng sẽ bị làm cho sứt đầu mẻ trán, có thể tưởng tượng được cái tổ chức này cường đại đến mức nào. Mang mặt nạ màu xám nam nhân tên là Hắc Tâm, là Nuốt Chửng Đế Quốc ở nước Hoa người phụ trách, mà đứng ở Hắc Tâm bên cạnh thân thể thạc tráng camera hùng nam nhân. Tên liền gọi gấu đen, là Hắc Tâm trợ thủ đắc lực một trong. Thú vị, phi thường thú vị, cái này gọi Diệp Thần Phong người trẻ tuổi, quả nhiên có không bình thường bản lĩnh, hắn không những có thể làm cho viên đạn đình chỉ, lại còn không sợ dị biến lưu cảm vi khuẩn bản thể. Xem ra trên người hắn có nhiều vô cùng bí mật, này một cái thử thách coi như hắn thông qua, chỉ cần hắn thông qua nữa đón lấy một cái thử thách, hắn thì có tư cách gia nhập chúng ta Nuốt Chửng Đế Quốc. Nhân tài như vậy nếu như có thể làm việc cho ta, ta tin tưởng ta tuyệt đối có thể ở Nuốt Chửng Đế Quốc bên trong đi càng xa hơn. Mang mặt nạ màu xám Hắc Tâm, âm thanh phi thường có tự tính, Z-Chess trong phòng đột nhiên xuất hiện ở dị biến lưu cảm hàng mẫu, là hắn sắp xếp người viên bỏ vào, vì là chỉ là thử thách Diệp Thần Phong bản lĩnh, mà thôi, hắn đã sớm chú ý Diệp Thần Phong người này cực kỳ lâu, gần nhất hắn mới quyết định thử thách Diệp Thần Phong. Sau đó để Diệp Thần Phong gia nhập vào Nuốt Chửng Đế Quốc cái tổ chức này bên trong đến. Gấu đen, dưới cái nhìn của ngươi Diệp Thần Phong người này thế nào? Hắc Tâm tâm tình không tệ hỏi bên cạnh gấu đen. To con gấu đen mặt không hề cảm xúc hồi đáp, cứ ta quan sát Diệp Thần Phong người này kiêu căng khó thuần,
cố gắng hắn sẽ không gia nhập vào chúng ta nuốt chửng đế quốc bên trong đến. Bất quá, hắn rất nhiều năng lực xác thực phi thường thần kỳ. Nếu như chúng ta Hoa Hạ khu vực nuốt chửng đế quốc có thể có nhân tài như vậy gia nhập, nhất định sẽ nâng cao một bước. Kiêu căng khó thuần, gấu đen, chúng ta những năm này gặp kiêu căng khó thuần nhân tài còn thiếu sao? Bọn họ cuối cùng còn không là ngoan ngoãn cúi đầu trước ta, hướng về nuốt chửng đế quốc cúi đầu, chúng ta nuốt chửng đế quốc thế lực trải rộng các nơi trên thế giới, tương lai chúng ta nuốt chửng đế quốc sẽ trở thành phía trên thế giới này chúa tể, coi như Diệp Thần Phong cường hãn hơn nữa có ích lợi gì. Huống hồ hiện tại hắn vẫn không có thông qua ta cái cuối cùng thử thách, chờ hắn thông qua lần thi này nghiệm, ta tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp để hắn gia nhập vào nuốt chửng đế quốc bên trong. Mang mặt nạ màu xám Hắc Tâm tràn đầy tự tin nói rằng. Gấu đen không tỏ rõ ý kiến gật gật đầu, trong lòng của hắn trực giác nói cho hắn, Diệp Thần Phong người này không đơn giản, tuyệt đối sẽ không khuất phục với nuốt chửng đế quốc. Đúng rồi, gấu đen, mấy ngày nay chúng ta cũng làm hết sức từ cổ vũ giới bên trong triệu tập mấy người đi ra, nước hoa cổ vũ giới vẫn là một luồng không thể khinh thường sức mạnh. Hắc Tâm suy tư nói rằng. Cổ vũ giới bên trong người mỗi một người đều mắt cao hơn đầu, từ trước chúng ta lại không phải là không có từng thử, để bọn họ gia nhập nuốt chửng đế quốc, kết quả bọn họ dễ, cái không để ý tới đều không để ý chúng ta, muốn triệu tập cổ vũ giới bên trong người, e sợ cũng rất khó khăn. Gấu đen ăn ngay nói thật nói. Gấu đen, ngươi chỉ cần đi tận lực thuyết phục bọn họ được rồi, về phần bọn hắn thêm không gia nhập là chuyện của bọn họ, bất quá. Một ngày nào đó cổ vũ giới đám người kia hiểu ý cam tình nguyện gia nhập vào nuốt chửng đế quốc bên trong đến. Hắc Tâm chắc chắc nói rằng. Chương 455, tăng cao thực lực chất lỏng. Kinh thành một nhà trụ sở tư nhân xa hoa trong phòng khách, máu nhuộm hội trưởng Hắc Mậu Ngạn cùng vạn trưởng hội trưởng Ân Phi Long, hai người này lần thứ hai gom lại đồng thời, từ khi trải qua xà sát hội sự kiện sau, kinh thành rất nhiều to nhỏ bang hội đều lựa chọn làm thắng thiên hội phụ thuộc bang hội. Nếu như lại để thế cuộc như thế tiếp tục phát triển, e sợ kinh thành rất nhanh không có hai người bọn họ đại bang hội đất đặt chân. Thật không nghĩ tới này thắng thiên hội lại hội phát triển nhanh như vậy. E sợ kinh thành cũng sắp sửa biến thành thứ hai thiên hải, tương lai kinh thành địa phương này còn có chúng ta chỗ dung thân sao. Làm máu nhuộm hội trưởng Hắc Mậu Ngạn, từng ở kinh thành thế lực dưới đất bên trong có thể nói là hô mưa gọi gió, bây giờ hắn cũng không thể không vì là bang hội tương lai mà lo lắng. Hắc hội trưởng, xem ra bây giờ coi như hai người bọn ta đại bang hội liên hợp lại, muốn chiến thắng thắng thiên hội cũng là một cái không biết bao nhiêu, huống chi theo ta được biết thắng thiên hội trưởng từng binh sĩ năng lực vô cùng mạnh mẽ, toàn bộ thắng thiên hội hạt nhân chính là ở hội trưởng của bọn họ, nếu như chúng ta có thể đem thắng thiên hội trưởng giải quyết, cố gắng thắng thiên hội sẽ biến thành năm bè bảy mảng, bất quá, chúng ta có thể giết chết thắng thiên gặp gỡ trường tỷ lệ hầu như là số 0. Vạn trưởng hội trưởng Ân Phi Long thở dài một hơi nói rằng. Nhưng vào lúc này, cửa bao xương bị đẩy ra, mang mặt nạ màu xám Hắc Tâm đi vào trong phòng khách, to con gấu đen cung cung kính kính đi theo Hắc Tâm bên cạnh. Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long đang nhìn đến mang mặt nạ màu xám Hắc Tâm sau, hai người lông mày đồng thời cau lên đến, Hắc Mậu Ngạn quát lên, hai người các ngươi là người nào? Có biết hay không lén xông vào chúng ta phòng khách hậu quả là cái gì? Lập tức cho chúng ta cút ra ngoài. Hắc Tâm không để ý đến Hắc Mậu Ngạn uy hiếp, đem cửa bao xương từ bên trong đóng lại. Đứng ở Hắc Mậu Ngạn bên cạnh người một tên bảo tiêu, cùng với đứng ở Ân Phi Long bên cạnh người một tên bảo tiêu, mắt thấy tình huống có chút không đúng lắm. Hai người lập tức đứng dậy, chỉ cần đối phương có bất kỳ cử động, hai người bọn họ lập tức sẽ xuất thủ. Hắc Tâm dưới mặt nạ đen kịt con ngươi lập lòe trêu tức ánh sáng, hơi vặn vẹo một thoáng cánh tay. Một giây sau, hai tên đứng ở Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long trước người bảo tiêu, bọn họ chỉ cảm thấy trước mắt tránh qua bôi đen ảnh. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Hắc Tâm bàn tay phải đã trói lại Hắc Mậu Ngạn cái cổ, Hắc Mậu Ngạn sắc mặt ức đến đỏ chót. Trong cổ họng đau đớn không nói ra được một chữ đến, hắn không hoài nghi chút nào đối phương có thể dễ như ăn cháo bóp nát cổ họng của hắn cốt. Ta rất không thích nghe đến cái này lăn tự. Ta đã quên đã có bao nhiêu năm không ai dám nói với ta cái chữ này, phàm là nói với ta cái chữ này người. Toàn bộ đi gặp Diêm Vương gia, ngày hôm nay ta nể tình ngươi ngu muội vô tri, có thể tha cho ngươi một cái mạng. Hắc Tâm trong cổ họng phát sinh đặc biệt có tự tính âm thanh, bàn tay phải buông ra Hắc Mậu Ngạn cái cổ.
Hắc Mậu Ngạn thân thể co quắp ngồi ở cái ghế bên trong, trên người là mồ hôi đầm đìa, yết hầu còn có chút khô khốc đau đớn, hắn rõ ràng cảm giác được chính mình vừa nãy ở vách núi biên giới đi rồi một vòng. Đứng ở cách đó không xa gấu đen, trong lòng cũng là kinh hãi không thôi, hắn đã lâu không nhìn thấy ông chủ của chính mình ra tay rồi. Gấu đen đang không có gia nhập nuốt chửng đế quốc trước, là dưới đất sàn bo tính đả hắc quyền. Vào lúc đó gấu đen hầu như là đánh đâu thắng đó, phàm là cùng hắn đánh quyền đối thủ, không hề ngoại lệ toàn bộ chết ở trên đài. Sau đó Hắc Tâm phát hiện gấu đen nhân tài như vậy, đi ngang qua một loạt thử thách sau, để gấu đen gia nhập vào nuốt chửng đế quốc cái tổ chức này bên trong đến, ở gia nhập nuốt chửng đế quốc sau, gấu đen mới cảm giác được chính mình nhỏ bé. Nuốt chửng đế quốc là một cái nắm giữ hùng hậu thực lực tổ chức, bọn họ có thể lợi dụng khoa kỹ tăng lên người thực lực, càng nghiên cứu chế tạo ra rất cao bao nhiêu khoa học kỹ thuật sản phẩm. Gấu đen biết thậm chí nuốt chửng đế quốc khoa học kỹ thuật muốn so với trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào đều muốn tới cường hãn, này liền không thể không làm người ta kinh ngạc. Ở gấu đen gia nhập nuốt chửng đế quốc trong những năm này, thực lực của hắn đã có chất bay vọt, nhưng mà hắn ở Hắc Tâm vị ông chủ này trước mặt, vẫn như cũ không đáng chú ý, hắn không biết Hắc Tâm thực lực đến cùng cường đại đến mức độ nào. Trong phòng khách bầu không khí yên tĩnh lại, Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Hắc Tâm, Hắc Tâm nhìn trịnh trọng việc hai người này, trong lòng xem thường cười cợt, nói rằng, hai người các ngươi không cần suy đoán thân phận của ta, cùng với ta ý đổ đến, bất quá, có một chút là ta có thể nói cho các ngươi, ngày hôm nay ta là tới giúp các ngươi. Hai người các ngươi hẳn là rất muốn giết chết Thắng Thiên Hội hội trưởng Diệp Thần Phong chứ. Lấy Diệp Thần Phong thực lực, các ngươi muốn giết chết hắn hầu như là không thể. Gấu đen, đem cái dương lấy tới. Ở Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long nghi hoặc dưới, gấu đen trong tay dẫn một cái dương kim loại, đi tới Hắc Tâm trước mặt, đem cái dương giao cho Hắc Tâm trong tay. Hắc Tâm đem dương kim loại đặt ở Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long trước mặt hai người trên bàn, nhấn dương kim loại trên mật mã, lạch cạch. Một tiếng, dương kim loại không có dấu hiệu nào tự mình mở ra. Dương kim loại bên trong bày ra 10 cái to nhỏ tương đồng châm đồng, ở châm trong ống chứa chất lỏng màu xanh lam, Hắc Tâm cầm lấy một cái châm đồng đưa cho gấu đen, quay về Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long, nói rằng cùng các ngươi hai cái giải thích quá phiền phức, đón lấy xem trước một chút loại này chất lỏng màu xanh lam tác dụng đi. Ta nghĩ các ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Gấu đen, đưa nó tiêm vào đến hai người hộ vệ này một người trong đó người trong cơ thể. Hắc Tâm dặn dò gấu đen. Gấu đen không chút nào hàm hồ nắm lấy Hắc Mậu Ngạn bảo tiêu. Tùy ý tên kia bảo tiêu dẫy dụa như thế nào cũng phản kháng không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn gấu đen đem không biết tên chất lỏng màu xanh lam truyền vào trong cơ thể hắn. Tên kia bị truyền vào chất lỏng màu xanh lam bảo tiêu, trong thân thể đột nhiên cảm giác băng lạnh lẽo lương, lập tức loại này lạnh lẽo cảm đã biến thành lạnh giá, lại đã biến thành đến xương lạnh lẽo, cuối cùng đã biến thành thân thể không cách nào chống đỡ lạnh, mắt trần có thể thấy tên này bảo tiêu trên da phủ lên một tầng nhàn nhạt xương lạnh. Ngay khi tên này bảo tiêu nhịp tim sắp đình chỉ thời khắc, trong thân thể của hắn lại thêm ra một loại ấm áp cảm, lập tức loại này ấm áp cảm đã biến thành nóng rực, lại do nóng rực không ngừng hướng về trên leo lên, đem bên trong thân thể của hắn lạnh giá quét qua cạn sạch. Đi ngang qua loại này băng hỏa hai tầng sau, tên này bảo tiêu trong cơ thể nhiệt độ khôi phục bình thường, giờ khắc này, thân thể của hắn không những khôi phục bình thường, hơn nữa hắn cảm giác được trong cơ thể có cỗ sức mạnh đang không ngừng tăng lên. Hắn cảm giác hiện tại coi như để hắn đánh chết một con ngưu, đối với hắn mà nói cũng là điều chắc chắn. Theo tên này bảo tiêu sức mạnh trong cơ thể không ngừng kéo lên, trên người hắn các vị trí bắp thịt không ngừng mà tăng vọt, y phục trên người bị mạnh mẽ cho nổ tung, nồng nặc chiến đấu khí tức ở trên người hắn bão táp, một đôi con mắt bên trong đầy dẫy khát máu mùi vị. Một bên Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long bị trước mắt tình cảnh này cho kinh ngạc đến ngây người. Hắc Tâm quay về tên kia bảo tiêu nói rằng, hiện tại ngươi có phải là cảm giác toàn thân hữu dụng không song sức mạnh? Có muốn hay không thử một lần loại sức mạnh này cường hãn trình độ? Trước mặt ngươi tên này bảo tiêu vừa vặn có thể cho ngươi thử xem thân thủ. Tên kia bị tiêm vào chất lỏng màu xanh lam, tăng cao thực lực bảo tiêu, nhìn trước mặt một gã khác bảo tiêu, khóe miệng phác họa ra một vệt điên cuồng nụ cười, không chút do dự hướng về đối phương vào tới. Đơn giản nhất khi làm vung ra trầm trọng một quyền. Răng rác, răng rác, răng rác. Một gã khác bảo tiêu dùng hai tay của hắn đi ngăn cản,
đáng tiếc này hoàn toàn là uổng công vô ích, hai tay của hắn trực tiếp bị cắt đứt, hắn cảm giác thân thể phảng phất gặp phải một con phẫn nộ trâu được va chạm, ầm. Một tiếng, thân thể tầng tầng đánh vào phòng khách trên vách tường, trong miệng máu tươi phun mạnh, nhiễm nhiên là hoạt không được. Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long lại một lần nữa chấn kinh rồi, phải biết này hai tên bảo tiêu thực lực là gần như ai biết Hắc Mậu Ngạn bảo tiêu ở tiêm vào chất lỏng màu xanh lam sau, lại một chiêu liền đem Ân Phi Long bảo tiêu cho đánh chết. Này, loại này chất lỏng màu xanh lam cũng quá thần kỳ chứ. TRUENCUATUINE T đặt tại các người trước mặt loại này chất lỏng màu xanh lam, có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên người thực lực. Loại này chất lỏng tăng cao thực lực độ, cùng bị tiêm vào người bản thân thực lực có quan hệ, thực lực càng mạnh người tăng lên càng cao, tầng trên cùng nhất độ có thể tăng lên trước kia cơ sở trên gấp trăm lần, bất quá loại này chất lỏng cũng có một loại thiếu hụt. Hắc Tâm có nhiều ý vị hướng về Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long giảng giải. Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long không hẹn mà cùng nuốt một ngụm nước bọt, chăm miệng một lời hỏi có cái gì thiếu hụt. Loại này chất lỏng màu xanh lam đã gây nên hai người này hứng thú, thậm chí trong lòng không tự chủ y lên, nếu như có thể quy mô lớn nắm giữ loại này chất lỏng màu xanh lam, không cần nói kinh thành thế lực dưới đất, coi như là toàn thế giới thế lực dưới đất cũng đem biến thành thiên hạ của bọn họ chứ. Chương 456, dày đặc sương mù. Mang mặt nạ màu xám Hắc Tâm, đối mặt Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long hiếu kỳ, tự mình tự cho mình rót một chén rượu đỏ, hơi nhấp một miếng. Nói rằng, nửa giờ sau, các ngươi tự nhiên sẽ biết loại này chất lỏng màu xanh lam thiếu hụt. Thấy Hắc Tâm không có cho bọn họ đáp án chuẩn xác, Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long cũng thức thời không có lại truy hỏi, trực giác nói cho bọn họ biết trước mặt cái này mặt nạ màu xám nam nhân tuyệt đối không phổ thông, hai người bọn họ chỉ có thể chờ thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mắt thấy thời gian nửa tiếng liền muốn đến. Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long đứng ở đó tên tiêm vào chất lỏng màu xanh lam bảo tiêu trước mặt, tỉ mỉ quan sát tên kia bảo tiêu trên thân thể biến hóa, tên kia bảo tiêu trên mặt tràn ngập cực kỳ hưng phấn, hắn biết lấy năng lực hiện tại của hắn, sau này có thể không đơn giản là một tên bảo tiêu, vừa nghĩ tới tương lai mỹ hảo tháng ngày, tên kia bảo tiêu trên mặt liền ức chế không được lộ ra nụ cười. Hắc Tâm giơ tay lên nhìn đồng hồ, quay về Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long. Nói rằng ta khuyên các ngươi hai cái vẫn là cách hắn xa một chút. Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long nghe được Hắc Tâm không hiểu ra sao, hơi có chút trượng hai hòa thượng không tìm được manh mối. Bất quá, hai người bọn họ vẫn là nghe lấy Hắc Tâm, khi bọn họ hai cái vừa định muốn cách này tên bảo tiêu xa một chút thời điểm, chỉ nghe ầm. Một tiếng, tên kia bảo tiêu thân thể nhất thời bạo liệt ra, xương máu cùng thịt nát bay khắp trời, dày đặc mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ phòng khách. Tên kia bảo tiêu trên thân thể không có một món linh kiện là hoàn chỉnh, Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long trên người bị tên kia bảo tiêu máu tươi cho nhuộm đỏ, hai người bọn họ là tận mắt đến tên kia bảo tiêu thân thể nổ tung. Hai chân không kìm lòng được bắt đầu run rẩy. Mặc dù nói hai người này cũng là nhìn quen sóng to gió lớn, thế nhưng trước mặt hình ảnh này cũng quá máu tanh một điểm chứ. Nhìn trên đất thịt chưa cùng với nội tạng mảnh vỡ. Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long chỉ cảm thấy trong dạ dày một trận bốc lên, trong cổ họng bắt đầu nôn khan lên, hai người ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía mang mặt nạ màu xám Hắc Tâm thì, trong đáy lòng tự nhiên mà sinh ra một loại cảm giác sợ hãi. Hắc Tâm trên khóe môi cũng bị tiên đến vài giọt máu tươi, lè lưỡi đem máu tươi cho liếm tiến vào trong miệng, nói rằng, vẫn là mùi máu tươi so với rượu đỏ tốt lắm rồi, ở rượu đỏ Riga một ít ấm áp máu tươi. Mùi vị đó là tươi đẹp nhất. Đứng ở Hắc Tâm bên cạnh gấu đen từ đầu tới cuối đều là một bộ vẻ mặt nghiêm túc, thật giống trước mặt tất cả những thứ này cùng hắn không hề liên quan như thế. Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long dùng tay áo xoa xoa máu trên mặt ô, sắc mặt của hai người trắng bệch cực kỳ. Trong lỗ mũi khí tức hơi hơi hỗn loạn, hiện tại hai người bọn họ cảm giác mang mặt nạ màu xám Hắc Tâm quả thực chính là ác ma, cùng Hắc Tâm sống chung một chỗ, bọn họ có loại không thở nổi cảm giác. Hiện tại hai người các ngươi hẳn phải biết loại này chất lỏng màu xanh lam thiếu hụt chứ. Truyền vào loại này chất lỏng người sẽ ở nửa giờ sau thân thể tự bạo mà chết. Cái này cũng là trong thời gian ngắn tăng cao thực lực cần trả giá cao. Hắc Tâm hoàn toàn không để ý đến Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long hai người tâm tình vào giờ khắc này. Tiếp tục nói, hiện tại còn sót lại 9 cái như vậy châm đồng, các ngươi có thể chọn 7 cái thực lực người tốt, đến tiêm vào loại này chất lỏng.
sau đó cũng có thể đi giết chết Diệp Thần ngọn núi, còn lại hai cái các ngươi có thể để cho chính mình, bảo vệ không cho phép Diệp Thần Phong có thể chạy trốn đây. Nếu ta cho các ngươi chuẩn bị loại này chất lỏng, như vậy các ngươi nhất định phải đi làm theo lời ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Hắc Tâm đứng lên, ở gấu đen làm bạn dưới đi ra phòng khách. Nhìn cửa bao xương chậm rãi khép lại, Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long đối diện một chút. Hắc Mậu Ngạn âm thanh có chút run hỏi, Ân hội trưởng, hiện tại chúng ta nên làm gì? Ân Phi Long tâm tình không có so với Hắc Mậu Ngạn tốt hơn chỗ nào, cắn răng nói rằng, cái này đái mặt nạ màu xám nam nhân, trong tay có thể lấy ra thứ này đến, người như vậy khẳng định là chúng ta không trêu chọc nổi, lần này chúng ta chỉ có thể đụng một cái. Nếu như người của chúng ta thật sự có thể giết Diệp Thần Phong, như vậy liền không thể tốt hơn, vạn nhất bị Diệp Thần Phong tránh được tai nạn này, chúng ta còn có thể bàn bạc kỹ càng. Được, lần này liền nghe Ân hội trưởng ngươi, chúng ta lập tức đi chọn ra 7 cái thực lực cường hãn người đi ra. Hắc Mậu Ngạn gật đầu lia lịa nói rằng. Một vầng minh nguyệt lẳng lặng treo lơ lửng ở giữa không trung, màu trắng bạc nguyệt quang từ trong bầu trời đêm chút xuống hạ xuống, giống như nước chảy. Diệp Thần Phong ở đệ nhất bệnh viện nhân dân cùng với Thiến Thiến cùng Ninh Vũ Đình sau mấy tiếng, liền chuẩn bị trở về Diệp gia, cuối cùng ở Ninh Vũ Đình dưới sự kiên trì, Thiến Thiến ngày hôm nay vẫn là chỉ có thể ở trong bệnh viện vượt qua, nguyên bản Thiến Thiến muốn cho Diệp Thần Phong lưu lại thế nhưng Ninh Vũ Đình kiên trì muốn cho Diệp Thần Phong về nhà nghỉ ngơi, nàng cũng biết Diệp Thần Phong là mệt mỏi một ngày. Từ đệ nhất bệnh viện nhân dân đi ra, Diệp Thần Phong bước chậm ở một cái u tĩnh trên đường nhỏ. Xuyên qua này điều đường nhỏ liền có thể đạt đến kinh thành khá là phồn hoa đường phố, đến thời điểm hắn liền có thể đánh tới xe taxi về nhà. Trên đường nhỏ yên tĩnh không người, u ám đèn đường lóe lên có vẻ hơi âm trầm, toàn bộ trên đường chỉ có Diệp Thần Phong bé nhỏ tiếng bước chân, đột nhiên, từ phía trước một cái phân nhánh giao lộ, xông tới 7 đạo bóng đen, này 7 đạo bóng đen không ngừng mà hướng về Diệp Thần Phong áp sát. Ở đèn đường mờ mờ dưới. Diệp Thần Phong miễn cưỡng nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo, đi đầu chính là một tên hơn 30 tuổi, thân thể đặc biệt thạc tráng đầu chọc đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau, không chút do dự quay về bên cạnh mặt khác 6 người nói rằng, lập tức đem chất lỏng màu xanh lam truyền vào trong cơ thể, chỉ cần chúng ta hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta hội trưởng nhưng là đồng ý cho chúng ta lợi ích khổng lồ. Ở người đàn ông đầu chọc lên tiếng sau, còn lại 6 cái thân thể đồng dạng thạc tráng nam nhân. Dồn dập từ trên người lấy ra một cái trang bị chất lỏng màu xanh lam châm đồng, đem chất lỏng màu xanh lam truyền vào trong cơ thể. Người đàn ông đầu chọc chờ 7 người này, cũng không biết truyền vào chất lỏng màu xanh lam nửa giờ sau hội tự bạo mà chết, hội trưởng của bọn họ chỉ là nói cho bọn họ biết đây là một loại có thể tăng cao thực lực công nghệ cao sản phẩm, không biết ngày hôm nay bọn họ đi ra chấp hành nhiệm vụ này, mặc kệ có thành công hay không, đều là có đi mà không có về. Lại còn ngây thơ nghĩ hội trưởng đồng ý cho bọn họ chỗ tốt. Ở chất lỏng màu xanh lam truyền vào quang đầu nam đám người trong thân thể sau, trong cơ thể bọn họ rất nhanh có một loạt phản ứng, trên người các vị trí bắp thịt không ngừng mà bành trướng, quần áo dồn dập vỡ tan ra, bởi 7 người này thể chất đều tương đối khá, thực lực của bọn họ ở chất lỏng màu xanh lam kích phát dưới, đầy đủ phiên có 50 lần khoảng chừng, trái phải. Vừa nãy tên kia ở trong phòng khách tiêm vào chất lỏng màu xanh lam bảo tiêu, bởi hắn tự thân điều kiện không có 7 người này được, cho nên lúc đó thực lực của hắn chỉ là ở tự thân cơ sở trên phiên 20 lần khoảng chừng, trái phải. Diệp Thần Phong nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện biến hóa, hai con mắt chậm rãi trở nên nghiêm nghị lên, loại này có thể tăng cao thực lực chất lỏng màu xanh lam, lúc trước ở Quá Bình Sơn Mạch bên trong, huyết sát đoàn lính đánh thuê ghêu cũng sử dụng tới, bất quá. Ghiêu sử dụng tăng cao thực lực chất lỏng màu xanh lam, chỉ có thể tăng lên gấp đôi thực lực, mà những người trước mắt này có thể không đơn giản là tăng lên gấp đôi, căn cứ Diệp Thần Phong bước đầu cảm giác, bọn họ tối thiểu cũng tăng lên đến mấy chục lần. Sao có thể có chuyện đó? Lấy bây giờ thời đại khoa học kỹ thuật, không thể luyện chế ra loại này có thể tăng lên đến mấy chục lần thực lực nước thuốc đến, lẽ nào là bởi vì ta linh hồn xuyên qua đến cái thời đại này? Làm cho cái thời đại này rất nhiều chuyện đều thoát ly nguyên lai quỹ tích sao? Diệp Thần Phong ở trong lòng âm thầm nói lầm bầm. Ngươi chính là Thắng Thiên Hội hội trưởng Diệp Thần Phong chứ? Đêm nay chính là giờ chết của ngươi, ai bảo ngươi muốn chọc tới máu nhuộm sẽ cùng vạn trưởng hội. Kinh thành cũng không phải các ngươi Thắng Thiên Hội thiên hạ. Quang đầu nam cảm giác được bên trong thân thể dâng trào năng lượng,
lòng tự tin vô hạn tăng vọt. Máu nhuộm hội, vạn trượng hội, hai người này bang hội làm sao có khả năng nắm giữ loại này tăng cao thực lực chất lỏng. Còn có trước đó Zest bọn họ nắm giữ dị biến lưu cảm vi khuẩn bản thể, coi như những thứ đồ này ở thời đại này có thể nghiên cứu chế tạo đi ra, cũng khẳng định không phải bọn họ những người này có thể nắm giữ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thần Phong trong đầu liền một điểm tâm tư cũng không có. Hiện tại phảng phất có một mảnh sương mù đặt tại Diệp Thần Phong trước mặt, rất nhiều hắn không tưởng tượng nổi sự tình đều một kiện kiện phát sinh, một loại không hiểu ra sao cảm giác nguy hiểm ở trong lòng hắn càng ngày càng nồng đậm, xem ra muốn biết cả chuyện đáp án, đầu tiên muốn giải quyết trước mặt những người này, sau đó hắn phải ngay mặt chất vấn một phen máu nhuộm hội trưởng Hắc Mậu Ngạn cùng vạn trượng hội trưởng Ân Phi Long. Chương 457, đến cùng là ai? Dạ, yên tĩnh không hề có một tiếng động. Lúc sáng lúc tối đèn đường ánh đèn, làm cho trên đường nhỏ bầu không khí càng thêm nghiêm nghị, trên thân thể bắp thịt tăng vọt quang đầu nam chở bảy người, đem Diệp Thần Phong cho bao quanh vây nhốt. Quang đầu nam chở bảy người coi như không tiêm vào chất lỏng màu xanh lam, thân thủ cũng phải so với người bình thường mạnh hơn gấp 5-6 lần, huống chi bọn họ hiện tại sử dụng chất lỏng màu xanh lam. Thực lực của mỗi người đều phiên có tới 50 lần. Hiện tại bọn họ một người bằng là bình thường 50 người, như vậy 7 người bằng là bình thường 350 cá nhân, cái này đội hình nhưng là tương đương mạnh mẽ. Bất quá, đối với linh hồn lực tăng lên tới cấp 9 Diệp Thần Phong tới nói, muốn đối phó trước mặt quang đầu nam chờ 7 người, sẽ không có quá to lớn phiền phức. Hiện tại Diệp Thần Phong muốn biết loại này chất lỏng màu xanh lam có hay không tác dụng phụ. Nếu như không có tác dụng phụ có thể làm cho thực lực bản thân tăng lên 50 lần, ở 500 năm sau thế giới không tính là chuyện gì ngạc nhiên, thế nhưng ở bây giờ cái thời đại này tuyệt đối là nghịch thiên đồ vật. Vì lẽ đó Diệp Thần Phong không vội giải quyết quang đầu nam đám người, hắn muốn kéo dài thời gian, chờ đợi đối phương trong cơ thể dược lực biến mất, sau đó xem bọn họ thân thể sẽ sản sinh biến hóa gì đó. Đêm nay ngươi liền cho chúng ta ngoan ngoãn ra đi. Người thắng thiên hội bên trong những huynh đệ kia cũng rất nhanh hội xuống cùng ngươi ăn trước ra ra người ta một quyền. Hết sức tự tin quang đầu nam vung vẩy hắn cái kia xa oa to bằng nắm đấm, hướng về Diệp Thần Phong ngực đánh tới. Một tiếng, Diệp Thần Phong xòe bàn tay ra chống đối quang đầu nam nắm đấm. Quang đầu nam cú đấm này là toàn lực đánh ra, trên cánh tay trắng kiện nổi gân xanh. Ở quang đầu nam cú đấm này vung vẩy trong quá trình, trong không trung chen lẫn vù vù quyền phong. Diệp Thần Phong dưới chân bước chân vẫn không nhúc nhích, nhưng mà trong lòng bàn tay cảm giác một trận tê dại, xem ra tăng lên 50 lần thực lực quang đầu nam cũng có chút thực lực, bất quá. Muốn chiến thắng nắm giữ cấp 9 linh hồn lực Diệp Thần Phong, có thể nói là si người nằm mơ. Quang đầu nam mắt lộ ra hung quang, trong con người tràn ngập khó mà tin nổi, hắn phi thường rõ ràng chính mình vừa nãy cú đấm kia bên trong ẩn chứa bao lớn sức mạnh. Coi như là đánh chết một con cọp cũng chắc chắc có thừa, mà Diệp Thần Phong nhưng đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Diệp Thần Phong thực lực cũng không tránh khỏi thật đáng sợ một chút chứ. Này vẫn là hắn tăng lên 50 lần thực lực sau khi đây. Nếu như là nguyên lai hắn, còn không là dễ như ăn cháo bị Diệp Thần Phong giải quyết. Có một chút quang đầu nam đúng là đoán sai, coi như là tăng lên thực lực bọn họ. Ở Diệp Thần Phong trong mắt như trước là không đáng chú ý, Diệp Thần Phong chậm chạp không hề động thủ giải quyết bọn họ, chỉ là muốn nhìn loại này tăng cao thực lực chất lỏng có hay không tác dụng phụ mà thôi. Ở một đòn không thành công sau đó, quang đầu nam dưới chân bước chân liên tiếp lui về phía sau, trên mặt không lại quải có hung hăng vẻ mặt, miệng quát các anh em, chúng ta cùng tiến lên. Đêm nay nhất định phải làm cho hắn đi gặp Diêm Vương gia. Còn lại 6 người khi nghe đến quang đầu nam sau, dồn dập đưa bàn tay chậm rãi tụ lại, trong thân thể chiến ý ngập trời, ở tại bọn hắn trong thân thể thêm ra này cỗ năng lượng mạnh mẽ sau, phi thường khát vọng phát tiết, từng đạo quyền ảnh hướng về Diệp Thần Phong thân thể mỗi cái vị trí đánh tới. Diệp Thần Phong không có chính diện cùng quang đầu nam đám người cứng đối cứng, mà là lựa chọn linh xảo tránh né, lấy hắn cấp 9 linh hồn lực phát huy được tốc độ. Quang đầu nam đám người căn bản theo không kịp hắn tiết tập hợp. Kết quả là mèo bắt chuột trò chơi bắt đầu rồi. Quang đầu nam chờ 7 người công kích liền Diệp Thần Phong một cái góc áo cũng không đụng tới, theo thời gian trôi đi. Quang đầu nam đám người là nổi nóng, quang đầu nam miệng quát, Diệp Thần Phong, uổng ngươi vẫn là đường đường thắng thiên hội hội trưởng đây.
trốn trốn tránh tránh toán cái gì nam nhân, có loại ngươi rồi cùng chúng ta đến chính diện đối chiến. Diệp Thần Phong đối với quang đầu nam khịt mũi con thường, cười lạnh nói, lẽ nào các ngươi bảy người đối phó ta một người chính là nam nhân sao? Ta xem nếu như các ngươi là nam nhân, trên đời này sẽ không có nữ nhân. Diệp Thần Phong, đêm nay ngươi chắc chắn phải chết. Quang đầu nam tức giận trên trán nổi gân xanh, trong lỗ mũi khí tức có chút hỗn loạn. Một tiếng, đột ngột nổ vang ở trên đường nhỏ vang lên, quang đầu nam bên phải cách đó không xa một tên thân thể của nam nhân, lại không có dấu hiệu nào bạo liệt ra. Tiếp theo, ầm ầm nổ vang không dứt bên tai, ngoại trừ quang đầu nam bên ngoài, mặt khác năm tên thân thể của nam nhân đồng dạng là bạo liệt ra. Ở trắng bạc nguyệt quang làm nổi bật dưới, đầy trời lưu loát sương máu, như một bức tràn ngập ý cảnh hình ảnh, để dòng người liền quên phản, bất quá, nếu như khi ngươi nghe thấy được trong không khí mùi máu tanh thì, chỉ sợ ngươi liền sẽ không có ý nghĩ này, còn lại duy chỉ có sợ hãi. Bởi quang đầu nam là cái cuối cùng đem chất lỏng màu xanh lam tiêm vào tiến vào trong cơ thể, vì lẽ đó hắn tự bạo thời gian còn chưa tới, trợn mắt nhìn bên cạnh từng cái người thân thể không hiểu ra sao nổ tung. Hắn đem hai con mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong, ở hắn cho rằng tất cả những thứ này khẳng định là trước mặt Diệp Thần Phong đang dở trò quỷ, trong lòng chiến ý biến mất không thấy hình bóng, âm thanh run rẩy nói rằng ta, cầu ngài buông tha. Lại là một tiếng, quang đầu nam vẫn chưa nói hết, thân thể của hắn liền chia năm xẻ bảy, thịt trên người đã biến thành rất nhiều thịt chưa rải rác ở u tĩnh trên đường nhỏ. Ở Diệp Thần Phong nhìn thấy người thứ nhất thân thể nổ tung thời điểm, hắn liền đại khái đoán ra loại này chất lỏng màu xanh lam tác dụng phụ, buồn cười chính là quang đầu nam đám người dùng loại này tử vong chất lỏng, lại còn ở nơi đó rào rạt đắc ý, đến trước khi chết bọn họ cũng không biết chính mình là bởi vì cái gì mà chết. Đến âm tào địa phủ cũng chỉ có thể làm một cái hồ đồ quỷ, quả thực là thật quá ngu xuẩn. Diệp Thần Phong phía sau lưng tựa ở cột đèn đường trên, nhìn trên đất rải rác một đại đẩy thịt chưa, lấy điện thoại di động ra bấm hổ ca điện thoại một chuyển được, hắn liền nói rằng, tiểu hổ, giúp ta tra một chút máu nhuộm hội trưởng cùng vạn trưởng hội trưởng, hiện nay ở nơi nào? Ta lập tức muốn biết, không cần muốn hỏi tại sao, ngày mai các ngươi tự nhiên sẽ biết đến. Khi nghe đến Diệp Thần Phong nói như vậy sau đó, cho dù hổ ca trong lòng có nghi vấn, cũng chỉ có thể tạm thời giấu ở trong bụng. Lấy hiện tại Thắng Thiên sẽ ở kinh thành thế lực, muốn tra được Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long hành tung, là một cái cũng không chuyện khó khăn. Ngăn ngắn sau 5 phút, Hổ Ca trở về một cú điện thoại lại đây, lão đại, ta tra được, máu nhuộm hội trưởng Hắc Mậu Ngạn cùng vạn trưởng hội trưởng Ân Phi Long, hiện nay ở một nhà trụ sở tư nhân trong phòng khách, hai người bọn họ là cùng nhau ta đem cái kia gia sản người hội sở địa chỉ, cùng với bọn họ vị trí phòng khách hào dùng tin nhắn phân phát lão đại ngươi đi. Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long ở chọn xong 7 cái đi chịu chết người sau, như trước là trở lại trụ sở tư nhân trong phòng khách, thậm chí trong phòng khách hết thảy đều không có thanh lý quá, tên kia tự bảo thân thể bảo tiêu thịt chưa vẫn cứ lưu lại trên mặt đất, bởi cửa bao xương là đóng, bên trong bao xương mùi máu tanh là càng ngày càng dày đặc, còn có một loại thi thể mùi thối chậm rãi ở trong không khí lên men. Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long trên người hai người thay đổi một bộ quần áo, ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn về phía bên trong bao xương trên vách tường thì chung, nếu như hôm nay kế hoạch thành công, hiện tại Diệp Thần Phong hẳn là đi Diêm Vương ra, nếu như hôm nay kế hoạch thất bại, như vậy bọn họ phái ra đi 7 người cũng có thể là tự bạo mà chết. Hắc Mậu Ngạn thanh thanh hơi khô sắp hít hầu, nói rằng, Ân hội trưởng, chúng ta có muốn hay không đi thăm dò một chút ngày hôm nay kết quả của chuyện này? Đều là ở chỗ này chờ cũng không phải biện pháp chứ. Ân Phi Long gật gật đầu, nói rằng, Hắc hội trưởng, vậy ngươi khiến người ta đi tìm hiểu một thoáng Diệp Thần Phong chết sống đi. Hy vọng Diệp Thần Phong thật sự đi lòng đất thấy Diêm Vương ra, bằng không sợ là chúng ta hai đại bang hội phải gặp đến Thắng Thiên hội điên cuồng trả thù. Hai vị hội trưởng, lẽ nào các ngươi thật sự liền như thế hy vọng ta Diệp Thần Phong tử sao? Đáng tiếc ta Diệp Thần Phong mạng lớn vô cùng. Chỉ dựa vào các ngươi phái ra những kia a miêu a cẩu căn bản là giải quyết không được tính mạng của ta. Diệp Thần Phong nhàn nhã tự tại đẩy ra cửa bao xương, ở nghe thấy được bên trong bao xương dày đặc mùi máu tanh sau, lông mày của hắn không khỏi nhíu nhíu. Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long đang nhìn đến Diệp Thần Phong trên người lông tóc không tổn hại,
hai người bọn họ mới biết là đánh giá thấp Diệp Thần Phong thực lực, thế nhưng loại kia chất lỏng màu xanh lam hiệu quả là hai người bọn họ rõ như ban ngày, chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, Diệp Thần Phong từng binh sĩ năng lực rất đáng sợ, vô cùng đáng sợ, phi thường đáng sợ, hay là bọn họ vừa bắt đầu thì không nên lựa chọn làm Diệp Thần Phong đối thủ. Hai vị hội trưởng không dùng tới kinh hoàng, chỉ cần nói cho ta loại kia chất lỏng màu xanh lam, đến cùng là ai cung cấp cho ngươi môn. Đêm nay ta Diệp Thần Phong bảo đảm có thể tha các ngươi một con ngựa. Diệp Thần Phong khóe miệng hơi gỡ bỏ một vệt nụ cười. Chương 458, từ chối. Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long lẫn nhau đối diện một chút, hai người bọn họ biết coi như đêm nay Diệp Thần Phong thật sự chịu thả bọn họ, như vậy sau đó đây. Thắng Thiên Hội 100% hội đối với máu nhuộm sẽ cùng Vạn Trượng sẽ động thủ, quay đầu lại hai người bọn họ còn không là muốn chết ở Diệp Thần Phong trong tay sao. Có câu nói, lưu được núi xanh ở, không lo không củi đốt. Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long hai vị này trong ngày thường phi thường khôn khéo hội trưởng, ngày hôm nay là bị một lần lại một lần kích thích, làm cho hai người bọn họ mất đi trong ngày thường cân nhắc vấn đề cẩn thận. Bọn họ hiện tại hoàn toàn là chui vào một cái cố định kết quả bên trong, ngược lại cuối cùng đều sẽ tử, chẳng bằng tử oanh oanh liệt liệt, đây là bọn hắn hai cái hiện tại ý nghĩ trong lòng. Hai người bọn họ mỗi người trên tay còn có một cái trang bị chất lỏng màu xanh lam châm đồng. Hắc Mậu Ngạn ở khẽ thở một hơi sau khi, trong tròng mắt vẻ mặt trở nên kiên định lên, không chút do dự móc ra châm đồng, đem chất lỏng màu xanh lam truyền vào trong cơ thể. Một bên Ân Phi Long đang nhìn đến Hắc Mậu Ngạn cử động sau, cũng lập tức móc ra châm đồng, đem chất lỏng màu xanh lam truyền vào trong cơ thể. Một loạt chuyện này phát sinh ở ngăn ngắn trong vài giây, cho tới Diệp Thần Phong muốn đi tới ngăn cản, đã là không kịp. Theo Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long trên thân thể bắp thịt tăng vọt, đem y phục trên người cho nổ tung, Diệp Thần Phong biết hai người này là thấy chết không sờn, hắn muốn biết này sau lưng đến cùng là ai đang dở trò quỷ. Nếu như Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long chết rồi thoại, như vậy manh mối không phải lại đứt đoạn mất sao? Hiệp hội trưởng, nói thật cho người biết, cho chúng ta cung cấp loại này chất lỏng màu xanh lam người, chúng ta cũng không biết đối phương thân phận thực sự. Đối phương chỉ là để chúng ta dùng loại này chất lỏng tới đối phó ngươi. Xem ra hiệp hội trưởng đúng là chọc không ít cường địch a. Ngày hôm nay chúng ta coi như đi trước ở hiệp hội trưởng ngươi phía trước một bước, ta tin tưởng không tốn thời gian dài hiệp hội trưởng nhất định sẽ hạ xuống theo chúng ta. Hắc Mậu Ngạn từ trên ghế đứng lên, cảm thụ bên trong thân thể dồi dào sức mạnh. Ở biết coi như không bị Diệp Thần Phong giết chết, thân thể của hắn cũng sẽ ở nửa giờ sau tự bạo mà chết. Đang đối mặt loại này không cách nào thay đổi kết cục chân tướng sau, Hắc Mậu Ngạn trái lại trở nên thản nhiên, trong lòng không chết trước sợ hãi. Hắc hội trưởng, không nghĩ tới hai chúng ta sẽ chết ở cùng một ngày. Không thể cùng năm cùng nguyệt đồng nhất sinh, chỉ mong cùng năm cùng nguyệt đồng nhất chết. Nếu như thật sự có đời sau, ta hy vọng không sẽ cùng Hắc hội trưởng làm đối thủ cạnh tranh, ta càng hy vọng chúng ta có thể làm chân chính huynh đệ. Ân Phi Long ở trước khi chết nội tâm phát sinh chân thành cảm thán. Người sắp chết, ngôn cũng thiện, đây chính là nói Ân Phi Long người như thế đi. Được, Ân hội trưởng, nếu như có đời sau, hai chúng ta liền làm huynh đệ, ta đã có rất lâu không hoạt động thân thể, ta nghĩ Ân hội trưởng cũng đúng không? Liền để chúng ta cuối cùng oanh oanh liệt liệt rời đi thế giới này. Hắc Mậu Ngạn hướng về Diệp Thần Phong vào tới. Ân Phi Long cũng theo sát Hắc Mậu Ngạn bước tiến, hai người này cuối cùng toát ra tình cảm, cũng thật sự để Diệp Thần Phong thay đổi sắc mặt, đáng tiếc đêm nay đối mặt Ân Phi Long cùng Hắc Mậu Ngạn nhất định là tử vong, coi như Diệp Thần Phong không ra tay cũng là như thế. Xem ở các ngươi cuối cùng điểm ấy giác ngộ trên, ta liền cho các ngươi lưu một cái toàn thây. Tỉnh cuối cùng tự bạo thân thể mà chết, Diệp Thần Phong bóng người lóe lên, tránh thoát hai người công kích đồng thời. Tay trái cùng tay phải dồn dập vung ra nắm đấm, đánh vào Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long trên ngực, đem hai người liên tiếp trái tim động mạch cho đánh gãy. Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long cảm giác được chính bọn hắn sinh mệnh ở cấp tốc trôi đi, trong thân thể sức mạnh khổng lồ cũng ở từ từ biến mất. Thời khắc này, hai người trong lòng đối với Diệp Thần Phong không có sự thù hận, thậm chí hai người dùng cực kỳ yếu ớt âm thanh quay về Diệp Thần Phong nói một tiếng, cảm tạ. Diệp Thần Phong nhìn ngã trên mặt đất hoàn toàn mất đi sinh cơ Hắc Mậu Ngạn cùng Ân Phi Long, khá là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, lập tức lông mày lại nhíu chặt lên,
tự nhủ, đến cùng là ai cho bọn họ cung cấp loại này chất lỏng màu xanh lam. Ta cảm giác dị biến lưu cảm sự kiện, cùng chuyện lần này không tránh khỏi có quan hệ. Đùng 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 đùng, ở Diệp Thần Phong rơi vào ngắn ngủi trầm tư thời khắc, cửa bao xương bị lần thứ hai đẩy ra, không lớn không nhỏ tiếng vỗ tay vang vọng ở trong phòng khách, tiếp theo một đạo tràn ngập từ tính âm thanh, truyền vào Diệp Thần Phong trong tai, không sai, không sai, ngươi ngày hôm nay vẻ mặt rất để ta thỏa mãn, ngươi tuyệt đối có tư cách gia nhập vào nuốt chửng đế quốc bên trong đến rồi, ta có thể để cho ngươi trực tiếp trở thành nhân viên cao tầng, ta nghĩ ngươi nên sẽ không từ chối chứ. Mang mặt nạ màu xám Hắc Tâm đi vào trong phòng khách, to con gấu đen nhưng vẫn là mặt không hề cảm xúc đi theo Hắc Tâm bên cạnh. Diệp Thần Phong ở Hắc Tâm trên người cảm giác được một luồng trước nay chưa từng có nguy hiểm khí tức, trong đầu lập tức điều tiết đến cảnh giác trạng thái, hắn suy đoán chất lỏng màu xanh lam hẳn là cùng người trước mặt có quan hệ, nghi vấn nói, nuốt chửng đế quốc. Đây là một món đồ gì? Hắc Tâm đến gần một chút, giải thích, nuốt chửng đế quốc là một cái quốc tế tổ chức. Ta là nuốt chửng đế quốc ở nước Hoa người phụ trách Hắc Tâm, người gia nhập nuốt chửng đế quốc sau, có thể gọi ta là ông chủ. Đương nhiên nuốt chửng đế quốc tuyệt đối không phải một cái phổ thông tổ chức, ta biết ngươi là một người thông minh, khẳng định đoán được không ít đồ vật chứ. Đúng, trước đó dị biến lưu cảm vi khuẩn bản thể là ta cung cấp, ngày hôm nay loại này chất lỏng màu xanh lam cũng là ta cung cấp, những này chỉ là nuốt chửng đế quốc bên trong rác rưởi nhất khoa học kỹ thuật phẩm, mà thôi. Chỉ cần ngươi gia nhập vào nuốt chửng đế quốc đến, nhất định sẽ nhìn thấy một phen thế giới mới, nuốt chửng đế quốc có thể làm cho ngươi đứng lên cường giả đỉnh. Diệp Thần Phong nghe Hắc Tâm nói, trong lòng kinh ngạc không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt, dị biến lưu cảm vi khuẩn bản thể liền không đi nói nó, thế nhưng chất lỏng màu xanh lam tuy rằng có sự thiếu sót chết người, có thể nếu như công khai loại này chất lỏng nhất định sẽ gây nên sóng lớn mênh mông. Hắc Tâm lại còn nói thứ này chỉ là nuốt chửng đế quốc bên trong rác rưởi nhất khoa học kỹ thuật phẩm. Sao có thể có chuyện đó? Lấy hiện tại cái thời đại này khoa học kỹ thuật, có thể nghiên cứu chế tạo ra chất lỏng màu xanh lam đã là một cái kỳ tích. Diệp Thần Phong trong đầu nỗi băn khoăn càng ngày càng nhiều, hỏi, ngươi tại sao phải làm như vậy? Ta làm những chuyện này chỉ là vì thử thách ngươi, mà thôi. Kết quả ta cho rằng những này thử thách là tương đương đáng giá, bởi vì ta phát hiện một cái tuyệt thế nhân tài, chỉ cần ngươi gia nhập vào nuốt chửng đế quốc, tương lai hay là có thể đi tới ta phía trước, điều này đại biểu ngươi có thể nắm giữ ngập trời quyền lợi cùng tiền tài, này không phải mỗi người tha thiết ước mơ sao. Hắc Tâm mặt nạ màu xám dưới hai con mắt nhìn Diệp Thần Phong, tiếp tục nói, ta biết ngươi hiện tại khẳng định đối với nuốt chửng đế quốc thật tò mò chứ. Thậm chí ngươi sẽ cho rằng ta nói quá mức khuếch đại. Bất quá, chỉ cần ngươi gia nhập vào nuốt chửng đế quốc, ngươi trong đầu tất cả nỗi băn khoăn không phải một cách tự nhiên liền mở ra sao? Ngươi nói ngươi làm nhiều chuyện như vậy chỉ là vì thử thách ta. Ta thừa nhận là đối với ngươi trong miệng nuốt chửng đế quốc cảm thấy hứng thú, nhưng là ta sẽ không gia nhập nuốt chửng đế quốc. Ta Diệp Thần Phong muốn hiểu rõ sự tình, không có là hiểu rõ không tới còn có, ta phi thường muốn đập nát ngươi mặt nạ trên mặt. Diệp Thần Phong không có dấu hiệu nào vung quyền hướng về Hắc Tâm mặt đánh tới, Hắc Tâm tốc độ phi thường nhanh, ở Diệp Thần Phong vừa vung quyền thời khắc, dưới chân hắn bước chân đã hướng về bên cạnh di chuyển. Người trẻ tuổi, ta thừa nhận thực lực của ngươi mạnh phi thường, thế nhưng muốn chiến thắng ta, chỉ sợ ngươi còn không làm được, xem ra hôm nay không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là sẽ không đàng hoàng gia nhập vào nuốt chửng đế quốc bên trong đến rồi. Hắc Tâm trong thân thể đồng dạng tụ tập gắng sức lượng, giản dị tự nhiên một quyền hướng về Diệp Thần Phong đánh tới, Diệp Thần Phong quyết định cùng trước mặt người này người bí ẩn tới một người cứng đối cứng, bên trong thân thể kích phát rồi cấp 9 linh hồn lực. Hai quyền đối lập, Diệp Thần Phong dưới chân bước chân liên tục rút lui đến 5, 6 bước mà Hắc Tâm đứng tại chỗ không có di động chút nào. Được, quả nhiên là ta người được chọn, ngày hôm nay ngươi không đáp ứng. Một ngày nào đó ngươi hội đáp ứng ta phi thường chờ mong ngươi gia nhập nuốt chửng đế quốc. Nói, Hắc Tâm lại không ở dây dưa xuống, hướng về ngoài phòng khách diện đi đến. Ở Hắc Tâm mới vừa đi ra phòng khách không bao xa, hắn cùng Diệp Thần Phong đối với quyền cánh tay kia trên dĩ nhiên tràn ra máu tươi theo cánh tay không ngừng mà chảy về phía mặt đất. Đi theo Hắc Tâm bên cạnh gấu đen, mặt không hề cảm xúc trên mặt, hiện lên một tia khiếp sợ. Hỏi, ông chủ, người đây là? Diệp Thần Phong người này không đơn giản, xem ra trước đây chúng ta vẫn là đánh giá thấp hắn,
lấy thực lực bây giờ của hắn cố gắng có thể chiến thắng ta cũng nói không chắc. Đã như vậy, không có tác dụng biện pháp gì, ta đều muốn cho hắn gia nhập nuốt chửng đế quốc. Hắc tâm thay đổi dĩ vãng tự tính âm thanh, thời khắc này, tiếng nói của hắn trở nên hơi khàn khàn cùng tang thương. Chương 459, áp lực to lớn. Trong phòng khách, Diệp Thần Phong trơ mắt nhìn Hắc tâm cùng gấu đen bóng lưng đi xa, hắn không nghĩ tới thực lực của chính mình tăng lên tới cấp 9 linh hồn lực, về mặt sức mạnh lại còn thất bại cho một cái trong thế tục người. Dưới cái nhìn của hắn có thể cùng hắn đối kháng chỉ có cổ vũ giới cao thủ, trong đầu nỗi băn khoăn là càng ngày càng nhiều. Diệp Thần Phong vẩy vẩy bị chấn động đến mức tê dại cánh tay, tự nhủ nuốt chửng đế quốc. Đây rốt cuộc là một cái ra sao tổ chức, nếu như vừa mới cái kia người nói toàn bộ đều là thật sự, như vậy cái tổ chức này khoa học kỹ thuật tuyệt đối dẫn trước với bây giờ cái thời đại này bất kỳ một quốc gia nào, sao lại có thể như thế nhỉ? Hiện tại trong đầu có rất nhiều vấn đề, Diệp Thần Phong là vắt hết óc cũng không nghĩ ra, trong phòng khách càng ngày càng dày đặc mùi máu tanh. Để hắn tạm thời từ trong trầm tư tỉnh táo lại, vội vã rời đi phòng khách, hắn nhất định phải sưu tập liên quan với nuốt chửng đế quốc toàn bộ tư liệu, trực giác nói cho hắn, tương lai nuốt chửng đế quốc nói không chừng cũng sẽ biến thành hắn một cái kẻ địch mạnh mẽ. Khi, làm, Diệp Thần Phong trở lại Diệp gia, đi vào phòng khách thời điểm, Diệp lão gia Tử Hiệp Trấn Hồng cùng Vũ lão gia Vũ An Quốc, đang ngồi ở phòng khách trên ghế salon thương lượng một số sự tình. Diệp lão gia tử đang nhìn đến Diệp Thần Phong sau, liền vội vàng nói, Thần Phong, dị biến lưu cảm sự tình ngươi công lao, rất lớn, ngày hôm nay ngươi cũng mệt mỏi chứ. Mau mau đến trên lầu đi nghỉ ngơi, Hiểu Phỉ đã sớm ở trên lầu. Thần Phong, tiểu tử ngươi mau mau đến trên lầu đi cùng Hiểu Phỉ thêm đem kính, bằng không ta cùng ra ra ngươi có thể muốn trông mòn con mắt. Vũ lão gia không tìm giới hạn cười nói. Ra ra, Vũ ra ra. Tối hôm nay ta gặp phải một chút sự tình, ta không biết các ngươi không biết một cái quốc tế tổ chức. Diệp Thần Phong dừng lại chốc lát, vẫn là quyết định đem nuốt chửng đế quốc sự tình cùng hai vị lão gia tử nói một chút. Dù sao hai vị lão gia tử là nước Hoa cao tầng, hiểu rõ đồ vật cũng phải so với Diệp Thần Phong nhiều hơn. Thần Phong, ngươi thần thần bí bí rốt cuộc muốn nói cái gì? Này có thể không hề giống bình thường ngươi. Quốc tế trên tổ chức ta cùng ra ra ngươi biết đến có rất nhiều, ngươi đến cùng nói chính là người nào tổ chức. Vũ lão gia thuận miệng hỏi. Nuốt chửng đế quốc, Diệp Thần Phong chậm lại tốc độ nói rằng. Khi, làm, nuốt chửng đế quốc, bốn chữ này truyền vào hai vị lão gia tử trong tai sau, hai vị lão gia tử trong phút chốc đổi sắc mặt, cũng không bao giờ có thể tiếp tục duy trì trong ngày thường phong nhạt vân khinh tư thái. Còn ngươi nghi ngờ không thôi nhìn Diệp Thần Phong, sau một hồi lâu. Diệp lão gia tử trước tiên mở miệng, Thần Phong. Ngươi là từ nơi nào nghe được nuốt chửng đế quốc cái tổ chức này tên? Ngươi có thể tuyệt đối không nên đi chọc tới cái tổ chức này, nghe ra ra, sau đó không nên hỏi liên quan với nuốt chửng đế quốc sự tình. Nuốt chửng đế quốc không phải ngươi có thể trêu tới. Thần Phong, ra ra ngươi nói không sai, ngươi cũng không biết nuốt chửng đế quốc là một cái ra sao tổ chức, ta cùng ra ra ngươi nhưng lại ít nhiều gì biết một ít. Vì lẽ đó ngươi tuyệt đối không nên đem mình đẩy vào đến hố lửa bên trong. Vũ lão gia trịnh trọng việc nói rằng. Diệp Thần Phong trong lòng một trận cười khổ. Hắn ngược lại thật sự là không muốn cùng nuốt chửng đế quốc là địch. Mà bây giờ cái này to lớn hố lửa nhưng chủ động xuất hiện ở Diệp Thần Phong trước mặt. Để hắn không khiêu cũng đến muốn khiêu. Diệp Thần Phong nhún nhún vai. Nói rằng, ra ra, Vũ ra ra, e sợ sự tình không phải ta có thể cứu vãn. Ngay khi đêm nay nuốt chửng đế quốc người tìm tới ta, nói muốn cho ta gia nhập vào nuốt chửng đế quốc bên trong đi, ta từ chối. Cái gì? Lúc này hai vị lão gia tử cả người một cái run rẩy. Đặc biệt là Diệp lão gia tử, trên mặt tràn ngập lo lắng. Hồi lâu sau, mới thở dài một hơi nói rằng, thực sự là nghiệp chướng a. Lẽ nào là ông trời muốn vong ta Diệp ra sao? Ra ra, Vũ ra ra. Nuốt chửng đế quốc đến cùng là một cái ra sao tổ chức? Tại sao các ngươi cũng sẽ như thế sợ sệt nuốt chửng đế quốc? Diệp Thần Phong nghi ngờ hỏi. Ai tương đương nhìn thấy Diệp lão gia tử đau thương vẻ mặt, Vũ lão gia trong cổ họng thở dài một hơi, nói rằng, Thần Phong, nuốt chửng đế quốc ở quốc tế trên là một cái cực kỳ thần bí tổ chức, không có một người biết bọn họ tổng bộ ở nơi nào. Bất quá, nuốt chửng đế quốc thế lực vô cùng mạnh mẽ. Từng gần ở có một cái tiểu quốc gia người lãnh đạo đắc tội rồi nuốt chửng đế quốc,
người biết kết quả là cái gì không? Nuốt chửng đế quốc lợi dụng ngăn ngắn thời gian một tháng, đem một loại bệnh độc vi khuẩn ở cái này tiểu quốc trong nhà truyền bá ra, cái kia tiểu quốc gia căn bản nghiên cứu không ra loại kia bệnh độc vi khuẩn thuốc giải, đến cuối cùng cái kia tiểu quốc gia một nửa trở lên người đã chết, có chút may mắn người còn sống sót cũng dồn dập di dân, hiện tại cái kia tiểu quốc gia đã sớm không còn tồn tại nữa. Thần Phong, mặc dù nói đó là một cái tiểu quốc gia, thế nhưng nuốt chửng đế quốc có thể đưa nó hủy diệt, liền đầy đủ nói rõ nuốt chửng đế quốc thực lực cường hãn, chỉ cần bị thôn phệ đế quốc nhìn chằm chằm quốc gia, hoặc là mạnh mẽ các loại thế lực, cuối cùng chắc chắn sẽ không có kết quả tốt. Chúng ta thật cao hứng ngươi có thể từ chối gia nhập nuốt chửng đế quốc, thế nhưng điều này cũng mang ý nghĩa ngươi muốn cùng nuốt chửng đế quốc là địch, coi như là nước Hoa đồng ý vì ngươi ra mặt, e sợ tình huống cũng sẽ không quá lạc quan. Vũ An Quốc đem hắn bản thân biết liên quan với nuốt chửng đế quốc sự tình, đơn giản đối với Diệp Thần Phong nói một lần. Hiện tại Diệp Thần Phong rõ ràng hai vị lão gia tử vì sao lại như thế lo lắng. Hắn cũng bắt đầu tin tưởng Hắc Tâm theo như lời nói, mở miệng an ủi, ra ra, Vũ ra ra, các ngươi yên tâm được rồi, ta tuyệt đối sẽ không có việc lại nói hiện tại nuốt chửng đế quốc vẫn không có từ bỏ lôi kéo ta gia nhập bọn họ tổ chức. Vì lẽ đó chí ít hiện nay tới nói ta vẫn không có nguy hiểm. Thần Phong a, hiện tại ta thật hy vọng ngươi có thể bình thường một ít, như vậy hay là liền có thể thanh thanh thản thản sống hết một đời, chính là bởi vì ngươi phong mang mới rước lấy nuốt chửng đế quốc quan tâm, đang đối mặt nuốt chửng đế quốc cái tổ chức này, gia gia ta muốn bảo vệ ngươi cũng khả năng hữu tâm vô lực, bất quá, gia gia coi như liều mạng này điều mạng già cũng sẽ che chở ngươi. Diệp lão gia tử che kín nếp nhăn trên mặt, là vô cùng kiên định vẻ mặt. Thần Phong, chúng ta Vũ gia cũng sẽ che chở ngươi, chúng ta nước Hoa không phải là để cho người bắt nạt tiểu quốc gia, ta nghĩ nuốt chửng đế quốc muốn đối với chúng ta nước Hoa động thủ, cũng sẽ cân nhắc một chút trong đó lợi và hại. Vũ An Quốc chân thành nói rằng, Diệp Thần Phong cảm giác hắn bây giờ áp lực to lớn, nguyên bản chỉ là cổ vũ giới sự tình, hiện tại lại không hiểu ra sao bị một cái mạnh mẽ như vậy tổ chức cho nhìn chằm chằm, càng trọng yếu hơn chính là, hắn cảm giác nuốt chửng đế quốc cái tổ chức này không đơn giản, trống trơn từ Hắc Tâm bày ra thực lực liền có thể suy đoán một, hai. Gia Gia, Vũ Gia Gia, các ngươi nói nuốt chửng đế quốc cái tổ chức này là vì cái gì mà tồn tại? Diệp Thần Phong mơ hồ cảm giác nuốt chửng đế quốc dã tâm bừng bừng. Thần Phong, cư quốc tế trên truyền lưu, nuốt chửng đế quốc mục đích cuối cùng là muốn thống nhất toàn thế giới quốc gia, bất quá, điều này hiển nhiên là lời nói vô căn cứ. Tuy rằng nuốt chửng đế quốc là phi thường mạnh mẽ, thế nhưng muốn thống nhất toàn thế giới, nuốt chửng đế quốc vẫn không có cái này tư bản. Diệp lão gia tử hồi đáp. Diệp Thần Phong có thể không ủng hộ lão gia tử lời giải thích, nếu như chất lỏng màu xanh lam thật sự chỉ là nuốt chửng đế quốc nghiên cứu ra rác rưởi nhất khoa học kỹ thuật phẩm, theo nuốt chửng đế quốc không ngừng phát triển, tương lai cố gắng thật sự có thể thống nhất toàn thế giới cũng nói không chắc. Diệp Thần Phong đem chất lỏng màu xanh lam sự tình cùng dị biến lưu cảm sự tình, toàn bộ cùng hai vị lão gia tử nói một lần, hai vị lão gia tử nghe được Diệp Thần Phong lời nói này sau, biểu hiện trên mặt trở nên càng thêm khó coi, bọn họ không nghĩ tới nuốt chửng đế quốc cái tổ chức này khoa học kỹ thuật dĩ nhiên hội như vậy phát đạt. Nếu như cứ theo đà này nuốt chửng đế quốc sắp trở thành toàn thế giới quốc gia một cái uy hiếp. Thần Phong, ngươi sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Ta cùng ngươi Vũ Gia Gia lập tức muốn tổ chức một hồi hội nghị khẩn cấp, nếu như ngươi nói tất cả những thứ này đều là thật sự, như vậy chúng ta nhất định phải mau mau liên hợp những quốc gia khác, tốt nhất có thể làm cho nuốt chửng đế quốc từ phía trên thế giới này biến mất. Diệp lão gia tử thần sắc nghiêm túc nói rằng. Diệp Thần Phong nhìn vội vã rời đi phòng khách Diệp lão gia tử cùng Vũ lão gia, trong lòng của hắn cảm giác nguy hiểm cũng càng ngày càng nồng đậm. Hắn nhất định phải mau chóng bồi dưỡng được một nhóm cao thủ chân chính đến rồi, không riêng nên vì sau đó tiến vào cổ vũ giới tính toán, còn muốn vì dự phòng nuốt chửng đế quốc bất cứ lúc nào động thủ với hắn. Hiện tại Diệp Thần Phong có thể nói là chỉ huy một mình một cái, hổ ca đám người đang bình thường người trong được cho người tài ba, thế nhưng ở Diệp Thần Phong xem ra nhưng vẫn là không lên được mặt bàn, muốn trong khoảng thời gian ngắn huấn luyện ra một nhóm cao thủ chân chính đến. Đầu tiên muốn tìm một nhóm tự thân tố chất nguyên bản liền rất cao người đến huấn luyện, đây là Diệp Thần Phong phi thường vấn đề đau đầu, ở Thắng Thiên Hội bên trong phù hợp yêu cầu cũng là như vậy mấy người, những người này mấy là còn thiếu rất nhiều. Chương 460, không có mắt người nơi nào đều có. Kinh thành,
đầu tháng 9 khí trời như trước là cực kỳ nóng bức, rát ánh mặt trời thiêu nướng đại địa, làm cho cất bước ở trên đường phố người là mồ hôi đầm đìa. Cách nuốt chửng đế quốc tìm tới Diệp Thần Phong đã qua có hơn 10 ngày, từ khi đêm đó máu nhuộm hội hội trưởng cùng vạn trưởng hội trưởng chết rồi, ở này hơn 10 ngày bên trong Thắng Thiên hội triệt để thu phục này rắn mất đầu hai đại bang hội, từ đó Thắng Thiên sẽ trở thành kinh thành hoàn toàn xứng đáng thế lực dưới đất người thống trị. Để Diệp Thần Phong cảm thấy kỳ quái chính là, từ khi đêm đó sau đó, nuốt chửng đế quốc người liền không có lại tìm tới hắn, loại yên tĩnh này để hắn thấp thỏm bất an, mơ hồ có loại trước bão táp cảm giác, lại mà hắn muốn huấn luyện ra một nhóm cao thủ dòng suy nghĩ là càng ngày càng rõ ràng, hắn dự định ở gần đoạn tháng ngày bên trong liền bắt đầu thực thi chuyện này. Đầu tháng 9 là toàn quốc các nơi ngày trường học tựu trường. Nguyên bản ngày hôm nay Diệp Thần Phong dự định đi Thắng Thiên hội tổng hội đang nhìn xem, thế nhưng Vũ Hiểu Phỉ đệ Vũ Kiệt, nhất định phải Diệp Thần Phong vị này anh rể ngày hôm nay cùng hắn đi trong đại học báo danh, ở tất cả bất đắc dĩ, Diệp Thần Phong cuối cùng vẫn là đồng ý. Vũ Kiệt báo danh đại học chính là kinh thành đại học y khoa, tiểu tử này nguyên bản là đối với y học không hề hứng thú, thế nhưng nghe nói Diệp Thần Phong ở quốc tế y học giao lưu tái trên rực rỡ hào quang. Cùng với ung dung giải quyết kinh thành dị biến lưu cảm sự kiện sau, tiểu tử này liền điên cuồng mê mẩn y thuật, xin thề sau này y thuật cũng phải hướng về hắn anh rể Diệp Thần Phong như thế cao siêu. Ngày hôm nay là Vũ Hiểu Phỉ cùng Diệp Thần Phong đồng thời đưa Vũ Kiệt đến báo danh, Vũ Hiểu Phỉ lái xe nàng chiếc kia xe Jeep nhà binh xe, Diệp Thần Phong tùy ý ngồi ở ghế phụ sử trên, mà Vũ Kiệt tiểu tử này nhưng là ngồi ở chỗ ngồi phía sau trên. Nguyên bản Diệp Thần Phong muốn đem hắn tỏa giá ra, thế nhưng Vũ gia không hy vọng Vũ Kiệt tiểu tử này ở trong trường học gây chuyện thị phi. Diệp Thần Phong tỏa giá thực sự quá hấp dẫn người, nếu như Diệp Thần Phong cầm lái xe thể thao đưa Vũ Kiệt đến báo danh, e sợ Vũ Kiệt lập tức sẽ trở thành trong trường học nhân vật tiêu điểm. Kết quả là chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí cũng là lười lái xe. Tiểu Kiệt, nếu ngươi dự định học y, như vậy liền muốn để tâm đi học, làm bác sĩ thời khắc nắm giữ bệnh nhân tính mạng. Hơi có chút nào sai lầm, rất có thể đem bệnh nhân đưa đến trên đường xuống Hoàng Tuyền đi. Diệp Thần Phong quay đầu quay về Vũ Kiệt nói rằng. Vũ Kiệt đối với Diệp Thần Phong vị này anh rể nói, hầu như là 100% nghe theo. Hắn đối với Diệp Thần Phong sùng bái nghiễm nhiên là không thể dùng ngôn ngữ để thuyết minh, gật gật đầu nói rằng, anh rể, có ngươi vị thần y này chỉ điểm ta. Tương lai ta khẳng định cũng có thể danh dương kinh thành, lần này lựa chọn đến kinh thành đại học y khoa. Ta là trải qua luôn mãi cân nhắc sau khi mới làm ra quyết định, tuyệt đối sẽ không ôm ba ngày đánh cá hai ngày sái võng tâm thái. Tiểu Kiệt, ngươi có thể có loại ý nghĩ là tốt đẹp, tỷ tỷ ta hy vọng ngươi sau đó thật sự có thể trở thành một tên hợp lệ bác sĩ. Lái xe xe Jeep nhà binh xe Vũ Hiểu Phỉ cũng mở miệng nói. Kinh thành đại học y khoa ở vào kinh thành một chỗ giao thông khá là tiện lợi đoạn đường, trường học lịch sử cũng có hơn 100 năm. Có thể từ kinh thành đại học y khoa tốt nghiệp học sinh, tương lai bước lên xã hội khẳng định không dùng tới vì là tìm việc làm mà phát sầu. Toàn quốc các nơi bệnh viện ở học sinh vẫn không có từ kinh thành đại học y khoa tốt nghiệp thời điểm, sẽ đến trong trường học tìm một ít bọn họ trong bệnh viện cần nhân tài. Cho nên nói hàng năm ghi danh đại học y khoa người nhiều vô cùng, khi làm Diệp Thần Phong, Vũ Hiểu Phỉ cùng Vũ Kiệt đi tới trường học cửa thời điểm, trường học cửa chật ních báo danh đám người. Vũ Hiểu Phỉ không có đưa nàng xe Jeep nhà binh lái xe tới trường học cửa đến. Mặc dù nói xe của nàng so với Diệp Thần Phong tỏa giá biết điều hơn nhiều, thế nhưng nàng trên xe quân dụng giấy phép dãy số vẫn là tương đối nhiêu bê. Vũ Hiểu Phỉ cuối cùng đơn giản đem xe đứng ở cách trường học cách đó không xa bãi đậu xe, ba người bọn họ lại đi bộ đi tới kinh thành đại học y khoa cửa. Mặc dù nói Vũ Kiệt là người kinh thành sĩ, thế nhưng Vũ Kiệt tiểu tử này vẫn là quyết định muốn ở trong trường học. Vì lẽ đó Diệp Thần Phong vị này làm anh rể hiện tại là phát huy tác dụng, giúp Vũ Kiệt mang theo trước đó chuẩn bị kỹ càng hành lý. Ở kinh thành đại học y khoa cửa bày ra từng cái bàn, mỗi một cái bàn bên cạnh đều dựng thẳng một khối nhãn hiệu, mặt trên viết mỗi cái hệ chỗ ghi danh, bàn mặt sau ngồi 3, 4 tên sinh viên năm 3 hoặc năm 4, bọn họ hẳn là chính là phụ trách ngày hôm nay tân sinh báo danh. Vũ Kiệt báo chính là trung y hệ, ở trung y hệ báo danh trước bàn. Sắp xếp một cái đội ngũ thật dài, Diệp Thần Phong cùng Vũ Hiểu Phỉ bồi tiếp Vũ Kiệt đi tới đội ngũ phía cuối cùng, kiên trì chờ đợi báo danh, kỳ thực lấy Vũ gia ở kinh thành thế lực, Vũ Kiệt căn bản là không dùng tới đến báo danh, chỉ cần đến lúc đi học đúng giờ đến trường là được,
thế nhưng Vũ lão gia muốn để Vũ Kiệt lấy người bình thường thân phận ở kinh thành đại học y khoa hoàn thành học nghiệp. Trung y hệ sau cái bàn diện phụ trách báo danh chính là hai nam một nữ, hai tên nam sinh một người dáng dấp người cao mã đại, một cái khác nhưng là cao cao gầy gò, duy nhất một tên nữ sinh tướng mạo phi thường, giống như vậy, thế nhưng ngực cái kia một đôi cao vót phi thường có liêu, dường như muốn đưa nàng bông chất tê tuất cho căng nứt, để đến trung y hệ báo danh tiểu học đệ môn, đều sẽ đỏ mặt không nhịn được nhìn thêm hai mắt vị này học tỷ ngực. Sáng sủa. Xem ra khóa này chúng ta hệ bên trong không có cái gì mắt sáng mỹ nữ. Cao cao gầy gò nam sinh quay về bên cạnh người cao mã đại nam nhân thấp giọng nói rằng. Bị gọi là sáng sủa nam sinh, tên đầy đủ gọi là Lý Minh Lượng, ánh mắt nhìn về phía đội ngũ phía cuối cùng, hai con mắt không chớp một cái nhìn chằm chằm Vũ Hiểu Phỉ, khóe miệng lộ ra một vệt nụ cười, nói rằng, tự đạt, chúng ta ánh mắt muốn thả xa một chút, sang năm cũng đến chúng ta tốt nghiệp thời điểm. Không muốn đều là đem ý nghĩ đặt ở học muội trên người, kỳ thực ta cho rằng thiếu phụ càng thêm có ý nhị, ngươi xem đội ngũ phía sau cùng người phụ nữ kia thế nào. Ngày hôm nay Vũ Hiểu Phỉ là một thân nhàn nhã trang phục, đưa nàng vóc người hoàn mỹ phác họa ra đến rồi, chủ yếu nhất chính là Vũ Hiểu Phỉ ngực cũng phi thường có liêu, không chút nào so với vị kia phụ trách trung y hệ báo danh nữ sinh kém, chủ yếu nhất chính là Vũ Hiểu Phỉ không riêng ngực có liêu, nàng tướng mạo cũng vô cùng tốt. Hoàn toàn có tư cách dùng, mỹ nữ, hai chữ này để hình dung nàng. Cao cao gầy gò nam sinh tôn tự đạt theo Lý Minh Lượng ánh mắt nhìn về phía Vũ Hiểu Phỉ, trong cổ họng không nhịn được nuốt hai lần ngụm nước, nói rằng, sáng sủa, quả nhiên là một cái cực phẩm a. Bất quá, người không nhìn thấy nàng bên cạnh đứng nam nhân sao. Người khác là danh hoa có chủ, chúng ta cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Lý Minh Lượng bĩu môi khinh thường ba. Nói rằng, ở tại bọn hắn mới vừa tới trường học cửa thời điểm, ta liền chú ý tới bọn họ không có lái xe lại đây, một người đàn ông liền một chiếc xe đều không có, ngươi nói gốc gác của người đàn ông này hội tốt hơn chỗ nào. Như vậy cực phẩm nữ nhân cho loại nam nhân này hoàn toàn là lãng phí, ngày hôm nay liền để ngươi tới xem một chút cái gì gọi là hoành đao đoạt ái. Tốt nhất sau đó đứng ở mỹ nữ bên cạnh cái kia tiểu bạch kiểm đừng khóc đi ra mới tốt. Lý Minh Lượng khóe miệng nụ cười càng ngày càng dồi dào, trong miệng hắn nói tới tiểu bạch kiểm, tự nhiên là chúng ta Diệp Thần Phong đồng chí. Phía trên thế giới này không có mắt người chính là quá nhiều, cái này gọi là Lý Minh Lượng, tự mình cảm giác rất tốt nam sinh, nhìn chằm chằm Diệp Thần Phong chỉ sợ là hắn đời trước làm quá nhiều thiếu đạo đức sự tình, vì lẽ đó ông trời mới sẽ như vậy trừng phạt hắn. Lý Minh Lượng sửa sang lại cổ áo, từ sau cái bàn diện trên ghế đứng lên. Từng bước đi tới Diệp Thần Phong đám người trước mặt, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn Vũ Hiểu Phỉ, cười nói, vị mỹ nữ này, khí trời như thế nhiệt để ngươi đứng ở Thái Dương dưới đáy quả thực là một loại tội lỗi. Sau đó, lại sẽ ánh mắt nhìn về phía Vũ Kiệt, hỏi, vị mỹ nữ này, ngươi là đến giúp đệ đệ ngươi báo danh. Ta ngày hôm nay vừa vặn phụ trách trung y hệ báo danh, có muốn hay không ta để cho các ngươi trước tiên đi báo danh. Từ đầu tới cuối Lý Minh Lượng ánh mắt đều không có đứng ở Diệp Thần Phong trên người, điều này làm cho Diệp Thần Phong trong lòng một trận cười gằn, hắn biết trước mặt cái này đột nhiên nhô ra ngớ ngẩn, khẳng định là coi trọng Vũ Hiểu Phỉ, muốn ở Vũ Hiểu Phỉ trước mặt biểu hiện hắn năng lực, không biết hắn này hoàn toàn là vai hề hành vi. Học đệ, ta cũng là trung y hệ, sau đó ta nhưng là ngươi học trưởng, ở kinh thành đại học y khoa gặp phải chuyện gì, ngươi cũng có thể tìm đến ta Lý Minh Lượng. Coi như xem ở ngươi có như thế một mỹ nữ tỷ tỷ phần trên, ta Lý Minh Lượng cũng sẽ toàn lực giúp ngươi. Lý Minh Lượng là thô bạo trách lậu. Phú Kiệt này tặc tinh tiểu tử, làm sao không nhìn ra Lý Minh Lượng tâm tư. Trong lòng của hắn chỉ thừa nhận Diệp Thần Phong như thế một cái anh rể, ở hắn cho rằng những người khác căn bản không xứng với tỷ tỷ của hắn, chủ yếu nhất chính là không có tư cách làm hắn Vũ Kiệt anh rể. Ngươi cháu trai này là từ nơi nào nhô ra? Ta Vũ Kiệt cần tìm ngươi hỗ trợ, thật là khờ đến nổi bong bóng. Vũ Kiệt đầy vẻ khinh bỉ nhìn Lý Minh Lượng nói rằng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 23.